Hôm nay chúng đạo chia sẻ làm cách nào niệm Phật có kết quả được như ý. Làm cách nào? Chúng ta việc đầu tiên là mình chấp nhận ngồi xuống đây tu học, không những một ngày an lạc, một tuần an lạc, một tháng an lạc, một năm an lạc, trọn đời an lạc, đó là người niệm Phật, chuyên sâu về niệm Phật. Và phải sống như thế nào để chúng ta có cơ hội gần gũi chư Phật và tiếp nhận được vô lượng quang của chư Phật, đó là người tu mà chuyên về niệm Phật. Là chúng ta đạt tới cảnh giới như mong muốn luôn đó. Không nghĩa là mình làm ông này bà nọ sau 2-3 năm mình niệm Phật, hoặc 10 năm, 20 năm, không phải vậy. Việc đầu tiên mà chúng đạo nhắc nhở huynh đệ nhiều dĩa nhắc nhở, chư Phật mười phương luôn luôn muốn chúng ta sống biểu lộ cái tánh khiêm nhường. Cái tánh này rất là hay, các ngài nói tự cao tự đại sẽ không học được điều gì hết, chỉ có cái lòng khiêm nhường tuyệt đối mới tiếp nhận được chân lý mà thôi. Bây giờ huynh đệ muốn tiếp nhận được chân lý của sự niệm Phật thì trong đạo sẽ hướng dẫn huynh đệ tu như thế nào để tiếp nhận được chân lý và sống trong chân lý đó. Chân lý sống để biểu lộ chứ không có lý luận suông. Chân lý không có lý luận suông bằng cái miệng hay là nói cho hơn thua với người ta. Chân lý sống để biểu lộ. Và nhớ câu này, chân lý sống để biểu lộ chứ không có lý luận suông. Lý luận nhiều quá đâm ra lộng ngôn lộng ngữ, hí ngôn ý ngữ sẽ đi vào ma đạo. Người tu niệm Phật chỉ có một câu thôi, Nam Di Đà Phật, đúng không? Nam Mô A Di Đà Phật, cái niệm A Di Đà Phật. Niệm lục tự hay tứ tự? Hả? Tứ tự hả? Không giải quyết được sinh tử. Đó là lục tự. Niệm lục tự hay tứ tự? Nói lại coi, lục tự hay tứ tự? Thì Nam Mô A Di Đà Phật là lục tự nè. Mà sách vở ngàn xưa để lại là lục tự Di Đà chứ không có tứ tự Di Đà. Ngàn xưa tới giờ là lục tự Di Đà chứ không có tứ tự. Bởi vì lục tự Di Đà, trung đạo chia sẻ cái phương pháp hành thiền trong lục tự Di Đà, nếu huynh đệ chấp nhận tu sâu, trung đạo mới chia sẻ cái này được, còn không thì thôi, nói chuyện khác. Bây giờ muốn niệm Phật thì tiến hóa hay không là chúng ta tự quyết định nha. Mà chỉ là phải làm, mà làm với cái tâm từ bi bác ái và khiêm nhường kính trọng, chứ phải làm rồi bắt đầu được cái này được cái nọ kia, bắt đầu là mình quên quang tự đắc là mình sẽ đi vào ma đạo tức thì. Nó chờ sẵn huynh đệ chỉ khởi cái tâm một niệm tự cao tự đại thôi là nó dẫn huynh đệ đi tức thì đó. Bây giờ có chấp nhận hay không? Cảm ơn huynh đệ. Trung đạo trong khi mà hướng dẫn huynh đệ tu niệm lục tự Di Đà, bên cạnh đó hướng dẫn huynh đệ cách nào đi diệt được cái bản ngã tôi phàm phu tục tử của mình. Tu là phải chấp nhận hy sinh thế gian pháp và sửa đổi trần gian tánh. Nếu huynh đệ không hy sinh thế gian pháp, không sửa đổi trần gian tánh, là dứt khoát chúng ta không thể tu chuyên sâu vào Phật pháp được. Muốn đạt được một điều gì đó vi diệu cho cuộc sống hiện tiền, cho đời sống tâm linh của mình, mình phải biết hy sinh mà bỏ một cách vui vẻ hoan hỷ để được bỏ những tánh hư tật xấu. Tu là sửa mà, đúng không? Nếu mình không sửa thì dứt khoát mình không đạt được những điều tốt lành. Tu là phải buông bỏ, mà nếu không buông bỏ thì dứt khoát mình không biểu lộ được cái tánh từ bi. Những điều kiện cần thiết bên cạnh sự tu niệm Phật, lục tự Di Đà, chúng đạo xin nhắc lại, trước khi Phật Tổ nhập diệt, ngài nói là khi ta nhập diệt, 100 năm sau pháp của ta chỉ còn có phân nửa mà thôi. Thì một vị đệ tử hỏi là tại sao chỉ còn phân nửa? Ngài mới nói rằng là Nam Mô A Di Đà Phật chỉ còn có A Di Đà Phật. Và 200 năm sau pháp của ta sẽ tận diệt. Thì một vị đệ tử hỏi tại sao mà pháp ngài tận diệt? Bởi vì lục tự Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật chỉ còn có hai chữ thôi, Mô Phật. Thành ra không còn nữa. Cái gì cũng Mô Phật đó, lấy cái đầu, lấy cái đích, bỏ cái ruột. Cái ruột quan trọng nhất mà nó không lấy, nó lấy cái đầu, lấy cái đích, rồi xài đích với đầu thôi. Cho nên còn có mông cổ, là mông cổ á, xài cái đầu với cái cổ thôi. Người mông cổ thì có cái đầu với cái cổ à? Không dám nói vậy. Thành ra lấy cái chữ Mô Phật, thành ra cái ruột mất rồi, thành ra không có chánh pháp. Thấy chưa? Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm như thế nào để mở được lục tự Di Đà, mở được lục thông đó. Mà dùng đạo đi sâu vấn đề là
niệm niệm đúng thì mình sẽ mở được những huyệt đạo bí mật trong cơ thể của mình. Mình thông được 12 kinh mạch. Trong cơ thể mình nó có 12 kinh mạch, mà hai mạch chính là nhâm và đốc. Mà mình niệm Phật đúng mức á, thì mạch nhâm đốc thì sẽ mở, thì luồng năng lượng cơ thể mình luôn chuyển mạnh mẽ lắm, nó mở được những huyệt đạo khác. Như là cái đầu của mình nè, nó mở luôn cái hà đầu thành, nó mở luôn nê hường cung, nó mở cái bách hội đấy á. Thì lúc đó mình mới có cơ hội nhận được luồng vô lượng quang của Phật A-di-đà. Còn nếu cái này mà không mở á, thì niệm 10 năm, 20 năm cũng vậy à. Khi mở rồi á, thì con mắt huynh đệ sáng long lanh, cái mặt hồng hào, cái đầu lúc nào cũng nhẹ nhàng thư thái, tâm mình lúc nào cũng an tịnh, ở cảnh nào cũng an tịnh, hoàn cảnh nào cũng an tịnh. Đó, lúc đó mới thực sự gọi là mình đã mở được 12 kinh mạch trong cơ thể của mình đó. Mình niệm Phật mà không có ai hướng dẫn mình, cứ niệm thôi, niệm mà không biết nó mở cái gì, niệm một thời gian bao lâu sẽ được cái gì cũng không biết luôn, chỉ biết niệm. Nhưng mà niệm nó có cái luật của cái niệm, nếu mình la cho to lên á, mình sẽ tổn hại khí lực. Người tu niệm Phật nó có bốn điều cấm kỵ, trong đầu lập đi lập lại rất nhiều trong dĩa. Thứ nhất, ngồi lâu hại thịt, ngồi lâu quá thì bắp cơ mình sẽ teo. Đứng lâu hại xương, nằm lâu hại gân, nói to hại khí. Nhớ điều này ha, làm lại. Người tu niệm Phật phải nhớ bốn điều này nè, cấm kỵ. Ngồi mà không có bồ đoàn thì là chuyện bên ngoài, lâu năm sẽ bị trĩ, không có đồ lót đít á, sẽ bị trĩ, bởi vì cái hậu môn mình sẽ hút những đồ dơ dưới đất. Rồi mình ngồi lâu quá nó bị bế tắc, máu huyết không lưu thông, nó tụ ở mông đít mình sẽ tiểu ra máu, mình đi cầu ra máu. Rồi hai cái đầu gối sẽ bế tắc, đau nhức đầu gối, rồi đau lưng. Đó là ngồi không có bồ đoàn và ngồi không thẳng, và ngồi rồi không xả sẽ bị những cái bệnh sau, gọi là bệnh hậu, bị chướng duyên trong việc tu tập khi mình bệnh. Đó không? Khi giảng xong, chúng ta sẽ chỉ cho mình để cách ngồi như thế nào để không bị đau lưng, đau đầu gối và bị đi cầu ra máu, bị trĩ, đau nhức. Ngồi lâu hại thịt, ngồi lâu quá, ngồi 5-6 tiếng một ngày mà ngồi hoài, không uống đầy đủ thì bắt đầu bắp cơ nó teo, cái chân nó nhỏ lại, người nó teo hết. Đứng lâu thì hại xương, mình đứng nhiều quá thì đau nhức xương của mình. Nằm lâu sẽ hại gân, nằm lâu sẽ nên lười biếng, ngủ. Người tu mà ngủ nhiều quá nó mất dấu hỏi thành chữ ngu. Người tu không được ngủ, mà ngủ mê nữa. Niệm Phật mà lọt vào mê nữa ha, niệm Phật cái ngủ mê là bị lọt vào cái mê đó đó. Mình sẽ bị ngu, trí tuệ mình sẽ bị tàn lụi. Cho nên mình nằm lâu hại gân, sanh ra lười biếng. Lười biếng là chủ nhân của bệnh tật. Hả, người tu mà lười là sanh ra bệnh, bệnh trì trệ, ăn không tiêu, nghĩ không thông, nói không rành, mặt lúc nào cũng lừ đội, đen thù lùi. Đó là người bị mê rồi đó. Mà nói to, nếu mà niệm Phật la cho to vô mà không có điều tức, tức là hít sâu thở dài đó, sẽ hại khí, tổn khí lực. Đó không? Bốn điều phải nhớ: ngồi lâu hại thịt, nằm lâu hại gân, đứng lâu hại xương, nói to hại khí. Bốn điều này phải điều độ. Nhớ chưa? Đó là việc làm đầu tiên của một người tu về niệm Phật lục tự di đà nha. Rồi nhớ chưa? Đây là phần đầu tiên chúng ta phải nhớ. Tại là chúng ta niệm Phật vừa đủ nghe thôi, mà khi niệm phải lắng nghe tiếng niệm của mình. Miệng niệm, tai lắng nghe, tâm tưởng nhớ, lúc nào cũng phải lắng nghe và tưởng nhớ. Để chi? Để không sanh ra tạp niệm, vọng niệm. Lúc nào có chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà chậm rãi, không nhanh, không chậm, đều đặn. Đó là cái tâm an tịnh mới niệm đều. À, cái tâm mình an tịnh rồi, cái niệm Phật nó nhẹ nhàng lắm, hơi thở sâu dài. Người niệm Phật phải để ý là hít một hơi dài, niệm theo hơi thở. Bắt đầu hít vào á, thì niệm Nam, cái chữ cái hơi cuối cùng tới cái bụng rồi đó là nó chữ Phật. Mà khi bắt đầu thở ra là chữ Nam, chữ cuối cùng là chữ Phật. Nhưng mà niệm đều. Đó là bước đầu tiên. Nói một chút xíu nữa, trung đạo sẽ chỉ cái bước thứ hai cho huynh đệ làm như thế nào. Cái bước thứ hai sau khi niệm Phật và hít thở, cái bước thứ hai sau khi niệm Phật hít thở là cái gì, trung đạo sẽ nhắc lại phần sau. Bây giờ nào nhắc lại, việc đầu tiên chúng ta là ngồi lâu hại thịt, đứng lâu hại xương, nằm lâu hại gân, nói to hại khí, bốn điều tối kỵ. Nhớ chưa? À gì đó. Rồi bước kế, niệm Phật không có hấp tấp, niệm Phật không có vội vã. Tại vì niệm Phật để được an tịnh mà, có phải vậy không? À, muốn an tịnh á,
là phải lắng lòng niệm. Cái người tu niệm Phật, cái mục đích tối thượng là được nằm trong cõi tịnh độ, an lạc hạnh phúc miên viễn của chính mình. Sách vở gọi là cực lạc. Lạc là đại hạnh phúc, là đại hoan hỷ. Mà cực độ, tuyệt đỉnh là đại hạnh phúc, đại an lạc, gọi là cực lạc. Lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng an lành, nó gọi là cực lạc. Nhưng mà cái cõi cực lạc kia lên có vàng vòng tưởng thức thôi, cho mình thấy cảnh giới đẹp để mình mong cầu, rồi cái tâm mình mong muốn mình sẽ đạt được cái cảnh giới mình muốn, gọi là tưởng thức. Còn bây giờ chúng ta đi vào cái thực thể là niệm Phật để được cảnh giới cực lạc tịnh độ hiện tiền ngay trong cái tâm cảm của mình luôn. Nếu tâm hồn mình lúc nào cũng an lạc hạnh phúc tột đỉnh thì gọi là gì? Cuộc sống thần tiên đó. Thần tiên chính là hạnh phúc đó. Rõ không? Thế nên niệm Phật an lành, niệm đều đặn, không nhanh không chậm. Bây giờ để được đạt tới cái mục đích an tịnh, lắng nghe cho thiệt là kỹ. Trong đạo hôm nay hướng dẫn huynh đệ tu niệm Phật để đạt kết quả mong muốn. Cho nên huynh đệ lắng nghe cho kỹ, với chứ hồi nãy là có hứa là chúng ta tu niệm Phật mà. Hả? Tu niệm Phật phải tới nơi tới chốn, chứ đừng có nửa chừng. Nửa chừng rồi không biết đi đâu. Đi đâu cũng chẳng biết đi đâu. Mà người tu không biết đi đâu là đi đâu? Là không biết đi đâu hết. Đó, thấy không? Thấy người ta niệm Phật niệm theo mà không biết đi về đâu, mới là tu mù, tu mò, tu tù, tu tủ, tu tu, tu mà mê muội thì ngu suốt đời đó. Cho nên bây giờ lắng nghe kỹ, cái sâu thở dài niệm Phật, một hơi vô là niệm từ từ, rồi một hơi ra cũng niệm từ từ, đều đặn, không nhanh không chậm. Ví dụ để có thể tập trung niệm Phật ở đây cũng được, tập trung ở đây cũng được, tùy. Ví dụ mình bị nghĩ bậy nhiều quá, tập trung ngay cái rúng, niệm Phật ngay cái rúng thì tự nhiên bao nhiêu tạp niệm vọng niệm sẽ biến mất. Còn nếu mà niệm Phật ngồi ngủ gục thì niệm ngay cái đầu mũi, niệm ngay cái đầu này luôn nè, sẽ hết ngủ gục. Khi bị tạp niệm vọng niệm nghĩ vớ vẩn nhiều quá, tập trung tư tưởng vào rúng, về nhà tập thử đi, niệm ngay cái rúng chừng vài niệm thôi, tự nhiên tư tưởng tạp niệm vọng niệm nó không còn. Bắt đầu tiếp tục niệm Phật, hít sâu thở dài niệm Phật. Phải tập trung tư tưởng cao độ trong tiếng niệm Phật và lắng nghe tiếng niệm Phật cho mình, cho dù niệm trong đầu, cái tâm mình cũng phải lắng nghe cái niệm đó để mới thực sự là niệm Phật. Rồi, cái bước thứ nhất qua chưa? Bây giờ rõ là niệm Phật theo hơi thở ra vào chưa? Rõ chưa? Rõ không? Mình về nhà tập chừng một tháng đi, bắt đầu mình hít vô mình niệm Phật, thở ra niệm Phật. Trong đạo đứng lên cho huynh đệ coi, niệm Phật đúng mức là có 3 tầng. Cái phổi mình nó có cái công năng nở thành 7 lần, cái phổi mình sẽ nở thành 7 lần nha. Khi niệm Phật á, huynh đệ để ý cái bụng của trung đạo, khi chúng ta thở là chúng ta hoát sát vô. Khi thở thì trung đạo chỉ cái bụng, huynh đệ nhìn cái bụng. Trung đạo chỉ cái ngực, huynh đệ nhìn cái ngực. Rồi trung đạo chỉ chân mày với cái lỗ tai nè. Ngó cho kỹ nha. Cái bụng nó đầy rồi thì tự động nó lên cái ngực. Cái ngực đầy rồi thì nó lên cái mặt. Cho nên cái da mặt mình căng, cái đầu mình bóng là lý do đó đó. Ngó cho kỹ ha, bắt đầu. Thì cách niệm Phật nè, bây giờ niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm chậm rãi. Khi bắt đầu hít vào thì mình sẽ niệm, bây giờ mình thở một hơi 3 lần. Rồi giúp cho mình an tịnh đi. Rồi bắt đầu khi trung đạo thở hết hơi ra lại cái bụng mình hót vào. Rồi bắt đầu nhìn cái bụng. Thấy chân mày nhích lên không? Thấy chân mày nhích lên không? Phải nhìn cái lỗ tai cho nó rõ. Bây giờ khi mà cái bụng đầy, cái ngực đầy thì lỗ tai, cái mặt mình đầy thì cái lỗ tai nó sẽ nhích lên. Ngó cho kỹ nha không? Lỗ tai nhích lên không? Con mắt nhích lên không? Nó sẽ kéo cái mặt mình căng. Cho nên huynh đệ nếu tu đúng 60-70 tuổi cũng không có nếp nhăn, vì lúc nào cũng luồng năng lượng nó cũng đưa lên đầu lên mặt, thì nó mở được cái hà đầu thành, gọi là bách hội, cái nê hường cung của mình. Cho nên cái gọi là cái nhục cảnh nó sẽ bự,
thấy cái này nó bự không? Bự mà tròn không? Thấy cái này bự mà tròn không? Đàn ông đàn bà vậy hả? Tu đúng là nó nở to ra. Thế ra mình hít làm sao về nhà tập từ từ. Bụng đầy, ngực đầy, cái mặt đầy. Là tự động cái chân mày mình nó sẽ kéo lên. Thấy chưa? Mỗi một hơi là cái mặt mình nó kéo lên. Mỗi hơi là mặt mình kéo lên như vậy á, da mặt mình mới căng, cái đầu mình mới bóng. Hơi thở đầy đủ thì cái đầu, cái não của mình á, nó mới nhận được nhiều luồng năng lượng trong hơi thở. Khi cái não mình nhận được nhiều luồng năng lượng có nghĩa là được nuôi dưỡng đầy đủ, thì tế bào não rất là mạnh mẽ, cho nên trí tuệ mình sáng suốt. Niệm Phật đúng là phát triển trí tuệ tột đỉnh. Cái não mình được nuôi dưỡng, cái tế bào não được nuôi dưỡng, nó sẽ phát ánh sáng, nó gọi là hào quang. Mà khi cái này, khi huynh đệ ngồi mà cái đầu mình nó giống như có ai rờ, cho dù không có tóc vẫn giống như có người rờ, thì cái luồng năng lượng trên đầu mình nó phát triển tới đây nè. Thì lúc đó các ngài phóng quang vô thì hai bên nó tiếp xúc nhau. Cái luồng năng lượng này mình xài cho hoài không bao giờ hết. Làm hoài không hết. Làm từ sáng tới chiều cho người ta không hết. Đổ ra nó đầy lại, đổ ra đầy lại. Tiếp nhận không ngừng nghỉ. Cho nên mình xài năng lượng hoài hoài không hết là lý do đó. Bây giờ huynh đệ hiểu được cái cách thở đầu tiên là thở sâu thở dài chưa? Niệm Phật theo hơi thở ha. Giờ cái bước thứ hai. Đây là cái đạo tràng đầu tiên trung đạo dạy hướng dẫn tu niệm Phật mà theo phương pháp niệm Phật. Đi sâu vào cái niệm để đạt được sự tịnh độ cho chính bản thân mình. Rồi mình mở được những huyệt đạo cần thiết trong cái đầu này. Lúc đó mình mới học được nhiều thứ trong âm thầm, gọi là tri kiến Phật. Mình ngồi, mình nghe được những điều rất là dễ chịu. Mình nghe được tiếng niệm Phật của những người xung quanh, nó gọi là Phật âm. Mình niệm đúng mức á, mình sẽ nghe được nhiều điều hay lắm, vi diệu lắm, nó gọi là tri kiến Phật. Có biết chữ này không? Sự dạy dỗ âm thầm mà chỉ có cá nhân mình biết thôi. Nếu mình nói ra huynh đệ mình không biết đâu. Cho nên những gì mình nghe được, mà mình hiểu được, mà mình làm được, mà lợi lạc được đó, mình lấy cái đó mình mới chia sẻ lại cho huynh đệ mình. Chứ còn mình nói những người chưa tu, họ không có biết, họ nói bậy. Họ nói bậy, họ mang nghiệp, là lỗi của mình, bởi vì mình cho họ phương tiện nói bậy. Cho nên không được nói những cái chứng nghiệm mình cho người ta nghe. Rõ chưa? Thấy cái gì cũng vậy đó, kể đó hả? Mình thấy cái chuyện tự đến rồi tự đi. Người tu niệm Phật thấy nhiều điều lạ lắm, nhưng kệ đó, nó tới rồi nó đi. Chứ đừng có dính vô nó. Dính vô nó là cái hình ảnh nó dính hoài đó, là mình kẹt, mình không đi xa được. Nhớ không? Tuyệt đối không được dính vào những linh ảnh mà mình thấy. Nếu dính vào đó, mình sẽ bị kẹt và không tiến hóa được. Bước thứ nhất là hít sâu thở dài, niệm Phật hơi thở ra vào. Bước thứ hai, hôm nay trung đạo chỉ bước thứ hai thôi, còn khi có lần sau có gặp sẽ chỉ bước thứ ba. Hơi phức tạp một chút. Hay cái chỗ là nếu chúng ta chấp nhận niệm Phật để được vãng sanh, là ở cái tâm thức thấp, cái mong muốn thấp, cái cầu xin của mình thấp, mình có quyền. Bởi vì Phật ở đâu? Trả lời một câu thôi. Phật ở đâu? Phật ở đâu? Tại tâm. Thì mình biết là Phật ngự trị luôn luôn ở đây, mà mình lại cái tâm thức mình thấp quá, thì nó mình xin vãng sanh. Bởi vì tâm thức mình chưa có đủ hiểu biết. Bây giờ thay vì chúng ta xin vãng sanh để chết rồi được về cái cảnh giới an lành hơn, không, bây giờ mình nâng cao tâm thức một chút xíu nữa. Bởi vì mình biết Phật ngự trị trong tâm, tâm tức Phật, Phật tức tâm. Mình đã biết được điều này, có nghĩa là mình ý thức được là trong cái thân này có cái tâm, trong cái tâm này có ông Phật, tâm tức là Phật, đúng không? Bây giờ mình nâng cao tâm thức một chút xíu nữa, niệm Phật chết thành Phật, chứ không có vãng sanh nữa, thành Phật luôn. Là cái tâm thức mình ở cái bậc trung thừa, gọi là trung căn đó. Bây giờ chúng ta bỏ đi, không thèm cái trung căn này nữa. Chúng ta là người niệm Phật có ý thức và hiểu biết khoa học. Chúng ta nâng cao tâm thức mình một bậc cao hơn nữa, nó gọi là đại thừa đó. Nâng cao tâm thức lên, niệm Phật hít sâu thở dài, lắng nghe hơi thở ra vào, lắng nghe nhịp tim. Mỗi một nhịp nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật. Cái tim đập một cái mình niệm một chữ, cái tim đập một cái mình niệm một chữ, rõ không? Mình niệm theo tiếng tim. Tại sao vậy? Chúng ta muốn đạt được cảnh giới cao trong cái niệm Phật,
phải lắng nghe con tim của mình, bởi vì tim chính là nơi ở trú ngụ của ông Phật. Mình lắng nghe tiếng tim, mình lắng nghe hơi thở ra vào, mình lắng nghe tiếng niệm Phật, thì tạp niệm vọng niệm không có thời giờ chen vào. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Tại vì mình bận rộn mà. Mình bận rộn cái hơi thở, mình bận rộn tiếng tim của mình bận rộn tiếng niệm Phật. Nhưng ba cái này nó kết hợp lại thì rất là bận rộn, cho nên mình không có một cái khoảng cách nhỏ nào để cho tạp niệm vọng vào. Thì nó gọi là chánh niệm. Tại sao chúng ta phải lắng nghe hơi thở ra vào, lắng nghe tiếng tim của mình đập và niệm Phật theo? Tại sao? Bởi vì mình biết rằng là trong này có một ông Phật luôn luôn ở với mình. Nếu không có cái thân thì tâm không có chỗ trú ngụ. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Mà cái tâm không có chỗ trú ngụ có nghĩa là ông Phật không có cái nhà để ở. Tóm lại, thân chính là cái nhà của ông Phật của chúng ta. Bây giờ mình lắng nghe tiếng thở, lắng nghe tiếng tim, còn có nghĩa là gì? Là mình lắng nghe sự sống. Hơi thở ra vào là sự sống, có phải vậy không? Khi nằm thẳng cẳng không chết người ta gọi là gì? Gọi là gì? Cái nằm thẳng cẳng luôn mà lạnh ngắt gọi là gì? Nổm. Thẳng cẳng không thở là chết, mà hơi thở chính là sự sống, có phải vậy không? Mà người niệm Phật phải biết thở sâu, thở dài để cho cái thân này nó có cơ hội sống dài, sống khỏe. Cái thân này chính là một phương tiện duy nhất cho cái ông Phật ở trong này nè. Nhờ có cái thân này cho nên ông mới ngồi lại đây. Ông vô đây, ông ngồi, ông học Phật, ông tu theo Phật. Nhờ có cái thân này chúng ta mới lết tới chùa, mở đạo tràng để ngồi tu. Nhờ cái thân, nương vào thân để làm phương tiện. Ông Phật mình, ông nương vào cái thân mình, ông làm phương tiện. Nên mình cố gắng làm sao mình giúp cho cái thân mình khỏe, mạnh, sạch, đẹp. Để chi? Để phương tiện tu học của ông Phật mình nó mạnh, nó sáng, nó đẹp, nó khỏe. Thành ra cái đường tu học mình nó dài hơn người khác. Bây giờ hiểu rõ cái thân mình là gì chưa? Là chánh điện của cái ông Phật đang ở trong này. Cho nên mình phải có bổn phận chăm sóc giữ gìn cái nhà này lúc còn sống. Nhưng mà tuyệt đối không được dung dưỡng nó quá độ, sinh ra nó hư. Cũng không bạc đãi nó quá độ, nó sinh ra nó tàn lụi. Rõ chưa? Rõ không? Tất cả mọi cái là không quá đáng, cũng không quá tệ. Để chi? Để cái thân mình nó không bị chiều chuộng quá mức, đâm ra hư hỏng, hoặc là bạc đãi nó quá độ để sinh ra hư tàn lụi. Nhớ chưa? Bây giờ ý thức được cái thân mình là chánh điện của Phật. Bây giờ tại sao chúng ta phải lắng nghe hơi thở và nhịp tim? Trung đạo nhắc lại, hơi thở là sự sống, có phải vậy không? Rõ chưa? Cỏ cây còn thở mà. Nhờ nó thở cho nên nó xanh, nó đẹp đó. Cái mặt lá cây nó có những cái lỗ nhỏ, rất là nhỏ, mình không nhìn được. Nhưng qua cái kính hiển vi phóng to, mình sẽ nhìn được cái lá nhỏ, lỗ. Những cái lỗ đó nó có bổn phận là hút được cái tinh chất dĩ thái của không khí để nó nuôi cho nó xanh. Bên cạnh nó, cái chân nó hút âm chất của đất. Cái rễ nó hút âm chất của đất. Cái lá cây nó hút dương chất của mặt trời. Chúng ta có khác gì đâu. Chân mình đội trời, đầu đội mình đội trời, chân đạp đất. Chân hút âm khí của mẹ, đầu hút dương khí của cha. Có phải vậy không? Cha trời mẹ đất mà, gọi là Như Lai. Như Lai không phải là một vị. Như Lai là một cái tính chất lớn lao, thiêng liêng của vũ trụ, gọi là Như Lai. Là pháp giới, là càn khôn, là vũ trụ. Nó gọi chung là Như Lai. Cái tên thôi. Nhưng mà không phải là một vị, một người như mình nghĩ. Như Lai là sự thiêng liêng có trong vũ trụ. Sự thiêng liêng này ngự trị trong vạn vật. Cho nên người ta mới nói là Phật tánh có trong bá tánh chúng sanh. Phật tánh có trong mọi hình thể. Có đúng vậy không? Đúng không? Xác nhận đúng không? Thì Phật tánh ngự trong ta, ngự trong lá cây. Mọi hình thể đều có Phật ngự trị. Nói chung, tánh thiêng liêng ngự trị trong chúng ta, ngự trị trong con này, con nọ, con kia, trong vạn vật. Tánh thiêng liêng trường tồn là do hơi thở sâu dài. Cỏ cây cũng có hơi thở ra vào cho nó xanh, nó đẹp, nó trẻ. Cái cây có biết nó sống bao nhiêu năm không? Có biết không? Không. Và chúng ta trồng nó lên, chúng ta nói tôi trồng nó được 30 năm. Bản thân đâu biết 30 năm đâu. Nó chỉ biết tươi đẹp. Nếu mà chăm sóc đúng thì nó sẽ tươi đẹp. Chúng ta cũng vậy. Thực sự con người ta không có tuổi, nhưng mà mình cứ tự đặt mình bao nhiêu tuổi, cứ năm tính tuổi.
Thật sự sự sống trong cơ thể mình không có tuổi, sự thiêng liêng không có tuổi. Hơi thở ra vào, nhịp tim của mình là sự sống. Khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lắng nghe hơi thở ra vào, lắng nghe nhịp tim, cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong bản thể của mình, trong chánh điện của Phật. Đó không? Mình đang ý thức, đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong cơ thể của mình, cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự thiêng liêng đang luân chuyển trong bản thể này. Mà sự thiêng liêng chính là Như Lai đang ngự trị trong bản thể này. Vậy là chúng ta niệm Phật, lắng nghe sự sống, còn có nghĩa là lắng nghe sự thiêng liêng luân chuyển trong bản thể của mình, trong bản thể của vạn vật, cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe Như Lai đang ngự trị trong chánh điện này. Cho nên mình ý thức rằng là niệm Phật theo thở ra vào, theo nhịp tim đập, cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe Như Lai đang sống trong chính bản thể này. Cho nên cái câu nói mình là Phật, Phật là mình, Phật là ta, ta cũng là Phật, ta là Phật, Phật cũng là ta, tìm chỉ cho tận chốn non xa, ngay trong tâm khảm ta ngài ngự, đâu cần lặn lội chốn trời xa. Có phải vậy không? Đúng không? A Di Đà Phật. Chúng ta nói tỉ mỉ hơn, khi lắng nghe hơi thở ra vào và nhịp tim của mình, cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong bản thể này, trong chánh điện này, cũng còn nghĩa là mình đang lắng nghe sự thiêng liêng đang ngự trị trong bản thể này. Sự thiêng liêng mà thế gian gọi là Phật tánh đó, mà Phật tánh ở khắp mọi nơi. Còn nghĩa là chúng ta đang lắng nghe Như Lai đang ngự trị trong bản thể này đó. Tóm lại, thân xác mình chính là chánh điện của Như Lai, một chánh điện tinh khiết hoàn hảo. Vì hoàn hảo cho nên nó không sanh bệnh, vì hoàn hảo cho nên nó đẹp, nó sáng, vì hoàn hảo cho nên nó sáng suốt, nó trí tuệ khôn lanh. Còn nếu mà không hoàn hảo sẽ sanh bệnh, có phải vậy không? Nếu huynh đệ mà bạc đãi mình có cái bệnh không? Bệnh bởi vì mình làm cho nó khiếm khuyết. Cho nên khi mình ý thức rằng bản thể này chính là chánh điện của Phật, mình phải biết chăm sóc như thế nào để chánh điện này được trong sáng, thanh tịnh, tinh khiết, mới là thực sự một người biết tu. Tu cho nó nơi tới chốn, tu cho ra hồn, tu để được gần gũi chư Phật, tu để làm bản thể này trở thành chánh điện của Như Lai, mới thực sự là người Phật tử thuận thành chân chính. Nam Mô A Di Đà Phật. Trung đạo giảng rất là nghiêm trọng trong vấn đề này, để huynh đệ chúng ta cùng ý thức với nhau, chúng ta đang đi sâu vào niệm Phật để được có kết quả như ý. Thật ra chúng ta phải biết chăm sóc cái bản thể này, không được ăn tầm bậy, không được nói tầm bậy, không được làm tầm bậy để làm tổn phước. Mình thiếu phước rồi thân thể mình đâm ra bệnh tật, thiếu phước rồi chuyện xui tới hoài. Mình bởi vì mình tổn phước cho nên cơ thể mình sanh bệnh tật, bị tai nạn, bị họa này họa nọ kia, là do mình tổn phước đó. Cho nên người tu là mình bòn phước, không phải cầu cạnh cái phước, mà ráng cố gắng nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, để chúng ta tự tạo phước cho bản thân mình mà tu học. Có phải vậy không? Đúng không? Cho nên chúng ta phải tự bòn phước để cho thân xác mình được mạnh khỏe, trí tuệ sáng suốt. Tu là phước huệ phải song tu, phải nghĩ thiện làm lành, phải tụng kinh trì chú, phải biết yêu thương bá tánh chúng sanh, thì cái tiếng niệm Phật mình nó trở thành Phật lực. Cái miệng mình là phàm khẩu, là phàm khẩu, muốn ăn bậy, muốn nói bậy, muốn làm bậy là nó hết. Ăn bậy nói bậy là chết, ăn bậy nói bậy là tổn phước, cho nên gọi là ác khẩu. Niệm Phật tụng kinh thời gian, cái miệng mình trở thành thần khẩu, nói phải cẩn thận. Niệm Phật thời gian 10 năm, 20 năm, cái miệng thành thánh khẩu. Niệm Phật trọn đời tu học, làm việc cho bá tánh chúng sanh bằng cái miệng này thiện lương, giúp đỡ huynh đệ bá tánh bằng cái miệng, bằng cả tâm hồn, trí tuệ, con tim, bằng cái miệng trở thành Phật khẩu. Ghê chưa? Mà nước miếng lúc đó nó ngọt và thơm rồi, gọi là cam lộ đề hồ là đó đó. Mình niệm Phật đến mức nước miếng mình thơm và ngọt, thì cái miệng mình đó cam lộ đề hồ rồi. Ở đây có ai đạt được tới mức đó chưa? Giơ tay lên. Mình bắt cái tay liếm đi, vì có ghẻ đúng không? Lấy cái nước miếng chà chà vô, ngày mai người ta lành đó, ngày mốt người ta lành hẳn luôn. Cam lộ đề hộ là thuốc đó, nó chính là muốn thuốc trường sinh, muốn thuốc trường sinh cho người niệm Phật tụng kinh. Nước miếng mình thơm và ngọt. Một người Mỹ á, mình lấy tay mình chấm nước miếng á, nó
không bao giờ dám đụng tới cái tay mình á. Mà đệ tử của thầy nó là một khoa học gia, thầy chấm nước miếng thầy sức phỏng cho người ta xong á, thầy để cho nó hửi coi, không có mùi, có một mùi gì nước miếng hết á. Cái miệng mình nó có hai cái loại gọi là vi khuẩn, một vi khuẩn xấu và vi khuẩn tốt. Vi khuẩn xấu thì rất là hôi, nó hôi vô cùng và thúi nữa, còn vi khuẩn tốt nó thơm, không có một cái mùi nào hết, như nước mưa vậy đó. Là mình niệm Phật đã tới mức rồi thì cái miệng mình mới có nước miếng tốt, nó gọi là cam lộ đề hồ. Cái niềng răng của thầy thì niềng cho răng nó thẳng đó, thầy nói chuyện với người ta thầy cầm thầy bỏ ra ngoài, thầy nói chuyện, nói chuyện xong xuôi hết rồi thầy cầm cái niềng răng lên thầy hửi, thơm ngào ngạt. Huynh đệ không bao giờ nghĩ ra, ngậm trong miệng mấy tiếng hồ bỏ ra, ngậm bỏ trở lại vẫn thơm ngào ngạt. Từ đâu? Từ do công năng tu luyện của mình mà có, từ nó cái niệm Phật miên mật mà có, từ cái tâm từ bi bác ái hỷ xả bỏ qua quên lãng mà có. Cái miệng thành Phật khẩu rồi, tự nhiên nước miếng sẽ thơm mà ngọt. Lúc đó quyền lợi tâm linh là của mình chứ không phải của thầy. Bây giờ huynh đệ có muốn có quyền lợi tâm linh đó lớn đó không? Muốn có không? Xuống ngồi xuống tu miên mật đi, để làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh. Phải rải cái tâm đại từ đại đi cho bá tánh chúng sanh, phải nói những lời đại từ đại đi cho bá tánh chúng sanh, có cái miệng mình mới thơm và ngọt được. Ăn cái gì cũng ngon, nói cái gì cũng vui, nói cái gì cũng lợi. Mà muốn nói lời ẩu nói không được, vì lúc đó mình muốn nghĩ một điều xấu cũng nghĩ không được nữa. Bởi cái đầu này nó không phải là phàm trí nữa, cho nên không thể nào nghĩ những điều của thế gian được. Cái đầu mình nó thành thánh trí rồi, cho nên chỉ nghĩ những điều lợi lạc cho bá tánh chúng sanh không thôi. Người tu kinh khủng chưa? Nó đạt tới cái mức mà miệng thành Phật khẩu, cái đầu mình thành thánh trí, Phật trí rồi, cho nên không nghĩ xấu được, không nói xấu được. Lúc đó mình là ai chư Phật đã biết rồi. Chư Phật, ông Phật không có nghĩa là cái ông đó phải ngồi chễm chệ một nơi rồi ánh sáng phát khắp nơi. Ánh sáng huynh đệ chỉ thấy ánh sáng của ông này khi nào cái tâm huynh đệ đạt tới mức đó an tịnh rồi, huynh mới nhìn thấy được ánh sáng của những huynh đệ của mình. Cái đầu mình, cái thân của mình, cái trí của mình đạt tới mức đó, mình nhìn mình thấy được ánh sáng của huynh đệ trên đầu màu gì, ánh sáng gì, màu xanh, màu sáng, màu trắng hay màu trắng lợt, hay màu trắng xanh hay là màu tím, màu hồng, mình thấy hết á. Vì con mắt mình trong sạch tinh khiết, mình thấy tất cả mọi thứ. Không khí có màu không? Không khí có màu không? Có không? Đã lớn lên có hay không? Hả? Không khí bảy màu đó huynh đệ, cho nên mới tạo ra cái cầu vồng đó. Cầu vồng bảy màu là bởi vì nó qua ánh cái hơi nước á, ánh nắng mà qua cái hơi nước á, mình thấy không khí nó bảy màu luôn á. Chúng ta luyện đạo niệm Phật đến độ cái đầu mình á, ngũ sắc ngũ quan á, bạch sắc bạch quan, huỳnh sắc huỳnh quan là màu vàng nè, thanh sắc thanh quan là màu xanh nè, xích sắc xích quan là màu đỏ, có hết đó trong A Di Đà, thấy chưa? Mình luyện đạo là có đủ, nhưng mà làm sao để đạt tới cái mức đó? Khi mà mình niệm Phật đúng mức rồi, cái hà đầu thành cái đầu mình nó tròn lên, nó độn lên, nó mở ra, mở cái hà đầu thành, nó mở cái bát hội ra, lúc đó nó nhịp xong rồi, cái bắt đầu mình tụng niệm nhiều, bắt đầu mình tiếp nhận được luồng năng lượng mà thế gian gọi là vô lượng quang đó. Lúc nào mình cũng khỏe, lúc nào mình cũng trẻ, lúc nào mình cũng khoan khoái, lúc nào cũng an nhàn tự tại, chuyện gì xảy ra mặt vẫn bình thường, không nhăn nhó không gì đó. Lúc đó mình đọc cái câu gọi là an lạc thường trụ á, lúc nào mình cũng vui vẻ, người ta nói vậy mình cũng không có nổi điên. Thực sự là người tu á, không có nổi điên, cái điên nó không còn. Lúc huynh đệ tu niệm Phật đúng mức rồi đó thì cái giận nó không còn tồn tại, cái buồn nó không còn tồn tại. Không có ý là mình vô cảm, không phải vậy, mình biết luôn á, mình hiểu luôn á, nhưng mà mình vẫn an lạc. Cho nên cái câu là tâm biết bất biến giữa dòng đời vạn biến đó là bởi vì mình đã tu tới rồi, hiểu không? Tâm mới bất loạn chứ, nhất tâm bất loạn thì vãng sanh viên mãn. Cho nên huynh đệ lắng nghe hơi thở, 1-2 tuần, 3 tuần đi quen rồi, bắt đầu huynh đệ tập lắng nghe nhịp tim đi. Hay nhất là cái chỗ này nè, khi huynh đệ nghe nhịp tim của mình nó lớn, mỗi cái nhịp nó 2 tiếng lận, nó gần nhau, cái tâm thức tâm nhĩ nó nhịp với nhau, mình nghe nó lớn dần, mà mình ngồi mình nghe nó lớn quá rồi đó, nghe nó quá lớn trong cái đầu này rồi, thì tự nhiên tiếng động bên ngoài không còn tồn tại. Lúc đó mới thực sự là lục căn thanh tịnh,
ngũ uẩn giai không thể độ nhất thiết khổ ách. Nhớ không? Lục căn thanh tịnh rồi thì viên lục ngũ uẩn sẽ giai không. Mà ngũ uẩn giai không rồi mình sẽ độ nhất thiết khổ ách. Đó, niệm nghe tiếng tim đi sẽ thấy được cái kết quả. Mà huynh đệ đã nghe tiếng tim rồi, tự động tiếng xe bên ngoài cũng mất, tiếng nhạc mở rầm rầm cũng mất luôn. Lúc đó mới thực sự là lục căn đại thanh tịnh. À, lục căn đại thanh tịnh rồi niệm Phật sẽ nhất tâm. Niệm Phật nhất tâm chắc chắn vãng sanh theo như ý đó. Ngồi xuống mỉm cười rồi đi, gọi là tịch. Đúng nghĩa tịch. Lúc đó nụ cười huynh đệ hả, nó sáng rực rỡ. Nụ cười rất là sáng rỡ hả, giọng cười mở miệng ra cười là người ta cảm thấy vui, thấy an lạc liền. Vậy lúc đó ai cười? Không phải mình cười đâu. Cái đầu nành Phật trí, cái miệng thành Phật khẩu, cái giọng là Phật âm. Con mắt nhìn là từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng, là Phật tánh. Thấy chưa? Cái miệng thơm ngọt là Phật vị. Lúc đó là ai? Chư Phật làm hết, không phải là mình. Cho nên cái phàm này, phàm phu đã biến mất. Người tu mục đích chính là giết chết cái phàm phu tục tử của mình để đạt đến thánh trí. Nếu mà phàm phu tục tử bản ngã tôi thấp hèn mình còn dứt khoát, mình không lại gần thánh trí được mà vẫn còn phàm trí. Hả? Phàm trí là phàm khẩu. Hả? Phàm khẩu là phàm nhân là phàm tục, phàm phu tục tử, đừng có hòng đi tới đâu hết á. Rõ chưa? Dễ hiểu không? Cái gì đập Phật? Rõ không? Từng mắt một nó ăn liền với nhau ha. Cho nên người tu niệm Phật á, đầu tiên chúng ta phải làm sao? Rời phàm, rời cái phàm phu tục tử, rời cái phàm nhân, phàm tánh của mình đi, phàm trí của mình đi. Mình tu mình chuyển phàm qua thánh. Trung đạo không nói thành thánh, mà chuyển phàm qua thánh. Từ một cái phàm trí, phàm khẩu, phàm phu tục tử, mình chuyển thành thần. Đó là mình phàm nhân thành thiện nhân, thần nhân, thánh nhân, rồi Phật. Phải chuyển như vậy đó, chứ không phải đụng cái là qua Phật đâu. Không đụng cái là qua thánh nhân đâu. Phải nhớ không? Chuyển phàm qua thánh. Từ phàm nhân thành thần nhân, thành thánh nhân rồi mới là Phật. Cho nên một người phàm phu tục tử sống trong cái phàm tánh của thế gian, của thế gian tánh, trần gian tánh, mình chuyển thành thiện nhân trước cái đã. Thiện nhân một thời gian dài mới thành thần nhân, rồi thánh nhân, lúc đó mới tính chuyện Phật. Rõ không? Mình chuyển phàm qua thánh là vậy. Từ phàm khẩu trở thành thần khẩu, thánh khẩu, rồi Phật khẩu. Từ phàm phu tục tử, phàm nhân trở thành thần nhân, thánh nhân mới thành Phật. Đó là người tu chân chính. Phải biết từng giai đoạn. Lúc đó cái mặt mình sẽ rạng rỡ, nụ cười sẽ rạng rỡ, cái đầu mình sáng suốt, cái tâm mình an lành thiện lương. Lúc đó mình mới có danh sách trong cái đạo. Cái sách đạo nó có tên mình rồi. Còn mình sống trôi lăn á, còn có sách đời. Cho nên từ đời chuyển qua đạo. Đồng thời mình phải nương cái đời của thế gian để mình luyện đạo. Mình thấy những cái tánh phàm phu tục tử thế gian mình không tập. Mình vượt qua tất cả những cái tánh phàm phu tục tử để mình trở thành một cái bậc thánh nhân, thần nhân nào đó. Mình chuyển, mình tự chuyển, mình tự tu, mình tự giáo hóa mình. Cho nên mình phải phán xét mình chứ không được phán xét huynh đệ. Người có trí á, thầy viết câu là kẻ đại ngu. Hãy nhớ câu nè, kẻ đại ngu tụng tu để phụng sự cái bản ngã tôi, phàm phu tục tử thấp hèn, ngu mô xảo trá, lừa gạt, xấu xa, đê tiện. Đó là bản chất phàm phu tục tử xấu xa nhất. Nó gọi là tận cùng của cõi dục giới. Người nào tu mà sống trong cái cảnh giới này, nó gọi là phàm phu tục tử thấp hèn. Người tu phải rời bỏ những đức xấu, xấu tính xấu đó đi. Gọi là kẻ đại ngu là sống trong cái tôi phàm phu tục tử. Bây giờ chúng ta không thèm sống trong cái tánh của kẻ đại ngu nữa. Chúng ta sống người đại trí. Người đại trí sống trong cái tình yêu thương rộng lượng từ bi bác, luôn luôn quán xét và phê bình chỉ trích chính bản thân mình. Và quán xét cái bản ngã tôi thấp hèn của mình và không được lặp đi lặp lại những cái tánh xấu. Phải tập cho mình những đức tính tốt và biết khiêm nhường, biết kính trọng, biết yêu thương, biết giúp đỡ, bỏ qua, quên lãng, tha thứ cho huynh đệ ba tánh chúng sanh. Và luôn phán xét mình chứ không được phán xét huynh đệ. Đó là người đại trí. Rõ chưa? Huynh đệ làm gì cái chuyện của họ, họ lặp đi lặp lại là cái huân tập của thế gian thôi. Mình không được nhảy vào. Hả? Mình nhảy vào là mình thọ. Hả? Mình thọ là mình sanh phiền não. Mà người tu không cần phải thọ thế gian pháp để sanh phiền não. Mình thấy cái chuyện tầm bậy, mình nghĩ trong đầu mình sanh phiền não,
mình nghe cái điều tầm bậy, mình nghĩ lộn xộn, mình lại sanh phiền não, phải không? Chính mình tạo phiền não chứ không ai tạo phiền não cho mình. Cho nên người tu phải học cái chữ kệ, kệ nó, để mình không bị thọ những cái không cần thiết. Người tu là bỏ rác rưởi ra ngoài, đem những điều tốt lành cho người tu. Những gì rác rưởi cho cuộc đời là phải bỏ liền, đừng có ôm ấp nó để sanh phiền não. Hả, còn phiền não dứt khoát lục căn không thanh tịnh. Mà lục căn không thanh tịnh, niệm Phật sẽ bị tạp niệm vọng niệm. Mà lục căn không thanh tịnh mà cứ tiếp tục có tà niệm, tạp niệm vọng niệm hoài hoài, nó trở thành tà niệm và ác niệm. Rõ chưa? Rõ không? Cho nên cố gắng làm sao không thèm thọ thế gian pháp để sanh phiền não cho chính mình. Chẳng hạn như cô đây nè, giận thầy cái chuyện mà thầy chưa bao giờ biết, một cái giận âm thầm giận hoài, ai phiền trước? Cô là người mà thầy giận trơ trơ, bây giờ thầy đâu có làm gì đâu mà bị phiền. Người ta nói một câu thầy không cần nghe tới, họ giận giận đấy, tại sao mà tôi muốn vậy mà ông không làm vậy đấy? Cái chuyện cô muốn là chuyện của cô, chuyện giận chuyện của cô đâu phải chuyện của tôi đâu. Sống của tôi là vậy mà, ai kêu cô phiền chứ? Hả, mình nổi điên lên, việc đầu tiên mình bị trước rồi người ta chưa bị. Đó không? Thật là chúng ta người tu phải cố gắng làm sao niệm Phật để giữ chánh niệm, không sanh tạp niệm vọng niệm. Để cái tạp niệm vọng niệm này lâu đời quá nó thành tà niệm và ác niệm. Giữ lòng thanh tịnh. Người tu mục đích chính là giữ lòng thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc. Cái thân này sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh thì trở thành chánh điện của các ông gọi là thế gian, gọi là Phật ở trong này. Đó là con đường đi của chúng ta. Bây giờ chúng ta lặp lại. Lắng nghe hơi thở ra vào, niệm Phật theo hơi thở ra vào. Bước thứ hai là lắng nghe hơi thở ra vào cộng thêm nhịp tim của mình. Cứ thử nghe đi. 1997 á, Trung Đạo nằm trên giường sau khi ngồi thiền niệm Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật á, nằm trên cái giường này nè. Đây là cái chứng nghiệm nha, chứ không phải ai cũng có. Mình lắng nghe tiếng tim mình nó bự đến cái độ là Nam nè, cái người mình cảm giác nó vậy nè. Lúc đó mình huynh đệ thấy tại sao mà núi lửa phun lửa ra không? Cái núi mà nó phun lửa ra không? Ở trong bụng trái đất mình toàn là nham thạch, chất lỏng nóng không à. Nó luân chuyển, cái trái đất nó có cái nhịp đập của nó là làm. Nó vừa xoay chuyển mà nó vừa bóp. Có biết vậy không? Không. Người thế gian không thể nào biết được. Chỉ có những người tu lâu họ mới hiểu. Tại sao mà núi lửa nó phun được? Nếu mà nó không ép vậy làm sao nó phun được? Giống như tim mình nó không bớt làm sao máu lưu thông, có phải vậy không? Cái tim mình á, chính là cái nhịp của trái đất. Cho nên chúng ta người tu á, là mình là tiểu vũ trụ. Cái tiểu vũ trụ này có bổn phận trở về đại vũ trụ. Hay nói đại khái là cái bản ngã phàm phu tục tử, tu một thời gian dài sẽ thấy được thánh ngã, rồi trở thành Phật ngã. Phật ngã này có quyền trở về với đại ngã là Như Lai. Bây giờ nói theo thế gian đi. Con tim mình nó đập như vậy á, thì máu huyết lưu thông. Trái đất nó bóp như vậy á, thì chất lỏng nóng nó chẳng khắp nơi. Nó phun ra ngoài được là nhờ sự bóp. Cho nên cái tim mình nó bóp giống như trái đất vậy đó. Khi mình lắng nghe được tiếng tim của mình hòa nhịp với cái nhịp của trái đất, thì mình là tiểu vũ trụ trở về với vũ trụ, mình cùng nhịp với trái đất. Lúc đó hả, mình đi đâu á, mình biết. Mình an tịnh cỡ nào, mình có gì mình an tịnh trong tiếng tim của mình. Bên ngoài tiếng động không còn tồn tại. Đối với thực sự là đại an tịnh, đại thanh tịnh, gọi là tịnh độ hiện tiền. Tịnh độ hiện tiền là cực lạc của thế gian. Thấy chưa, nào giờ đâu có ai giảng nói tới đây đâu, đúng không? Chỉ cho mình đọc sách rồi nói niệm Phật vậy thôi. Chứ còn đạt tới cảnh giới đó đường hồng mà có vãng còn chưa được nó đi tới đó. Đó, nói thì niệm Phật mà Trung Đạo chỉ nói tới đây thôi nha. Còn nói nữa con đề không biết đi đâu á. Còn bước thứ ba sẽ làm gì, ghê chưa? Mỗi một cái nhịp, một cái niệm thôi, cái cơ thể mới nó nhịp, nó rung động. Một cái nhịp nó rung động, nó thực sự là lúc đó mình tiếp nhận luồng năng lượng của Phật Tổ á, lúc nào cũng có trong cơ thể, mới gọi là vô lượng quang thường trụ trong cơ thể mình. Ánh sáng mình sát ra nhiều màu. Nếu mình để tu đi, nhìn kỹ đi, mình để sẽ thấy được Trung Đạo không phải là cái người mà mới tới vô cổng đâu. Hiện tại cái mặt ổng nó khác đó, nó khác đó. Nó vậy luôn đó. Tức là khi mà mình đi vào cái pháp mình nói chuyện rồi đó, thì thực sự cái vị mà được nói như vậy á, Trung Đạo chỉ là trung gian cho cái vị được nói thôi. Quân đệ sẽ thấy được cái pháp quân đệ luyện không phải là bình thường như chúng ta nghĩ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di, rồi rống cho to lên,
rống cho to là hết hơi cái mặt xanh lè, cái môi thâm xì. Niệm Phật to đâu có giải quyết được sinh tử đâu. Niệm Phật nhẹ nhàng, an lạc, đều đặn, tâm mình an tịnh, an tịnh, an tịnh, an tịnh. Ngày an tịnh, tuần an tịnh, tháng an tịnh, năm an tịnh, trọn đời an tịnh, mới thực sự là người đang sống trong cảnh giới cực lạc. Đi tới đâu cũng hỷ lạc, đi đâu cũng an lạc, đâu cũng thanh tịnh, mới thực sự gọi là tịnh độ hiện tiền. Hỏi tịnh độ chính là mình chính là tịnh độ. Lúc đó mới thực sự gọi là vãng sanh viên mãn. Chưa đi mà đã được hòa nhập rồi, thấy chưa? Chưa có bỏ nhà mà đã được hòa nhập rồi còn gì nữa. Mình là ai? Đó là mình niệm Phật để thành Phật tại thế gian luôn, đó gọi là đại thừa. Đó. Trung đạo nói như vậy, huynh đệ có tiếp nhận dễ không? Có dễ tiếp nhận không? Hãy cần phải nhắc lại. Cho nên chúng nữa huynh đệ phải hỏi những gì mà Trung đạo giảng để huynh đệ mở rộng vấn đề hơn, chúng ta dễ dàng hiểu hơn, để việc tu tập mình tiến hóa hơn, việc niệm Phật mình có kết quả như mong muốn. Chúng ta phải hỏi nha. Hai bước thôi, niệm Phật theo thở ra vào, niệm Phật theo nhịp tim. Sau khi 2-3 tuần đó, khi quen hơi thở ra vào, vừa lắng nghe hơi thở, vừa lắng nghe nhịp tim, lúc đó mình mới đi đâu, mình biết mình đang làm gì. Mình biết là mình đang hòa nhập với sự sống trong chính bản thể của mình. Mà sự sống chính là sự thiêng liêng. Sự thiêng liêng chính là Như Lai đang ngự trị trong bản thể này, mà 24/24 không ngừng nghỉ. Bản thể này không ngừng nghỉ, sự sống không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta mới ngồi đây, mới có cơ hội ngồi đây tu luyện nè. Huynh đệ có tiếp nhận được không? A Di Đà Phật, chúc huynh đệ tu tinh tấn, miên mật, để nhìn lại bản thể thiêng liêng của mình là Phật, để mình có cơ hội trở về với cha mẹ của mình là Như Lai. Luôn là cầu xin chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát mười phương luôn luôn dạy dỗ dìu dắt huynh đệ đến nơi tới chốn, để chúng ta cùng có cơ hội trở về với cha mẹ của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ phần sau chúng ta đàm đạo với nhau. Trung đạo chỉ đi tới đây thôi, nhưng nếu có cái duyên lần sau trước khi về Mỹ, Trung đạo mong rằng sẽ ghé lại đây. Trung đạo sẽ chỉ huynh đệ cái bước thứ ba của đề niệm một chữ, cái người mình nó rung động. Niệm chỗ nào cho nó rung động cho đó. Lúc đó mình đang hòa nhập vào cái năng lượng thì mới có sự rung động. Năng lượng chính là sự rung động. Sự rung động này chính là luồng năng lượng ngự trị trong bản thể của mình, mà thế gian gọi là sự sống. Nó hơi đi xa quá ha. Đi vậy huynh đệ bắt đầu nó thấy hơi bắt đầu chướng chướng chút rồi, nó không có tiêu thụ nổi. Trong một tiếng đồng hồ nói không có đủ từ ngữ để mà diễn đạt cho huynh đệ thấu đáo được sự việc. Cho nên chúng ta phải hỏi để đàm đạo với nhau, để chúng ta mở rộng vấn đề hơn, để chúng ta cùng tiến hóa với nhau. Gọi là tu, tu sửa, tu chỉnh, tu bổ. Cái gì thiếu thì bổ, cái gì trật thì chỉnh, cái gì sai thì sửa. Đầu tiên là tu học, kế bên là tu tập. Bắt đầu về nhà tập hít thở đi, hít sâu tới dài, rồi tập nghe tiếng tim. Tập xong bắt đầu tu sửa, rồi bắt đầu tu hành. Hành cái tánh hạnh của mình cho ba tánh chúng sanh, hành cái lòng từ bi cho mọi người. Mà không được hành hạ bạc đãi bản thân mình, hoặc là hành hạ bạc đãi những người bên cạnh mình. Nếu mình bạc đãi những người bên cạnh, hành hạ người ta bằng trí tuệ hoặc là hành động, thì mình đang bạc đãi chính bản thân mình đó. Bởi vì chúng ta là con cùng cha mẹ, mình bạc đãi người bên cạnh là mình đang bạc đãi chính bản thân mình đó. Mình sống không có đạo đức, mình sống không đạo đức mình sẽ tổn đức, tổn đức sanh bệnh tật. Nói vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Trung đạo nói cái gì nó cũng có dính mắc với nhau, từng chữ này qua chữ nọ chữ kia, mình thấy thấu đáo rõ biết sự việc hơn. Cho nên mình hành đạo nó rõ ràng, nó mạch lạc hơn là vậy. Bây giờ huynh đệ là những người trung đạo nhìn thấy mặt rất là sáng, có nghĩa là huynh đệ tu rất là tốt, cho nên mặt không có bị đen thù lùi, hoặc môi thâm, hoặc là mặt mày xanh nám á. Tu mà niệm Phật nhiều mà mặt mày xanh nám mà thâm là bởi vì người đi, đi lộn đường rồi. Nhưng mà mình không biết mình đi lộn, bởi vì mình lạc, mình không biết mình lạc. Rồi huynh đệ bắt đầu hỏi chuyện nha, chúng ta đàm đạo với nhau để mình đào sâu vào sự việc. Mấy huynh bên nè, mấy huynh bên này nè, mấy huynh nam hỏi nhiều vô, thầy mở lòng ra đi chia sẻ huynh đệ, huynh đệ mở lòng ra tiếp nhận, chúng ta cùng tiến tu mà. Chứ trong đầu nó có giỏi huynh đệ gì đâu. Huynh đệ nào cũng có trình độ hết trơn á, chứ phải là không.
Rồi mấy cô, mấy bác, mấy chú hỏi để chúng hỏi những gì trong đạo mới giảng đó, mới chia sẻ đó, để chúng ta cùng đào sâu vấn đề để tu học. Vậy là hiểu hết rồi phải không? Vậy có làm được không? Thì còn nếu mình niệm Phật ở đây á, chúng ta niệm Phật ở trong chùa này nè, là mình niệm theo cái nghi thức của chùa thôi ha. Niệm xong rồi đi kinh hành, niệm xong đi kinh hành, đúng vậy không? Mà chúng ta chỉ niệm theo nghi thôi. Chúng ta về nhà cho mình có cơ hội ngồi xuống để niệm Phật theo thở ra vào và lắng nghe tiếng tim của mình. Khi mà mình đã nghe rõ tiếng tim nó lớn trong cái đầu, nó lớn quá rồi, tự nhiên tiếng động bên ngoài sẽ không còn tồn tại. Lúc đó mình rất an tịnh trong tiếng tim hơi thở ra vào, vẫn nghe tiếng tim, vẫn biết hơi thở ra vào, vẫn nghe tiếng niệm Phật của chính mình. Lúc đó thực sự là gọi là chánh niệm đó. Chánh niệm đó. Rõ chưa? Có dễ hiểu không? Có làm được không? A Di Đà Phật. Làm dễ lắm, không có khó đâu, chỉ cần quyết tâm là được rồi. A Di Đà Phật thưa cô. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con thành tâm biết ơn thầy nhiều cách đã chỉ dạy tụi con, chúng con cách niệm Phật. Nhưng để hiểu rõ hơn, xin thầy quan hỷ chỉ cho con cách hơi thở như thế nào để được cái bụng rồi cái từ từ nó được lên thầy, tới đầu. Thầy xuống dưới này. Dạ. A Di Đà Phật. Thấy cái dạ. Bụng nó rõ hơn. Dạ. Dạ nghe được cái bụng rồi nghe được tiếng tim à. Khi mình thở ha, đúng ra chúng ta không có ai chỉ với huynh đệ thở đúng không? Nếu có biết chẳng qua người khác chỉ thôi, trong chùa đâu chỉ đâu. Phụ huynh đệ đâu có chỉ nhau đâu đúng không? Đúng không? Chứ niệm cho to lên là được rồi, niệm to mới linh. À. Niệm to linh. Khi mình thở ngồi xuống, hít dài hơi, ba hơi thở cho mạnh ra. Khi tụng kinh niệm Phật xong, ngồi yên lại đó, hít vài hơi cho cái phổi mình nó căng ra. Cái lưỡi đưa lên trên cái hàm răng trên á, cái nú á, ngậm lại, bắt đầu hít. Thì đầu tiên là hít cho đầy cái bụng. Khi cái bụng đầy thì động sẽ đầy cái ngực đầy rồi cái mặt mình sẽ, chân mày nó sẽ kéo, lỗ tai sẽ kéo lên. Khi trung đạo chỉ cái bụng, huynh đệ nhìn cái bụng, chỉ cái ngực, huynh đệ nhìn cái nhực, chỉ cái lỗ tai, huynh đệ nhìn lỗ tai, thì thấy cái da đầu trung đạo nó sẽ kéo lên như vậy. Bắt đầu. Thấy rõ chưa? Thấy không? Thấy. Chỉ là cái hơi thở mình sâu dài đến độ vậy. Mà hay cái chỗ là khi hơi thở mình sâu dài đó, thì cái não mình nhận được rất nhiều sự sống. Hơi thở mình sâu dài có nghĩa là cái oxy á, mình cái oxy đó nó sẽ vô trong cái phổi của mình, là nó đen từ lùi máu đen về đây thôi. Máu đen nó về phổi nó đen lắm. Khi mình hít sâu vô á, thì hơi thở này, cái phổi mình nó có công năng là lọc máu đen thành máu đỏ. Mà cái đấu, cái máu mà đỏ tươi rồi á, thì cái phổi mình mới gửi qua cái tim, rồi gửi tim, tim nó bơm lên đầu. Mà cái máu đỏ càng đỏ đó thì chứng tỏ trong máu có nhiều oxy, thì nó bơm lên cái đầu của mình. Cái đầu mình có nhiều oxy á, thì cái tế bào máu, tế bào mà não được nuôi dưỡng đầy đủ, tế bào não sẽ mạnh mẽ hơn. Càng mạnh chừng nào thì nở to, nó phát ánh sáng, bởi trong nó có nhiều oxy. Cho nên cái não được nuôi dưỡng đầy đủ thì não sẽ phát ánh sáng. Cái đầu mình phát ánh sáng là do hơi thở sâu dài và cái tâm đại từ đại bi. Nếu huynh đệ hít hơi thở cạn quá thì máu đen nó về phổi, trong phổi không đủ oxy, cho nên nó không lọc máu đen thành máu đỏ đủ như ý muốn, như là cái tuần hoàn của nó, thì nó vẫn còn đen. Mà nó đưa về tim, tim lại bơm lên não, não nhận máu đen mỗi ngày mỗi chút, mỗi ngày một chút. Nó không có, cái tế bào não không đủ dưỡng khí để sống, bởi vì máu đen thì không có dưỡng khí, còn máu đỏ mới có dưỡng khí. Mà cái tế bào não không nhận dưỡng khí nhiều, chúng ta sẽ bị tai biến đột quỵ, tê liệt một bên, là do cái não mình nhận máu đen nhiều quá chứ không máu đỏ, với là không có nhận dưỡng khí nên bị tai biến là do nó đó. Cho nên người tu hít sâu thở dài, những người mà tu mà bị tai biến mạch máu não là do bởi vì hơi thở không sâu dài, lo âu phiền tối quá quên thở, hả quên thở rồi não sẽ thiếu dưỡng khí,
não thiếu dưỡng khí, cái đầu nó lộn xộn thì tim mạch sẽ bị lộn xộn, các cơ quan trong cơ thể mình sẽ bị lộn xộn, bởi vì cái não mình nó không được bình thường cho nên nó không điều khiển được những cái này bình thường, sanh bệnh tật, nó gọi là bất ổn. Cho nên tướng tự tâm sanh. Tại sao mình tu niệm Phật 20 năm sau mà nằm tê liệt chỗ, là hỏi lại tại sao đi? Vì cái não mình không đủ dưỡng khí, rõ không? Thì ta phải hít sâu thở dài là lý do đó. Nên phải ý thức thở. Thở nó có hai cái, thở ngắn ngắn cho đủ sống gọi là thở vô thức, còn mình đốc thúc nó thở theo ý muốn của mình là thở ý thức. Cho nên cái người mà ý thức thở thì mặt rất là, da rất là mịn, rất là sáng, rất là căng, rất là bóng, bởi vì hơi thở đầy đủ. Nên cái đầu nó bóng, vì lý do là tại sao? Một hơi thở vô cái đầu nó kéo lên, có phải vậy không? Một hơi thở thôi nè. Thấy chưa? Cái chân mày nó kéo lên, lỗ tai nó kéo lên thì nó căng lên thôi, thì cái mặt căng chứng tỏ là cái não này có đủ dưỡng khí. Mà não đủ dưỡng khí rồi thân rất là khỏe, khỏe lắm. Đi đứng nhanh nhẹn nhẹ nhàng, không bao giờ nhức tay nhức chân nhức lưng mệt mỏi. Tức dậy là tụng kinh ngồi thiền rồi, không phải là ẹo qua ẹo lại một hồi mới ngồi dậy được, là chưa. Hả thân mà còn ẹo tới ẹo lui là chưa, người tu chưa tới đâu hết. Rõ không? Cho nên là hơi thở sâu dài tự nhiên mình sẽ khỏe, có vậy thôi. Hơi thở là sự sống, phải biết như vậy. Anh nằm một chỗ mà không nhúc nhích không thở gọi là ngộm. Vậy là Phật. Bây giờ rõ chứ ngủm chưa? Ngủm mình làm biến thở. Hãy làm biến thở là tự nhiên ngủm, có vậy thôi. Mà trước khi ngủm là bệnh tật ghê lắm, vì mình thở không đầy đủ. Cho nên các ngài dạy cho mình thở. A Di Đà Phật. Hỏi đi cô, hỏi để mở rộng cái sự hiểu biết cho mà tu nó dễ hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thường khi là người tu thì phải đủ phước huệ xong tu á thầy, mà trong cái năng lượng niệm Phật của cái tâm thanh tịnh nó có cái phước ở trong trọng, hay là cái nhằm khi mình làm phước là mình phải đi tìm kiếm, hay là mình chuyên tu nó có sanh phước không thầy? Chúng ta niệm Phật tụng kinh, niệm Phật xong hồi hướng công đức, tụng niệm là một, phước huệ xong tu. Cho nên chúng ta mở mắt ra nghĩ thiện làm lành là tạo phước, tụng kinh trì chú niệm Phật là âm đức, là huệ. Cho nên chúng ta ngồi xuống tụng kinh, chúng ta độ rất là nhiều âm linh, vong linh, hương linh chung quanh mình rất nhiều, mỗi ngày chúng ta tạo âm đức. Âm đức đó chính là trí tuệ, nó gọi là phước vô lậu. Để người chưa siêu được siêu, không no được no, của Huyền Thất Tổ được siêu, âm siêu dương mấy thới. Cho nên chúng ta ngồi xuống tụng kinh niệm Phật là mình độ rất nhiều vong linh, hương linh chung quanh, họ được siêu sanh tịnh độ và nó đủ. Còn có nghĩa là mình đang tạo âm đức cho chính bản thân mình, nó gọi là phước vô lậu. Còn chúng ta nghĩ thiện làm lành, đi làm việc giúp đỡ bố thí người nghèo, giúp đỡ người nghèo có ăn có mặc này kia nọ, làm những việc để tạo phước. Cái phước của thế gian, phước vật chất, nó gọi là phước hữu lậu, nó gọi là dương đức. Những gì mình làm ta thấy, mình cho đồ cho đạt, giúp đỡ người này người nọ kia là những gì thấy gọi là dương đức. Còn độ cho âm linh, những người chung quanh, hương vong linh, hương linh này kia nọ được siêu gọi là âm đức, những gì không thấy. Cho nên làm công đức, phước đức phải đủ dương đức và âm đức, thì công đức, phước đức mới tròn đủ. Cho nên người tu nó có hai mặt, nghĩ thiền làm lành, tụng kinh trì chú, có 8 chữ thôi. Nếu huynh đệ không thực hiện được thì cái chuyện tu mình nó không đi tới đâu hết. Không nghĩa là chúng ta phải có tiền mới làm phước được, không phải vậy. Chúng ta nói một lời giúp đỡ người ta, khuyên nhủ người ta, giúp ta đỡ bớt đau buồn cũng là phước rồi, cũng là làm việc thiện rồi, rõ không? Mình nói một điều lệ lạc, mình nghĩ lệ lạc cho bá tánh, mình làm điều lạc cho bá tánh là phước rồi. Chứ đừng nói chung là mình nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là bao trùm tất cả việc làm của người tu là phước huệ có đủ, rõ không? Mà người tu là phải thế này nè, muốn có công, muốn có của, cái của là của tâm linh của chư Phật ban cho, tiếp nhận được vô lượng quang của chư Phật, là phải biết công phu, phải ngồi xuống hạ thủ công phu cho giỏi vô. Thì cái công phu này sẽ giúp cho thân xác mình có nhiều năng lượng, hoặc cái công lực, sức khỏe, sức mạnh gọi là công lực. Mà công lực đầy đủ mạnh mẽ thì cái năng lượng sống trong cơ thể rất là mạnh, cho nên mình mới khỏe, mới sáng, trí tuệ mới sáng suốt được.
công lực đầy đủ thì năng lượng mạnh mẽ, năng lượng mạnh mẽ thì mới có đủ phương tiện làm việc cho bá tánh chúng sanh chứ. Sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng suốt mới làm việc cho bá tánh chúng sanh, mới tạo công đức phước đức được. Cho nên người tu phải công phu. Có công phu đầy đủ thì có công lực, có công lực đầy đủ thì đầy đủ năng lượng làm phương tiện độ chúng sanh thì mới có đủ công đức phước đức, là vậy đó. Cho nên chúng ta phải công phu, chứ đừng có nói cái miệng không rồi xin của, không có đâu. Có công mới có của. Cái của này là của chư Phật ban cho mình, là cái của tâm linh, của đời sống tâm hồn của mình đó, hiểu không? Rõ chưa? Có nghĩa là không phải không có tiền là làm phước không được, không phải vậy. Một việc nhỏ cũng được mà, đang ăn nửa một chén cơm, chia sẻ nửa chén cơm cũng phước rồi. Mà có dám hy sinh không mới là quan trọng. Mà hy sinh một sự an lạc, hạnh phúc, hoan hỷ để được hy sinh là quan trọng. Cho một cách vui vẻ hạnh phúc, mà người nhận cũng vui vẻ hạnh phúc, không bị gọi là cảm thấy bị sỉ nhục hay là bị cảm thấy bị coi thường mà cho. Cái cho nó rất là quan trọng. Mình cho người ta an lạc hạnh phúc là phước. Còn mình thái độ cho của mình làm người ta đau khổ kinh miệt là mình tổn phước đó. Nhớ không? Một chút xíu thôi cũng tổn phước rồi đó. Người tu dễ bị tổn phước lắm. Còn cái người vô minh thì nó đâu biết phước là gì, kệ bà nó, làm sao nó làm. Người tu mình phải cẩn thận đó. Cẩn thận trong sự suy nghĩ, cẩn thận rồi là ăn tiếng nói, cẩn thận trong hành động. Cho nên người tu muốn đạt đến cảnh giới cao trong của người tu, không phải để mà xưng ông xưng bà với người ta, phải biết làm sao tạo phước trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng sự suy nghĩ, trong từng hành động của mình. À, nói là lời lạc, nghĩ là lời lạc, làm là lời lạc. Người này thực sự là một người chuyên tu, là Phật tử thuận thành đó. Không biết nghĩ xấu luôn á. Trung đạo bây giờ kêu nghĩ giận ra, biết gì đâu giận, mắc chứng gì phải giận. Nó nói tầm bậy chuyện của nó, được nhân quả chứ Phật lo, mắc chứng gì tới mình, phải không? Mắc chứng mình nghe vô làm nổi điên thì lòng từ bi đâu còn. Người tu mà không biết buông bỏ, buông xả, nghe một lời có chịu lỗ tai quay lại cắn người ta thì lòng từ bi không có. Phải biết buông xả, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ thì mới có cơ hội biểu lộ được cái tánh từ bi. Có phải vậy không? Chứ Trung đạo nói sóc một tiếng đi, Trung đạo sóc huynh đệ một câu thôi, huynh đệ nổi điên quay lại cắn Trung đạo rồi thì tánh từ bi huynh đệ làm gì có. Tha thứ còn chưa được nữa, hả? Tha thứ được rồi thì mới có thể biểu lộ được cái tánh từ bi, thương người ta được. Nó vậy đó. Thử tha thứ người ta đi, mình tha thứ cho người ta thì mình cũng được thứ tha. Mình cho người ta cơ hội, mình cũng có cơ hội đó. Thấy chưa? Hả? Có cho là giúp người, giúp người, người giúp ta. Sống theo nhân quả cõi ta bà, cho đi người cho lại, luân hồi quả báo thật không sai. Tuyệt vời vô cùng, A Di Đà Phật. Trung đạo tặng cho huynh đệ một bài thơ, mà gọi là, nếu mình đọc thơ là bài thơ Trung đạo, còn nếu mà là ca thì gọi là bài ca Trung đạo, A Di Đà Phật. Cái bài này làm ở bên Nhật, cô đệ tử ngồi thiền thì làm được 10 câu thơ. Thì Trung đạo lấy câu thơ, 10 câu thơ làm thành một bài nhạc, một bài thơ. Bài này nói về nhân quả, nhân quả của chính mình. Chúng ta sống trong cõi ta bà, luật nhân quả cai quản cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta ra đời cũng trần truồng, khi chết rồi thì cũng bàn tay trắng. Chúng ta không đem gì theo ngoài cái tài sản duy nhất, nó gọi là thức nghiệp. Cái nghiệp xấu và tốt nó đeo đẳng với mình, để đem qua bên kia tiếp tục trở lại hưởng hoặc trả. Chúng ta là chủ nhân của xấu và tốt, thiện và ác. Chúng ta là chủ nhân, là người sản xuất ra nghiệp quả. Cho nên nó tới với mình phải vui vẻ trả. Cái đẹp đến với mình phải vui vẻ hưởng. Không có dãy nảy. À, thuận cảnh mà vui, mà nghịch cảnh là buồn, là mình không chấp nhận, là con đẻ của mình. Xấu tốt đều là mình đẻ ra nó hết. Cho nên vì luật nhân quả sẽ đem lại tất cả những gì chúng ta đã tạo tác, từ lời ăn tiếng nói đến hành động việc làm của mình. Cho nên phải biết luật. Hả? Biết luật rồi sống theo luật thì tự nhiên an lành hạnh phúc. Đó không? Dễ vô cùng luôn. Rất là dễ thiệt mà. Lúc nào thấy dễ lắm, không có khó. Mà buồn không biết buồn, giận không biết giận, làm việc xong rồi phủ đích hết chuyện, ăn cơm xong buông đũa. Thì đi qua Đài Loan xong về tới Việt Nam không biết ồn mình làm gì bên đó, rồi mình làm cho ai, thì mọi chuyện nó cũng là con số không á. Xong rồi hết chuyện, thấy chưa? Cái người mà tu đúng á là cái chuyện gì xong mình thôi buông bỏ, làm phước cho người ta cũng xong rồi buông bỏ, không cần phải tính toán. Luật nó tính là mất chứng gì mày phải tính. Trên các ngài nói hãy để cho luật nhân quả xét xử, chư Phật lo, con không cần phải lo. Vì tất cả đời sống chúng ta đều bị luật nhân quả cai.
không cần phải no để chúng no. Thế rồi tôi đã tặng với huynh đệ bài thơ trung đạo này. Theo cái luật nhân quả, giúp người giúp người, người giúp ta, sống trong nhân quả cõi ta bà. Cho đi người cho lại, luân hồi quả báo thật không sai. Vui buồn buồn vui của kiếp người, buồn trong phút chốc lại vui tươi. Buồn vui vui buồn theo nghiệp báo, khóc cười cười khóc đời khổ thay. Vay nghiệp, trả nghiệp, đời tạo nghiệp. Nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Vô minh nghiệp lực xoay vần mãi, sinh tử luân hồi luật không sai. Hỡi ai ngoài kia trong đêm tối, hãy mau thức tỉnh dậy đi thôi. Quay về bờ giác xa tâm tối, ta bà chuyển kiếp thôi luân hồi. Người tu đến nơi đến chốn thì đâu còn luân hồi sinh tử nữa. Cái câu kế là giúp người người giúp người người giúp tâm không tưởng, buồn vui vui buồn trí không vương. Người cho người thôi mắc vướng, khóc cười cười khóc đời ghét thương. Hôm nay sạch nghiệp không quá khứ, niết bàn rộng mở đón chân ta. Hôm nay sạch nghiệp không quá khứ, niết bàn chẳng một niệm vị lai. Cái người mà đã an lạc hạnh phúc tuyệt đối rồi thì quá khứ không còn, vị lai chưa tới, tất cả là hiện tiền. Chư Phật luôn luôn dạy mình chánh niệm. Trong chánh niệm con người ta nghiệp ác không khởi, nghiệp thiện không dứt, lúc nào cũng nghe tiếng niệm của chính bản thể mình, nó gọi là chánh niệm. Mà trong chánh niệm rồi của người ta rất là hạnh phúc an lạc tuyệt đối, nó gọi là đại định. Trong đại định con người ta không còn phiền não bởi thế gian pháp, nó gọi là lục trần. Lúc mà lục căn đại thanh tịnh rồi thì chắc chắn niệm Phật sẽ được nhất tâm. Mà đã niệm Phật nhất tâm rồi chắc chắn sẽ là giải thoát viên mãn đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Rõ không? Dạ. Huynh đệ nhắm mắt lại, hít sâu thở dài. Hít sâu thở dài. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại tĩnh tâm. Nhắm mắt lại tĩnh tâm. Hít sâu thở dài. Hít từ từ thôi. Hít từ từ thôi. Nhắm mắt lại, không được mở mắt. Còn mở mắt là ăn gian đó. Nhắm mắt lại. Giúp người, người giúp ta, sống trong nhân quả cõi ta bà. Cho đi người cho lại, luân hồi quả báo luật không sai. Vui buồn buồn vui của kiếp người, buồn trong phút chốc lại vui tươi. Buồn vui vui buồn theo nghiệp báo, không cười cười khóc đời khổ thay. Vay nghiệp trả nghiệp, đời tạo nghiệp. Nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Vô minh nghiệp lực xoay vận mãi, luân hồi sinh tử luật không sai. Hỡi ai ngoài kia trong đêm tối, hãy mau thức tỉnh dậy đi thôi. Quay về bờ giác xa tâm tối, ta bà chuyển kiếp thôi luân hồi. Giúp người, người giúp tâm không tường, buồn vui, vui buồn trí không vương. Người cho người thôi mắc vương, không cười, cười khóc đời ghét thương. Bụi trần dứt sạch ta dạo bước, niết bàn rộng mở đón chân ta. Hôm nay sạch nghiệp không quá khứ, niết bàn chẳng một niềm vị lai.
A Di Đà Phật, cảm niệm công đức huynh đệ đã lắng nghe sự chia sẻ bài ca trung đạo nhắc nhở chúng ta sống trong luật nhân quả cõi ta bà. Cho đi người cho lại, cho rồi nổi chứng lại không cho. Người ta hứa rồi ta không cho. Hứa là cho cái nóc chùa, nhưng mà ra đường nghe nói gì ở tầm bậy tầm bạ, rồi nghe tầm bậy tầm bạ xong nổi điên, không cho. Cho nên thầy viết câu là giúp người, giúp người, người giúp ta, sống theo nhân quả cõi ta bà. Cho đi người cho lại, cho rồi nổi chứng lại không cho. Nó hứa nó cho, nhưng mà ra kia nghe tầm bậy, cái nổi chứng không cho. Làm ông thầy chờ thấy bà nội mua vật liệu rồi không có tiền trả. Thiệt đó. Mua vật liệu nó hứa nó cho, cái đầu kêu vật liệu, kêu là không có nổi chứng nó không cho, rồi nợ. Ông thầy mắc nợ. Nên thầy viết thêm câu là cho đi người cho lại, cho rồi nổi chứng lại không cho là vậy đó. Hả, hứa với tâm bảo là phải đưa, nghe chưa? Hứa không đưa là coi chừng đó, đừng có giỡn mặt á. Hỏi hay gì cô hỏi hả? Dạ, khi con nghe thầy giảng thì có một cái thắc mắc là tại vì trong cuộc sống của con đó, nó còn phải làm kinh tế để sống, có nghĩa là phải làm sao để có cơm ăn áo mặc. Thì trong cái con chỉ có hai thời, tức là vào con tối và sáng để niệm Phật. Khoan, ngừng. Dạ dạ. Vậy người thầy... tu á cô, mấy thời cũng được, nhưng mà cái thời dạ, dạ. Tại nó quan trọng nhất là gì? Một thời cũng được, mà trong cái thời đó mình sống trong thời đó luôn mới là quan trọng. Cô không cần biết bao nhiêu thời, nhưng mà nghe nè, cuộc sống ai cũng có cuộc sống á. Thầy cũng đi làm, bên Mỹ thì đi làm mà thầy đâu có đi xin đâu. Thầy cũng đi làm, nhưng mà đặc biệt cái là ngồi xuống cho mình cơ hội, mình quyết định cái thời nào cho mình cơ hội. Cho dù có cực cỡ nào đi, buông việc làm ra, không lẽ ôm trong bụng về tới nhà ngồi cái việc làm trong bụng của mình sao? Ngồi xuống lễ ông Phật trong bụng đi. Chúng ta phải tập nè, làm cực khổ cỡ nào, xong việc rồi buông đũa ra, ngồi xuống cho mình với ông Phật mình có cơ hội tu chung với nhau. Đó là người hiểu biết. Còn nếu đem cái chuyện mà làm cả ngày rồi còn về tới nhà ôm cả trong đầu mình cả ngày là sao? Là làm cho mình phiền não à. Bỏ hết đi, hôm nay làm xong việc rồi ngồi xuống tụng tu cho mình. Trung đạo tập như vậy là mấy chục năm, chứ là đi làm cực khổ chưa bao giờ bàn tới chuyện làm. Ra khỏi chiếc tàu du lịch đó là người bạn của thầy không bao giờ nghe thầy nói tới chiếc tàu. Còn bạn của thầy ngồi trong bàn ăn là nói chiếc tàu đó không mà. Còn riêng thầy không bao giờ mở miệng. Bởi vì làm cho cuộc sống để phương tiện sống, có phương tiện để tu. Cho nên lấy phương tiện sống đó làm phương tiện tu, thầy gạt cái rột, phương tiện sống biến mất, chỉ còn mình với ông Phật thôi. Cho nên thầy rất là an nhàn, thầy không bị khổ ảo gì nó, không có khổ não gì nó. Bây giờ thầy bỏ nó, thầy chỉ lấy làm phương tiện sống thôi. Bây giờ cô cực cỡ nào đi, bây giờ tập giống như thầy nè. Về tới nhà công việc làm xong hết rồi, ngồi xuống mình với ông Phật, nhớ không? Tập, nếu không tập là không vượt qua được. Không có rên rỉ cái chuyện làm. Làm, sống là phải làm để ăn để sống. Ở hoàn cảnh nào cũng phải làm để sống. Cho nên không vì chỗ đó mà mình bỏ công phu, hoặc là không cho mình cơ hội. Thì chúng ta phải tập, chứ không có rên rỉ chuyện cuộc sống của mình. Bỏ hết, ngồi xuống. Không nghĩa là mình bỏ nghề làm hay bỏ cái gì, bỏ cái việc làm hôm nay, ngồi xuống một tiếng đồng hồ mình với ông Phật là đủ. Sáng mai dậy đi làm nữa, chiều về tắm rửa sạch sẽ, ngồi xuống, việc làm ngày đã mất rồi, mình với ông Phật. Đây là cách tập cho người tu tại gia, phải biết xử sự. Việc của mình làm là đang làm với ông Phật, còn đi ra đường là sống với bá tánh, về tới nhà mình với ông Phật. Đó là người đại trí, biết tu cho chính mình. Đó không? Thầy, thầy cho con nói tiếp không thầy? Nói đi. Dạ. Cô, thầy nói gì cô không chấp nhận nữa hả? Cô nói gì nữa? Dạ dạ. À, thưa thầy, như vậy thì con thấy là khi niệm Phật để cho cái tâm mình nó không còn giấy niệm một cái gì tạp hết, thì con nghĩ rằng cái đó khó. Để khi mà chúng ta niệm Phật để trở về với giảng sanh cực lạc, và thầy nói đến cuối cùng là chúng ta thành Phật, cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà con thấy khó sau khi mà con nghe thầy nói là thầy không có buồn ai, cái gì thầy bỏ bỏ hết. Như vậy thì trong cuộc sống chúng ta cũng không có cần nhiều cái thời để mà niệm Phật, mà chúng ta chỉ cần không cho sáu căn dính mắc với sáu trần, thì lúc đó con có được giải thoát chứ, được không thầy? Dạ được, sao không được. À, vậy mà phiền não không còn thì là thanh tịnh rồi. Phiền não không còn thì thanh tịnh, mà thanh tịnh cực độ là gọi là gì? Là cực lạc đó. Dạ. Như là Phật, Phật. Còn mình công phu là gì? Cái công phu của mình á, mình
càng nhiều công phu chừng nào, trí tuệ mình nó càng sáng để lấy làm phương tiện độ sinh. Nếu mà cô tu an lành hạnh phúc tà chơi cũng được, cũng tới nơi, nhưng mà đi chậm hơn người ta một chút. Bây giờ thì cô đi xe đạp, thầy đi xe bus, và thầy đi xe bus thì cô đi xe cái tàu ngầm, tàu cánh ngầm, cô đi tàu ngầm, thầy đi máy bay phản lực, cô đi quả tiễn. Thế là chúng ta tu nó có cấp bậc khác nhau. Bây giờ cô ít công phu, cô công phu cô sống an lành hạnh phúc là được. Nhưng mà cái chứng của mình ở cái bậc nào đó, mỗi chúng ta đều có tu chứng, ai cũng được chứng cả, hiểu không? Mình chứng ở đây, chứng ở đây, chứng ở đây vậy đó, tùy theo công phu của mình mà nó chứng. Còn nếu mà mình không công phu mình muốn chứng á, thì gọi là mình nổi chứng rồi đó, Di Đà Phật. Thế là tu cái gì cũng có chứng hết cô à. Cho nên cô ít công phu cô cũng được chứng trong cảnh giới an lành hạnh phúc đó. Có công phu miên mật nhiều vô cũng cái chứng khác, mỗi cái chứng mỗi khác, cô hiểu không? Tức là nó tới hằng hà sa số, một cái chứng chút. Có người ngộ chút xíu, người ngộ nhiều hơn chút nữa, là như thế đó. Hả, có tu là có chứng. Cô muốn đạt tới cái cảnh giới như mong muốn, cô phải hạ thủ công phu, với là có công mới có của, thầy mới nói hồi nãy đó. Thì bây giờ cô đi làm cực khổ đi, một ngày cho cô cho hai thời là quá quý rồi. Nhưng trong cái hai thời đó, cô sống trong hai thời đó luôn, thì nó còn quý cỡ nào. Nhưng đặc biệt khi ra đi làm, làm sao làm như cô nói, đừng bị lục trần lôi kéo, lục căn sẽ được thanh tịnh. Là cô phải là chủ nhân của quyết định buông xả hay không buông xả. Nếu cô buông xả được thì cô thanh tịnh, cô không buông xả là cô rối loạn. Cho nên cô là chủ nhân của rối loạn hay thanh tịnh, cô quyết định. Chúc cô may mắn trong cuộc sống và học đạo tới nơi tới chốn. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, muốn thanh tịnh được thanh tịnh, chính xác. Chính xác như vậy. Mấy huynh này nè, mấy huynh nam nè, hỏi nhiều vô. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con là Phật tử Tiện Phong, xin bà thầy con có hai câu hỏi ngoài đề tài hôm nay một chút. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, câu hỏi thứ nhất là như con không có trường trai được mà ăn một tháng 10 ngày vậy, như vậy rồi có niệm Phật có được quảng Tây Phương hay không? Và câu thứ hai là con có nghe đồ tể nó làm súc sanh đó, nó nói mày có đòi mạng á, thì mày đòi mấy thằng ăn thịt á, mấy thằng ăn thịt á, đòi mạng nó. Và như vậy con xin hỏi bạch thầy là đó tội đó là tội của người làm hay ngồi ăn? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xưa trung đạo không có quyết định huynh đệ bị đòi mạng không đòi mạng, hoặc là quyết định tu chứng hay không tu chứng. Trung đạo chỉ chia sẻ kinh nghiệm thôi. Nhớ cái hỏi là phải nhớ là trung đạo không có quyết định tu chứng hoặc không tu chứng, hoặc là đòi mạng hay không đòi mạng. Trung đạo chỉ nói theo cái kinh nghiệm. Thầy mới nói nãy á, muốn có của là phải có công. Mình đã biết thân mạng mình chính là chánh điện của Phật, có phải vậy không? Mà người tu bây giờ huynh gián tiếp hay trực tiếp sát sanh, thầy cũng không cần phải biết. Chúng ta tự quyết định muốn tiến hóa hay không tiến hóa. Muốn tiến hóa là phải hy sinh thế gian pháp. Cái miệng mình muốn thành Phật khẩu là phải như thế nào mới là Phật khẩu. Còn nếu mới tiếp tục dùng chúng sanh thì nó vẫn nhai nghiền nát cái thân thể của chúng sanh, thì nó vẫn là phàm khẩu. Cho nên huynh muốn có của nhưng huynh không hy sinh thế gian pháp, thì huynh không có của linh, của tâm linh được. Cho nên chúng ta, mỗi cá nhân chúng ta phải tự quyết định mình tiến hóa hay không tiến hóa. Mình tiến hóa xa hay tiến hóa gần là mình quyết định. Hả, mình còn vay mượn, hả, vay là trả, mượn là bị đòi, đó là luật. Chúng ta thấy rồi, nhiều người niệm Phật nhiều năm rồi khi chết dậy đạch la hét ầm ầm, bởi vì vẫn còn mượn, vẫn còn vay, họ tới vào đòi là cái chuyện bình thường, đó là oan gia trái chủ. Mà người biết tôi chúng ta rồi rất là dễ bị đeo. Khi chúng ta biết niệm Phật tụng kinh thì ít ra người mình cũng phát ánh sáng. Những phần âm linh kia nó rất là yếu đuối mỏng mảnh, nó thấy ánh sáng nó chạy theo, nó nương vào để được tồn tại trước cái đã. Họ cần sự tồn tại, và bên cạnh họ cần sự giúp đỡ, sự tu luyện của mình để họ được mạnh mẽ hơn, có cơ hội siêu. Cho nên họ rất là cần chúng ta. Thì huynh đệ chưa đến cái mức mà nhìn thấy được cái sự mong cầu được giúp đỡ của các huynh đệ đối với mình, nhất là của quyền thất tổ của huynh đệ như vậy. Họ rất cần con cái họ quay trở lại nhìn, giúp đỡ cho họ siêu. Cho nên các ngài nhắc nhở nhất nhân chứng đắc của quyền thăng là thế.
tiên là mình phải cầu cho cụ Hiền thất tổ của mình được siêu sanh tịnh độ bằng cách là cúng chay, ăn chay, tụng kinh cho giỏi vô để giúp các ngài siêu, các ngài quay trở lại. Một là sẽ trả lại những gì mình giúp đỡ các ngài, đồng thời các ngài sẽ trở lại làm huynh đệ tu học với mình. Mình tu càng giỏi mấy ông càng trở về với mình mà không cần phải đi đâu, theo mình để cùng hộ trì mình, giúp đỡ mình tiến hóa thì ông tiến hóa, mình tu tệ thì ông trì trệ. Cho nên phải cái luật là mình càng trong sạch tinh khiết thì cái miệng mình từ phàm khẩu, ăn nói vớ vẩn này kia nọ, khi trở thành thần khẩu, thánh khẩu, Phật khẩu thì lợi lạc biết bao nhiêu, của mình biết bao nhiêu mà nói. Bởi vì mình quyết định hy sinh thế gian pháp để đạt được Phật pháp, cho nên mình phải chấp nhận hy sinh. Bây giờ huynh vì hoàn cảnh với lý do gì huynh không ăn là chuyện của huynh, thầy cũng không có trách, không có nói không gì, cái chuyện đó của huynh quyết định. Người tu ngộ lắm, phát tâm tu, tự tu, mà bên Phật giáo mình ngộ là tự phát tu, tự nguyện tu. Tự phát tự nguyện là được hạnh phúc an lạc để được tu, chứ không phải vì một cái áp lực nào tu cho nên đau khổ mà tu. Tu mà phiền não đau khổ là nó phản tác dụng, bệnh tật sẽ sanh ra nhiều. Càng tu càng phản tác dụng. Mắc nợ một mà cầu để mà trả nợ thì nó nợ nhiều hơn nữa. Bởi vì mình đã không đúng, tu không đúng. Nên cứ để hết lòng tu đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả xử. Mình càng tu mình càng chuyển nghiệp, thì cái giảng gì ở tu chuyển nghiệp ở đây mà, đúng không? Bên ở Cần Thơ, mình tu mình chuyển nghiệp. Có tu là có chuyển, có tu là có chứng, đó là luật. Nhiều ít, chuyển lẹ, chuyển chậm là do chính mình. Bởi vì mình là chủ nhân của thiện nghiệp và ác nghiệp, cho nó quay trở lại với mình. Bây giờ mình ngồi xuống tu để mình chuyển những cái xấu thành cái tốt, mình tự chuyển hết. Mình có quyền đem cái tên tuổi mình từ sổ đời đem qua sổ đạo là do chính mình. Mình muốn chuyển hộ khẩu từ đời chuyển qua đạo là mình phải quyết tâm ngồi xuống, gọi là công phu năng nổ, miên mật tinh tấn, thì mình mới hy vọng chuyển được nghiệp lực của mình. Mình không vay mượn thì không còn trả, không còn đòi. Đó là luật. Luật nhân quả xử hết mọi thứ à. Cho dù vay mượn trực tiếp hay gián tiếp cũng là vay mượn, nhiều hay ít. Đó là thế. Cho nên mình, thầy thấy nhiều cái cảnh mà nó đòi, đòi kinh lắm. Hồi giết nó sao thì khi chết á, cái mặt như nó vậy đó, mà nó mà nằm liệt giường 10 năm rồi đó, mà tay chân nó co rút như con gà mà nấu rồi tréo giò lại. Ông chết, ông tréo cái giò lại giống như ông tréo con gà mà ông cúng á. Ông học máu sao, nó nghiến răng chết sao, ông y vậy luôn á. Mà nó hành hạ rồi không biết bao nhiêu ngày trời. Con gái dâu của ông mới ngồi xuống, con dâu của ông ngồi xuống tụng kim cang xong á, ông mới chết an lành á. Nó đòi ghê lắm. Mà người biết tu á đòi lẹ lắm. Đã biết lực rồi thì nó tới rất là mau. Cho nên câu nói là ngày xưa quả báo thì chạy, chạy là chậm, là bởi vì mình chưa biết luật. Nó đến từ từ bởi vì mình không có năng lượng. Thành ra cái nó ra từ từ, nó về từ từ. Mà bây giờ biết luật, biết tụng kinh rồi là ngày nay quả báo một giây nhãn tiền nó về rất là mau. Về lẹ lắm. Cho nên huynh muốn tiến quá thì huynh phải chấp nhận hy sinh thế gian pháp, như thầy đã nói, trung đạo đã nói đó. Là chúng ta muốn tiến quá trong Phật pháp, chúng ta phải hy sinh thế gian pháp và sửa đổi trần gian tánh. Lúc đó mình mới có cơ hội tiến quá được, đó không? Cho nên huynh đệ ăn mặn là chuyện của huynh đệ. Huynh đệ lắng nghe trung đạo chia sẻ, không có nghĩa là huynh đệ phải làm theo ý của trung đạo, nó không phải vậy. Chúng ta tự nguyện làm hay không làm, tu hay không tu, tiến hóa hay không tiến hóa là chuyện của huynh đệ. Nhưng chia sẻ, trung đạo chia sẻ bằng cả tấm lòng con trên trí tuệ để chúng ta cùng tiến tu với nhau là thế. Trung đạo cũng mong rằng huynh đệ tu tiến hóa nhiều hơn. Trong cảnh giới huynh đệ mong cầu, cầu cho huynh đệ học đạo tinh tấn rồi có cơ hội gần gũi chư Phật, là huynh phải tự quyết định. Chúc huynh đệ may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Phải nhớ sự chia sẻ cho tất cả, không có một cái ngần mé nào hết, không có hạn lượng. Nhưng mà mình tiếp nhận nhiều hay ít là do sự quyết tâm của mình làm hay không làm. Còn trung đạo chỉ là chia sẻ thôi. Ví dụ dầu tạt nước ra, đứa nào đứng gần trúng nhiều, đứa nào đứng xa trúng ít, phải không? Mưa xuống thì cái nhỏ hấp nhỏ, cái lớn hấp lớn, cái to hấp to, cái khổng lồ hấp khổng lồ. Có vậy thôi. Tùy huynh đệ quyết định. Muốn gần Phật, quyết định đi. Muốn xa Phật, quyết định đi. Có vậy thôi. Nhưng phải nhớ, cho dù ăn mặn hay ăn chay, cũng phải ráng cố gắng giữ gìn cái thiện tâm. Rồi phải biểu lộ cái tánh từ bi dành cho ba tánh chúng sanh. Cái đó là nhiều điểm lắm đó. Cho dù mình ăn mặn, mình chứng cũng cỡ đó. Nhưng mà cái thiện tâm mình lớn, từ bi mình lớn á, mình nhiều điểm lắm đó. Đỡ lắm á. Cho dù trong hoàn cảnh nào cũng cố gắng giữ gìn thiện tâm và lòng đại từ đại bi của mình dành cho ba tánh chúng sanh. Đây là một cái cơ hội lớn nhất mà người tu cần phải biểu lộ đó. Nhớ không? Mình có thiện tâm cho dù nhiều
siêu đi, mấy ổng siêu rồi mình đỡ lắm, con cháu hưng thịnh ghê lắm. Huynh đệ cứ tưởng tượng mình đi, mình là một cái cây, thân cây đúng không? Cái thân mình là thân cây, còn của Nguyên Thích Tổ là rễ cây, còn con cháu của mình là nhánh cây lá. Mà cái thân cây muốn sống tốt, cành lá tốt quá thì cái rễ phải được nuôi dưỡng đầy đủ thì thân mới tốt, lá mới tốt chứ. Nên chúng ta muốn được cái thân tốt, thân lá tốt, mình phải biết nuôi dưỡng cái rễ cây đó, là mình biết giúp đỡ của Nguyên Thích Tổ mình siêu, gọi là âm siêu dương mới thới, âm không siêu dương không thảnh thơi đâu. Nam Mô Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Chúng đạo cầu xin cha mẹ Như Lai, chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát luôn dạy dỗ dìu dắt huynh đệ học tới nơi tới chốn, làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh trong lời nói, trong sự suy nghĩ, trong hành động của mình, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú. Mong rằng huynh đệ tiếp nhận chia sẻ của trung đạo, cùng tiến hóa với nhau. Trung đạo xin nhắc lại một phần nhỏ, muốn mà tu niệm Phật chuyên sâu để đạt tới cảnh giới như mình mong muốn, mình ngồi xuống hít sâu, niệm Phật theo hơi thở ra vào. Nhưng mà khi quen rồi thì vài tuần sau lắng nghe cái nhịp đập của tim của mình, thì mình nghe được hơi thở ra vào và nhịp đập của tim mình rõ ràng rồi, thì tự nhiên mình sẽ được an lành trong cái niệm của mình đó, lúc đó mới gọi là thanh tịnh, nhớ không? Mà mình nghe được tiếng tim lớn rồi đó, tự nhiên ngộ cái là bên ngoài không còn tiếng động nữa, nó mất hết à. Quý đệ có nhớ câu chuyện mà trong cuốn sách để lại vớ vẩn nào đó, nhiều chuyện vớ vẩn lắm, nhưng mà ta ghi thành một cuốn sách để chúng ta nhắc nhở người tu. Cái ông thiền sư bên Ấn Độ á, ổng ngồi bên lề đường, ổng ngồi thiền, thì 500 cỗ xe bò chạy qua mà ổng vẫn không nghe tiếng động đó. Ấn Độ làm gì có 500 cỗ, trong cái làng nghèo đó có vài ba chiếc đi lọc cọc lọc cọc rồi, chứ 500 cỗ xe bò. Chuyện vậy thôi, nhắc nhở mình tu an tịnh, ngồi ở đâu cũng an tịnh mà. Nhưng mà mình không hiểu, nghĩ đi, cái làng nhỏ xíu có 3 chiếc xe bò là nhiều lắm, làm gì có 500 cỗ xe bò chạy qua ồn ào mà ổng ngồi vẫn yên tĩnh. Ông ngồi yên tĩnh là bởi vì lục căn ông thanh tịnh, cho nên tiếng động gì cũng thanh tịnh. Vì ông đang nghe tiếng tim của ông, mới gọi là nhĩ căn viên thông đó. Mình chỉ nghe tiếng tim của mình thôi, thì tự nhiên bên ngoài biến mất. Trung đạo ngồi trên tàu du lịch, ban nhạc nó chơi rầm 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 á, làm việc xong lên nó ngồi, mấy phút sau không nghe tiếng nhạc luôn, hết chuyện. Không nghe tiếng nhạc luôn. Nó hay đến độ trong phòng làm việc người ta hút thuốc, khách hút thuốc đầy nhóc, người tu mà đúng mức á, vô trong phòng nghe tiếng mùi thuốc ra, mất chút xíu sau là mùi thuốc biến mất luôn, cái lỗ mũi nó tự động đóng, nó thở bằng lỗ chân lông. Đặc biệt là trên tàu đó 5 năm sau, những công nhân trong đó đều cái phổi đều đen và trong nước tiểu có thuốc lá. Riêng trung đạo đi khám bệnh là trong phổi không đen mà nước tiểu không có mùi thuốc lá đó, nó thở bằng lỗ chân lông. Mà mình tu đúng mức rồi á, tự động nó giúp mình à, lỗ tai mình không cần phải nghe là tự động nó biến mất. Mình nghe, mình có quyền chọn lựa nghe cái gì. Tiếng xấu không cần nghe, tiếng tốt lắng nghe. Cho nên người ta nói xấu không có nghe, người ta vừa mở miệng nói xấu là Di Đà Phật tôi bận chút xíu nha, rồi hết cơ hội nói. Còn mình đứng lại á, là nó nói nữa đó, tức là mình cho nó cơ hội nói xấu. Mình nghe xấu lỗ tai mình sẽ thúi, cái miệng nó sẽ thúi. Mà hai đứa cùng bàn xấu với nhau là đời sẽ thúi, rồi Bồ Đề Tâm thúi luôn. Thấy chưa, nó thúi rồi làm sao mà tu. Xung đạo không dùng chữ thối, thối là mình dùng từ ngữ thối chuyển thôi, nó thối luôn cho rồi đi, còn gì tu nữa. Thành ra đừng có để bạn mình có cơ hội nói xấu người khác, nhớ không? Nhớ chưa? Năm đứa mà xuống lại nói xấu một đứa thôi, năm đứa là chuẩn bị xuống địa ngục rồi đó, mà đứa kia chưa xuống đó. Nói vậy luôn đó, cho huynh đệ biết luôn đi. Ở mở miệng ra thối là lỗ tai thối, ở miệng thối rồi đời sẽ thối, Bồ Tâm thối luôn. Cố gắng đi, làm sao nó làm địa ngục chờ mình đó. Tu mà hơn thua huynh đệ, muốn hơn thua, muốn xưng ông xưng bà, xình lên xẹp xuống á, mà xấu xa đê tiện á, thì chắc chắn cửa địa ngục mở cửa chờ đón mình á. Còn tu mà giết cái phàm phôi tục tử của mình, làm việc lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, thì cửa niết bàn mở chờ đón mình, nhớ không? Niết bàn hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Niết bàn có cửa nhưng không ai tới á, còn địa ngục thì không cửa, mà ráng tới gõ cho được mới chịu, không hiểu tại sao nữa. Mới gọi là vô minh, vô minh, đại vô minh. Bây giờ huynh đệ tự chọn đi, niết bàn hay địa ngục. A Di Đà Phật. Chúc huynh đệ học đạo tinh tấn được như ý, chư Phật luôn gia hộ. Cho những người thiện tâm, hả, có thiện tâm thì có thiện thần gia hộ. Càng tu giỏi chừng nào thì những vị trở thành những thiên tướng, gọi là hộ pháp chư thiên. Rồi khi tu nữa rồi thì chư Phật đó. Chung quanh mình chư Phật không thì mình là ai? Chư Phật đã biết rồi, không cần thế gian biết. Nếu mình tu cho thế gian biết, mình tu giỏi, mình tu danh, tu lợi, tu lũ đảng thì mới cần thế gian biết, nhớ không? Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc mọi sự. Nam Mô A Di Đà Phật.
Mời tất cả huynh đệ đầu hội chúng ta cùng đứng lên để niệm Phật cầu gia vị, cầu nội hồi hướng cho bá tánh chúng sanh trong mười phương chư Phật, và cảm niệm công đức của chư Phật đã cho trung đạo cùng huynh đệ cùng bày pháp để cùng tiến tu với nhau. Mong rằng huynh đệ đầu Phật tử chúng ta tiếp nhận sự chia sẻ này để có một cái hành trang, để chúng kỳ sau trung đạo quay trở lại sẽ chỉ thêm một bước nữa để chúng ta cùng nhìn thấy hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trung đạo chia sẻ làm cách nào niệm Phật có kết quả được như ý. Làm cách nào? Chúng ta việc đầu tiên là mình chấp nhận ngồi xuống đây tu học. Không những một ngày an lạc, một tuần an lạc, một tháng an lạc, một năm an lạc, trọn đời an lạc, đó là người niệm Phật, chuyên sâu về niệm Phật. Và phải sống như thế nào để chúng ta có cơ hội gần gũi chư Phật và tiếp nhận được vô lượng quang của chư Phật? Đó là người tu mà chuyên về niệm Phật. Là chúng ta đạt tới cảnh giới như mong muốn luôn đó. Không nghĩa là mình làm ông này bà nọ sau 2-3 năm mình niệm Phật, hoặc 10 năm, 20 năm, không phải vậy. Việc đầu tiên mà chúng đạo nhắc nhở huynh đệ nhiều dĩa nhắc nhở, chư Phật mười phương luôn luôn muốn chúng ta sống biểu lộ cái tánh khiêm nhường. Cái tánh này rất là hay, các ngài nói tự cao tự đại sẽ không học được điều gì hết, chỉ có cái lòng khiêm nhường tuyệt đối mới tiếp nhận được chân lý mà thôi. Bây giờ huynh đệ muốn tiếp nhận được chân lý của sự niệm Phật thì trong đạo sẽ hướng dẫn huynh đệ tu như thế nào để tiếp nhận được chân lý và sống trong chân lý đó. Chân lý sống để biểu lộ chứ không có lý luận suông. Chân lý không có lý luận suông bằng cái miệng hay là nói cho hơn thua với người ta. Chân lý sống để biểu lộ. Và nhớ câu này, chân lý sống để biểu lộ chứ không có lý luận suông. À, lý luận nhiều quá đâm ra lộng ngôn lộng ngữ, hí ngôn hí ngữ sẽ đi vào ma đạo. Người tu niệm Phật chỉ có một câu thôi, Nam Di Đà Phật, đúng không? Nam Mô A Di Đà Phật, cái niệm A Di Đà Phật. Niệm lục tự hay tứ tự? Hả? Tứ tự hả? Không giải quyết được sinh tử. Đó là lục tự. Niệm lục tự hay tứ tự? Nói lại coi, lục tự hay tứ tự? Thì Nam Mô A Di Đà Phật là lục tự nè. Mà sách vở ngàn xưa để lại là lục tự Di Đà chứ không có tứ tự Di Đà. Ngàn xưa tới giờ là lục tự Di Đà chứ không có tứ tự. Bởi vì lục tự Di Đà, trung đạo chia sẻ cái phương pháp hành thiền trong lục tự Di Đà. Nếu huynh đệ chấp nhận tu sâu, trung đạo mới chia sẻ cái này được, còn không thì thôi, nói chuyện khác. Bây giờ muốn niệm Phật thì tiến hóa hay không là chúng ta tự quyết định nha. Mà chỉ là phải làm, mà làm với cái tâm từ bi bác ái và khiêm nhường kính trọng, chứ phải làm rồi bắt đầu được cái này được cái nọ kia, bắt đầu là mình quên quang tự đắc là mình sẽ đi vào ma đạo tức thì. Nó chờ sẵn huynh đệ chỉ khởi cái tâm một niệm tự cao tự đại thôi là nó dẫn huynh đệ đi tức thì đó. Bây giờ có chấp nhận hay không? Cảm ơn huynh đệ. Trung đạo trong khi mà hướng dẫn huynh đệ tu niệm lục tự Di Đà, bên cạnh đó hướng dẫn huynh đệ cách nào để diệt được cái bản ngã tôi phàm phu tục tử của mình. Tu là phải chấp nhận hy sinh thế gian pháp và sửa đổi trần gian tánh. Nếu huynh đệ không hy sinh thế gian pháp, không sửa đổi trần gian tánh, là dứt khoát chúng ta không thể tu chuyên sâu vào Phật pháp được. Muốn đạt được một điều gì đó vi diệu cho cuộc sống hiện tiền, cho đời sống tâm linh của mình, mình phải biết hy sinh mà bỏ một cách vui vẻ hoan hỷ để được bỏ những tánh hư tật xấu. Tu là sửa mà, đúng không? Nếu mình không sửa thì dứt khoát mình không đạt được những điều tốt lành. Tu là phải buông bỏ, mà nếu không buông bỏ là dứt khoát mình không biểu lộ được cái tánh từ bi. Những điều kiện cần thiết bên cạnh sự tu niệm Phật, lục tự Di Đà, chúng đạo xin nhắc lại, trước khi Phật Tổ nhập diệt, ngài nói là khi ta nhập diệt 100 năm sau pháp của ta chỉ còn có phân nửa mà thôi. Thì một vị đệ tử hỏi là tại sao chỉ còn phân nửa? Ngài mới nói rằng là Nam Mô A Di Đà Phật chỉ còn có A Di Đà Phật. Và 200 năm sau pháp của ta sẽ tận diệt. Thì một vị đệ tử hỏi tại sao mà pháp ngài tận diệt? Bởi vì lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật chỉ còn có hai chữ thôi, Mô Phật. Thành ra không còn nữa. Cái gì cũng mô Phật hết đó, lấy cái đầu, lấy cái đít, bỏ cái ruột. Cái ruột quan trọng nhất mà nó không lấy, nó lấy cái đầu, lấy cái đít, rồi xài đít chứ
người Mông Cổ hay quá cái đầu dưới cổ à? À, không dám nói vậy. Thành ra lấy cái chữ mô Phật, thành ra cái ruột mất rồi, thành ra không có chánh pháp. Thấy chưa? Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm như thế nào để mở được lục tự Di Đà, mở được lục thông đó. Mà dùng đạo đi sâu vấn đề là nếu niệm đúng thì mình sẽ mở được những quyệt đạo bí mật trong cơ thể của mình. Mình thông được 12 kinh mạch. Trong cơ thể mình nó có 12 kinh mạch, mà hai mạch chính là nhâm và đốc. Mà mình niệm Phật đúng mức á, thì mạch nhâm đốc này sẽ mở, thì luồng năng lượng cơ thể mình luôn chuyển mạnh mẽ lắm, nó mở được những quyệt đạo khác. Nhất là cái đầu của mình nè, nó mở luôn cái hà đầu thành, nó mở luôn nê hường cung, nó mở cái bách hội đây á. Thì lúc đó mình mới có cơ hội nhận được luồng vô lượng quang của Phật A-di-đà. Còn nếu cái này mà không mở á, thì niệm 10 năm, 20 năm cũng vậy à. Khi mở rồi á, thì con mắt huynh đệ sáng long lanh, cái mặt hồng hào, cái đầu lúc nào cũng nhẹ nhàng thư thái, tâm mình lúc nào cũng an tịnh, ở cảnh nào cũng an tịnh, hoàn cảnh nào cũng an tịnh. Đó, lúc đó mới thực sự gọi là mình đã mở được 12 kinh mạch trong cơ thể của mình đó. Mình niệm Phật mà không có ai hướng dẫn mình, cứ niệm thôi, niệm mà không biết nó mở cái gì, niệm một thời gian bao lâu sẽ được cái gì cũng không biết luôn, chỉ biết niệm. Nhưng mà niệm nó có cái luật của cái niệm, nếu mình la cho to lên á, mình sẽ tổn hại khí lực. Người tu niệm Phật nó có bốn điều cấm kỵ, trong đầu lặp đi lặp lại rất nhiều trong dĩa. Thứ nhất, ngồi lâu hại thịt, ngồi lâu quá thì bắp cơ mình sẽ teo. Đứng lâu hại xương, nằm lâu hại gân, nói to hại khí. Nhớ điều này ha, làm lại. Người tu niệm Phật phải nhớ bốn điều này nè, cấm kỵ. Ngồi mà không có bồ đoàn thì là chuyện bên ngoài, lâu năm sẽ bị trĩ, không có đồ lót đít á, sẽ bị trĩ, bởi vì cái hậu môn mình sẽ hút những đồ dơ dưới đất. Rồi mình ngồi lâu quá nó bị bế tắc, máu huyết không lưu thông, nó tụ ở mông đít mình sẽ tiểu ra máu, mình đi cầu ra máu. Rồi hai cái đầu gối sẽ bế tắc, đau nhức đầu gối, rồi đau lưng. Đó là ngồi không có bồ đoàn và ngồi không thẳng, và ngồi rồi không xả sẽ bị những cái bệnh sau, gọi là bệnh hậu, bị chướng duyên trong việc tu tập khi mình bệnh. Đó không? Khi giảng xong chúng ta sẽ chỉ cho mình để cách ngồi như thế nào để không bị đau lưng, đau đầu gối và bị đi cầu ra máu, bị trĩ, đau nhức. Ngồi lâu hại thịt, ngồi lâu quá, ngồi 5-6 tiếng một ngày mà ngồi hoài, không uống đầy đủ thì bắt đầu bắp cơ nó teo, cái chân nó nhỏ lại, người nó teo hết. Đứng lâu thì hại xương, mình đứng nhiều quá thì đau nhức xương của mình. Nằm lâu sẽ hại gân, nằm lâu sẽ nên lười biếng, ngủ. Người tu mà ngủ nhiều quá nó mất dấu hỏi thành chữ ngu. Người tu không được ngủ, mà ngủ mê nữa, niệm Phật mà lọt vào mê nữa ha, niệm Phật cái ngủ mê là bị lọt vào cái mê đó đó, mình sẽ bị ngu, trí tuệ mình sẽ bị tàn lụi. Cho nên mình nằm lâu hại gân sẽ nên lười biếng. Lười biếng là chủ nhân của bệnh tật. Hả, người tu mà lười là sanh ra bệnh, bệnh trì trệ, ăn không tiêu, nghĩ không thông, nói không rành, mặt lúc nào cũng đừ đội, đen thù lùi, đó là người bị mê rồi đó. Mà nói to, nếu mà niệm Phật la cho to vô mà không có điều tức, tức là hít sâu thở dài đó, sẽ hại khí, tổn khí lực. Đó không? Bốn điều phải nhớ, ngồi lâu hại thịt, nằm lâu hại gân, đứng lâu hại xương, nói to hại khí. Bốn điều này phải điều độ. Nhớ chưa? Đó là việc làm đầu tiên của một người tu về niệm Phật, lục tự Di Đà nha. Rồi nhớ chưa? Là phần đầu tiên chúng ta phải nhớ. Cho nên chúng ta niệm Phật vừa đủ nghe thôi, mà khi niệm phải lắng nghe tiếng niệm của mình. Miệng niệm, tai lắng nghe, tâm tưởng nhớ, lúc nào cũng phải lắng nghe và tưởng nhớ. Để chi? Để không sanh ra tạp niệm, vọng niệm. Lúc nào có chữ Nam Mô Di Đà Phật mà chậm rãi, không nhanh, không chậm, đều đặn. Đó là cái tâm an tịnh mới niệm đều. À, cái tâm mình an tịnh rồi, tiếng niệm Phật nó nhẹ nhàng lắm, hơi thở sâu dài. Người niệm Phật phải để ý là hít một hơi dài, niệm theo hơi thở. Bắt đầu hít vào á, thì niệm Nam. Cái chữ cái hơi cuối cùng tới cái bụng rồi đó là nó chữ Phật. Mà khi bắt đầu thở ra là chữ Nam, chữ cuối cùng là chữ Phật. Nhưng mà niệm đều. Đó là bước đầu tiên. Nói một chút xíu nữa trung đạo sẽ chỉ cái bước thứ hai cho huynh đệ làm như thế nào. Cái bước thứ hai sau khi niệm Phật và hít thở, cái bước thứ hai sau khi niệm Phật là cái gì, trung đạo sẽ nhắc lại phần sau. Bây giờ đạo nhắc lại, việc đầu tiên chúng ta là ngồi lâu hại thịt, đứng lâu hại xương, nằm lâu hại gân,
nói to hại khí, bốn điều tối kỵ. Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Rồi, bước kế. Niệm Phật không có hấp tấp. Niệm Phật không có vội vã. Vì niệm Phật để được an tịnh mà, có phải vậy không? À, muốn an tịnh á là phải lắng lòng niệm. Cái người tu niệm Phật, cái mục đích tối thượng là được nằm trong cõi tịnh độ, an lạc hạnh phúc miên viễn của chính mình. Sách vở gọi là cực lạc. Lạc là đại hạnh phúc, là đại hoan hỷ. Mà cực độ, tuyệt đỉnh là đại hạnh phúc, đại an lạc, gọi là cực lạc. Lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng an lành, nó gọi là cực lạc. Nhưng mà cái cõi cực lạc kia lên có vàng vòng tưởng thức thôi, cho mình thấy cảnh giới đẹp để mình mong cầu, rồi cái tâm mình mong muốn mình sẽ đạt được cái cảnh giới mình muốn, gọi là tưởng thức. Còn bây giờ chúng ta đi vào cái thực thể là niệm Phật để được cảnh giới cực lạc tịnh độ hiện tiền ngay trong cái tâm cảm của mình luôn. Nếu tâm hồn mình lúc nào cũng an lạc hạnh phúc tột đỉnh thì gọi là gì? Cuộc sống thần tiên đó. Thần tiên chính là hạnh phúc đó. Rõ không? Thế nên niệm Phật an lành, niệm đều đặn, không nhanh không chậm. Bây giờ để được đạt tới cái mục đích an tịnh, lắng nghe cho thiệt là kỹ. Trong đạo hôm nay hướng dẫn huynh đệ tu niệm Phật để đạt kết quả mong muốn. Cho nên huynh đệ lắng nghe cho kỹ. Với chứ hồi nãy là có hứa là chúng ta tu niệm Phật mà, hả, tu niệm Phật phải tới nơi tới chốn, chứ đừng có nửa chừng. Nửa chừng rồi không biết đi đâu. Đi đâu cũng chẳng biết đi đâu. Mà người tu không biết đi đâu là đi đâu? Là không biết đi đâu hết. Đó, thấy không? Thấy người ta niệm Phật niệm theo mà không biết đi về đâu mới là tu mù, tu mò, tu tù, tu tủ, tu tu, tu mà mê muội thì ngu suốt đời đó. Cho nên bây giờ lắng nghe kỹ. Cái sâu thở dài niệm Phật, một hơi vô là niệm từ từ, rồi một hơi ra cũng niệm từ từ, đều đặn, không nhanh, không chậm. Ví dụ để có thể tập trung niệm Phật ở đây cũng được, tập trung ở đây cũng được. Tùy, ví dụ mình bị nghĩ bậy nhiều quá, tập trung ngay cái rúng. Niệm Phật ngay cái rúng thì tự nhiên bao nhiêu tạp niệm, vọng niệm sẽ biến mất. Còn nếu mà niệm Phật ngồi ngủ gục á, thì niệm ngay cái đầu mũi, niệm ngay cái đầu này luôn nè, sẽ hết ngủ gục. Khi bị tạp niệm, vọng niệm, nghĩ vớ vẩn nhiều quá, tập trung tư tưởng vào rúng, về nhà tập thử đi. Niệm ngay cái rúng chừng vài niệm thôi, tự nhiên tư tưởng tạp niệm, vọng niệm nó không còn. Bắt đầu tiếp tục niệm Phật, hít sâu thở dài niệm Phật. Phải tập trung tư tưởng cao độ trong tiếng niệm Phật và lắng nghe tiếng niệm Phật cho mình. Cho dù niệm trong đầu, cái tâm mình cũng phải lắng nghe cái niệm đó để mới thực sự là niệm Phật. Rồi, cái bước thứ nhất qua chưa? Bây giờ rõ là niệm Phật theo hơi thở ra vào chưa? Rõ chưa? Rõ không? Mình về nhà tập chừng một tháng đi, bắt đầu mình hít vô mình niệm Phật, thở ra niệm Phật. Trong đạo đứng lên cho huynh đệ coi. Niệm Phật đúng mức là có 3 tầng. Cái phổi mình nó có cái công năng nở thành 7 lần. Cái phổi mình sẽ nở thành 7 lần nha. Khi niệm Phật á, huynh đệ để ý cái bụng của trung đạo. Khi chúng ta thở là chúng ta hoát sát vô. Khi thở thì trung đạo chỉ cái bụng, huynh đệ nhìn cái bụng. Trung đạo chỉ cái ngực, huynh đệ nhìn cái ngực. Rồi trung đạo chỉ chân mày với cái lỗ tai nè. Ngó cho kỹ nha. Cái bụng nó đầy rồi thì tự động nó lên cái ngực đầy rồi thì nó lên cái mặt, cho nên cái da mặt mình căng, cái đầu mình bóng là lý do đó đó. Ngó cho kỹ ha. Bắt đầu thì cách niệm Phật nè, bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm chậm rãi. Khi bắt đầu hít vào thì mình sẽ niệm, bây giờ mình thở một hơi 3 lần. Rồi giúp cho mình an tịnh đi. Rồi bắt đầu khi trung đạo thở hết hơi ra lại cái bụng mình hót vào. Rồi bắt đầu nhìn cái bụng. Thấy chân mày nhích lên không? Thấy chân mày nhích lên không? Phải nhìn cái lỗ tai cho nó rõ. Bây giờ khi mà cái bụng đầy, cái ngực đầy thì lỗ tai, cái mặt mình đầy thì cái lỗ tai nó sẽ nhích lên. Ngó cho kỹ nha không?
nhích lên không? Con mắt nhích lên không? Nó sẽ kéo cái mặt mình căng. Cho nên huynh đệ, nếu tu đúng 6-70 tuổi cũng không có nếp nhăn. Vì lúc nào cũng luôn năng lượng nó cũng đưa lên đầu lên mặt, thì nó mở được cái hà đầu thành gọi là bách hội, cái nê hường cung của mình. Cho nên cái nhục đảnh nó sẽ bự. Thấy cái này nó bự không? Bự mà tròn không? Thấy cái này bự mà tròn không? Đàn ông đàn bà vậy hả? Tu đúng là nó nở to ra. Thế ra mình hít làm sao về nhà tập từ từ. Bụng đầy, ngực đầy, cái mặt đầy. Là tự động cái chân mày mình nó sẽ kéo lên. Thấy chưa? Mỗi một hơi là cái mặt mình nó kéo lên. Mỗi hơi là mặt mình kéo lên như vậy á, da mặt mình mới căng, cái đầu mình mới bóng. Hơi thở đầy đủ thì cái đầu, cái não của mình á, nó mới nhận được nhiều luồng năng lượng trong hơi thở. Khi cái não mình nhận được nhiều luồng năng lượng, có nghĩa là được nuôi dưỡng đầy đủ, thì tế bào não rất là mạnh mẽ, cho nên trí tuệ mình sáng suốt. Niệm Phật đúng là phát triển trí tuệ tột đỉnh. Cái não mình được nuôi dưỡng, cái tế bào não được nuôi dưỡng, nó sẽ phát ánh sáng, nó gọi là hào quang. Mà khi cái này, khi huynh đệ ngồi mà cái đầu mình nó giống như có ai rờ, cho dù không có tóc, vẫn giống như có người rờ, thì cái luồng năng lượng trên đầu mình nó phát triển tới đây nè. Thì lúc đó các ngài phóng quang vô, thì hai bên nó tiếp xúc nhau. Cái luồng năng lượng mình xài cho hoài không bao giờ hết. Làm hoài không hết. Làm từ sáng tới chiều cho người ta không hết. Hả? Đổ ra nó đầy lại, đổ ra đầy lại. Tiếp nhận không ngừng nghỉ. Cho nên mình xài năng lượng hoài hoài không hết là lý do đó. Bây giờ huynh đệ hiểu được cái cách thở đầu tiên là thở sâu thở dài chưa? Niệm Phật theo hơi thở ha. Giờ cái bước thứ hai. Đây là cái đạo tràng đầu tiên trung đạo dạy hướng dẫn tu niệm Phật mà theo phương pháp niệm Phật. Đi sâu vào cái niệm để đạt được sự tịnh độ cho chính bản thân mình. Rồi mình mở được những huyệt đạo cần thiết trong cái đầu này. Lúc đó mình mới học được nhiều thứ trong âm thầm, gọi là tri kiến Phật. Mình ngồi, mình nghe được những điều rất là dễ chịu. Mình nghe được tiếng niệm Phật của những người xung quanh, nó gọi là Phật âm. Mình niệm đúng mức á, mình sẽ nghe được nhiều điều hay lắm, vi diệu lắm, nó gọi là tri kiến Phật. Có biết chữ này không? Sự dạy dỗ âm thầm mà chỉ có cá nhân mình biết thôi. Nếu mình nói ra huynh đệ mình không biết đâu. Cho nên những gì mình nghe được, mà mình hiểu được, mà mình làm được, mà lợi lạc được đó, mình lấy cái đó mình mới chia sẻ lại cho huynh đệ mình. Chứ còn mình nói những người chưa tu, họ không có biết, họ nói bậy. Họ nói bậy họ mang nghiệp, là lỗi của mình, bởi vì mình cho họ phương tiện nói bậy. Cho nên không được nói những cái chứng nghiệm mình cho người ta nghe. Rõ chưa? Thấy cái gì cũng vậy đó, kể đó hả? Mình thấy cái chuyện tự đến rồi tự đi. Người tu niệm Phật thấy nhiều điều lạ lắm, nhưng kệ đó, nó tới rồi nó đi. Chứ đừng có dính vô nó. Hả? Dính vô nó là cái hình ảnh nó dính hoài đó, là mình kẹt, mình không đi xa được. Nhớ không? Tuyệt đối không được dính vào những linh ảnh mà mình thấy. Nếu dính vào đó, mình sẽ bị kẹt và không tiến hóa được. Bước thứ nhất là hít sâu thở dài, niệm Phật hơi thở ra vào. Bước thứ hai, hôm nay trung đạo chỉ bước thứ hai thôi, còn khi có lần sau có gặp sẽ chỉ bước thứ ba. Hơi phức tạp một chút. Hay cái chỗ là nếu chúng ta chấp nhận niệm Phật để được vãng sanh, là ở cái tâm thức thấp, cái mong muốn thấp, cái cầu xin của mình thấp, mình có quyền. Bởi vì Phật ở đâu? Trả lời một câu thôi. Phật ở đâu? Phật ở đâu? Tại tâm. Thì mình biết là Phật ngự trị luôn luôn ở đây, mà mình lại cái tâm thức mình thấp quá, thì nó mình xin vãng sanh. Bởi vì tâm thức mình chưa có đủ hiểu biết. Bây giờ thay vì chúng ta xin vãng sanh để chết rồi được về cái cảnh giới an lành hơn, không, bây giờ mình nâng cao tâm thức một chút xíu nữa. Bởi vì mình biết Phật ngự trị trong tâm, tâm tức Phật, Phật tức tâm. Mình đã biết được điều này, có nghĩa là mình ý thức được là trong cái thân này có cái tâm, trong cái tâm này có ông Phật. Tâm tức là Phật, đúng không? Bây giờ mình nâng cao tâm thức một chút xíu nữa. Niệm Phật, chết thành Phật, chứ không có vãng sanh nữa, thành Phật luôn. Là cái tâm thức mình ở cái bậc trung thừa, gọi là trung căn đó. Bây giờ chúng ta bỏ đi, không thèm cái trung căn này nữa. Chúng ta là người niệm Phật có ý thức và hiểu biết khoa học. Chúng ta nâng cao tâm thức mình một bậc cao hơn nữa, nó gọi là đại thừa đó. Nâng cao tâm thức lên, niệm Phật, hít sâu thở dài, lắng nghe hơi thở ra vào, lắng nghe nhịp tim. Mỗi một nhịp, Nam Mô A Di Đà.
Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tim đập một cái mình niệm một chữ, cái tim đập một cái mình niệm một chữ, rõ không? Mình niệm theo tiếng tim. Tại sao vậy? Chúng ta muốn đạt được cảnh giới cao trong cái niệm Phật, chúng ta phải lắng nghe con tim của mình, bởi vì tim chính là nơi ở trú ngụ của ông Phật. Mình lắng nghe tiếng tim, mình lắng nghe hơi thở ra vào, mình lắng nghe tiếng niệm Phật, thì tạp niệm vọng niệm không có thời giờ chen vào. Có đúng vậy không? Đúng vậy không? Tại vì mình bận rộn mà. Mình bận rộn cái hơi thở, mình bận rộn tiếng tim của mình bận rộn tiếng niệm Phật. Nhưng ba cái này nó kết hợp lại thì rất là bận rộn, cho nên mình không có một cái khoảng cách nhỏ nào để cho tạp niệm vọng vào. Thì nó gọi là chánh niệm. Tại sao chúng ta phải lắng nghe hơi thở ra vào, lắng nghe tiếng tim của mình đập và niệm Phật theo? Tại sao? Bởi vì mình biết rằng là trong này có một ông Phật luôn luôn ở với mình. Nếu không có cái thân thì tâm không có chỗ trú ngụ. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Mà cái tâm không có chỗ trú ngụ có nghĩa là ông Phật không có cái nhà để ở. Tóm lại, thân chính là cái nhà của ông Phật của chúng ta. Bây giờ mình lắng nghe tiếng thở, lắng nghe tiếng tim, còn có nghĩa là gì? Là mình lắng nghe sự sống. Hơi thở ra vào là sự sống, có phải vậy không? Khi nằm thẳng cẳng không chết người ta gọi là gì? Gọi là gì? Cái nằm thẳng cẳng luôn mà lạnh ngắt gọi là gì? Ngõm. Thẳng cẳng không thở là chết, mà hơi thở chính là sự sống, có phải vậy không? Mà người niệm Phật phải biết thở sâu, thở dài để cho cái thân này nó có cơ hội sống dài, sống khỏe. Cái thân này chính là một phương tiện duy nhất cho cái ông Phật ở trong này nè. Nhờ có cái thân này cho nên ông mới ngồi lại đây. Ông vô đây, ông ngồi, ông học Phật, ông tu theo Phật. Nhờ có cái thân này chúng ta mới lết tới chùa, mở đạo tràng để ngồi tu. Nhờ cái thân, nương vào thân để làm phương tiện. Ông Phật mình, ông nương vào cái thân mình, ông làm phương tiện. Chứ mình cố gắng làm sao mình giúp cho cái thân mình khỏe, mạnh, sạch, đẹp. Để chi? Để phương tiện tu học của ông Phật mình nó mạnh, nó sáng, nó đẹp, nó khỏe. Thành ra cái đường tu học mình nó dài hơn người khác. Bây giờ hiểu rõ cái thân mình là gì chưa? Là chánh điện của cái ông Phật đang ở trong này. Cho nên mình phải có bổn phận chăm sóc giữ gìn cái nhà này lúc còn sống. Nhưng mà tuyệt đối không được dung dưỡng nó quá độ. Sinh mình nó hư, cũng không bạc đãi nó quá độ, nó xanh nó tàn lụi. Rõ chưa? Rõ không? Tất cả mọi cái là không quá đáng, cũng không quá tệ. Để chi? Để cái thân mình nó không bị chiều chuộng quá mức, đâm ra hư hỏng, hoặc là bạc đãi nó quá độ để xanh ra tàn lụi. Nhớ chưa? Bây giờ ý thức được cái thân mình là chánh điện của Phật. Bây giờ tại sao chúng ta phải lắng nghe hơi thở và nhịp tim? Trung đạo nhắc lại, hơi thở là sự sống, có phải vậy không? Rõ chưa? Cỏ cây còn thở mà. Nhờ nó thở cho nên nó xanh, nó đẹp đó. Cái mặt lá cây nó có những cái lỗ nhỏ, rất là nhỏ, mình không nhìn được. Nhưng qua cái kính hiển vi phóng to, mình sẽ nhìn được cái lá nhỏ, lỗ lỗ. Những cái lỗ đó nó có bổn phận là hút được cái tinh chất dĩ thái của không khí để nó nuôi cho nó xanh. Bên cạnh nó, cái chân nó hút âm chất của đất. Cái rễ nó hút âm chất của đất. Cái lá cây nó hút dương chất của mặt trời. Chúng ta có khác gì đâu. Chân mình đội trời, đầu đội mình đội trời, chân đạp đất. Chân hút âm khí của mẹ, đầu hút dương khí của cha. Có phải vậy không? Cha trời mẹ đất mà, gọi là Như Lai. Như Lai không phải là một vị. Như Lai là một cái tính chất lớn lao, thiêng liêng của vũ trụ, gọi là Như Lai. Là pháp giới, là càn khôn, là vũ trụ. Nó gọi chung là Như Lai. Cái tên thôi. Nhưng mà không phải là một vị, một người như mình nghĩ. Như Lai là sự thiêng liêng có trong vũ trụ. Sự thiêng liêng này ngự trị trong vạn vật. Cho nên người ta mới nói là Phật tánh có trong ba tánh chúng sanh. Phật tánh có trong mọi hình thể. Có đúng vậy không? Đúng không? Xác nhận đúng không? Thì Phật tánh ngự trong ta, ngự trong lá cây. Mọi hình thể đều có Phật ngự trị. Nói chung, tánh thiêng liêng ngự trị trong chúng ta, ngự trị trong con này, con nọ, con kia, trong vạn vật. Tánh thiêng liêng trường tồn là do hơi thở sâu dài. Cỏ cây cũng có hơi thở ra vào cho nó xanh, nó đẹp, nó trẻ. Cái cây có biết nó sống bao nhiêu năm không? Có biết không?
Không, mà chúng ta trồng nó lên, chúng ta nói tôi trồng nó được 30 năm, bản thân đâu biết 30 năm đâu, nó chỉ biết tươi đẹp, nếu mà chăm sóc đúng thì nó sẽ tươi đẹp. Chúng ta cũng vậy, thực sự con người ta không có tuổi, nhưng mà mình cứ tự đặt mình bao nhiêu tuổi, cứ năm tính tuổi. Thực sự sự sống trong cơ thể mình không có tuổi, sự thiêng liêng không có tuổi. Hơi thở ra vào, nhịp tim của mình là sự sống. Khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lắng nghe hơi thở ra vào, lắng nghe nhịp tim, cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong bản thể của mình, trong chánh điện của Phật. Đó không? Mình đang ý thức, đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong cơ thể của mình, cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự thiêng liêng đang luân chuyển trong bản thể này. Mà sự thiêng liêng chính là Như Lai đang ngự trị trong bản thể này. Vậy là chúng ta niệm Phật, lắng nghe sự sống, còn có nghĩa là lắng nghe sự thiêng liêng luân chuyển trong bản thể của mình, trong bản thể của vạn vật, cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe Như Lai đang ngự trị trong chánh điện này. Cho nên mình ý thức rằng là niệm Phật theo thở ra vào theo nhịp tim đập, cũng còn nghĩa là mình đang lắng nghe Như Lai đang sống trong chính bản thể này. Cho nên cái câu nói mình là Phật, Phật là mình, Phật là ta, ta cũng là Phật, ta là Phật, Phật cũng là ta, tìm chi cho tận chốn non xa, ngay trong tâm khảm ta ngài ngự, đâu cần lặn lội chốn trời xa. Có phải vậy không? Đúng không? A Di Đà Phật. Chúng ta nói tỉ mỉ hơn, khi lắng nghe hơi thở ra vào và nhịp tim của mình, cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong bản thể này, trong chánh điện này, cũng còn nghĩa là mình đang lắng nghe sự thiêng liêng đang ngự trị trong bản thể này. Sự thiêng liêng mà thế gian gọi là Phật tánh đó, mà Phật tánh ở khắp mọi nơi. Còn nghĩa là chúng ta đang lắng nghe Như Lai đang ngự trị trong bản thể này đó. Tóm lại, thân xác mình chính là chánh điện của Như Lai, một chánh điện tinh khiết hoàn hảo. Vì hoàn hảo cho nên nó không sanh bệnh, vì hoàn hảo cho nên nó đẹp, nó sáng, vì hoàn hảo cho nên nó sáng suốt, nó trí tuệ khôn lanh. Còn nếu mà không hoàn hảo sẽ sanh bệnh, có phải vậy không? Nếu huynh đệ mà bạc đãi mình, có bệnh không? Bệnh bởi vì mình làm cho nó khiếm khuyết. Cho nên khi mình ý thức rằng bản thể này chính là chánh điện của Phật, mình phải biết chăm sóc như thế nào để chánh điện này được trong sáng, thanh tịnh, tinh khiết, mới là thực sự một người biết tu. Tu cho nó nơi tới chốn, tu cho ra hồn, tu để được gần gũi chư Phật, tu để làm bản thể này trở thành chánh điện của Như Lai, mới thực sự là người Phật tử thuận thành chân chính. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng đạo giảng rất là nghiêm trọng trong vấn đề này, để vấn đề chúng ta cùng ý thức với nhau, chúng ta đang đi sâu vào niệm Phật để được có kết quả như ý. Thật ra chúng ta phải biết chăm sóc cái bản thể này, không được ăn tầm bậy, không được nói tầm bậy, không được làm tầm bậy để làm tổn phước. Mình thiếu phước rồi, thân thể mình đâm ra bệnh tật. Thiếu phước rồi, chuyện xui tới hoài. Mình bởi vì mình tổn phước cho nên cơ thể mình sanh bệnh tật, bị tai nạn, bị họa này họa nọ họa kia, là do mình tổn phước đó. Cho nên người tu là mình bòn phước, không phải cầu cạnh cái phước, mà ráng cố gắng nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, để chúng ta tự tạo phước cho bản thân mình mà tu học. Có phải vậy không? Đúng không? Cho chúng ta phải tự bòn phước để cho thân xác mình được mạnh khỏe, trí tuệ sáng suốt. Tu là phước huệ phải song tu, phải nghĩ thiện làm lành, phải tụng kinh trì chú, phải biết yêu thương bá tánh chúng sanh, thì cái tiếng niệm Phật mình nó trở thành Phật lực. Cái miệng mình là phàm khẩu, là phàm khẩu, muốn ăn bậy, muốn nói bậy, muốn làm bậy là nó hết. Ăn bậy nó bậy là chết, ăn bậy nó bậy là tổn phước, cho nên gọi là ác khẩu. Niệm Phật tụng kinh thời gian, cái miệng mình trở thành thần khẩu, nói phải cẩn thận. Niệm Phật thời gian 10 năm, 20 năm, cái miệng thành thánh khẩu. Niệm Phật trọn đời tu học, làm việc cho bá tánh sanh bằng cái miệng này thiện lương, giúp đỡ vấn đề bá tánh bằng cái miệng, bằng cả tâm hồn, trí tuệ, con tim, bằng cái miệng trở thành Phật khẩu. Ghê chưa? Mà nước miếng lúc đó nó ngọt và thơm rồi, gọi là cam lộ đề hồ là đó đó. Mình niệm Phật đến mức nước miếng mình thơm và ngọt, thì cái miệng mình đó cam lộ đề hồ rồi. Ở đây có ai đạt được tới mức đó chưa? Giơ tay lên. Mình bắt cái tay liếm đi, bị có ghẻ đúng không?
lấy cái nước miếng chà chà vô, ngày mai người ta lành đó, ngày mốt người ta lành hẳn luôn. Cam lộ đề hộ là thuốc đó, nó chính là muốn thuốc trường sinh, muốn thuốc trường sinh cho người niệm Phật tụng kinh. Nước miếng mình thơm và ngọt. Một người Mỹ á, mình lấy tay mình chấm nước miếng á, nó không bao giờ dám đụng tới cái tay mình á. Mà đệ tử của thầy nó là một khoa học gia, thầy chấm nước miếng thầy sức phỏng cho người ta xong á, thầy để cho nó hửi coi, không có mùi, không một mùi gì nước miếng hết á. Cái miệng mình nó có hai cái loại gọi là vi khuẩn, một vi khuẩn xấu và vi khuẩn tốt. Vi khuẩn xấu thì rất là hôi, nó hôi vô cùng và thúi nữa. Còn vi khuẩn tốt nó thơm, không có một cái mùi nào hết, như nước mưa vậy đó. Là mình niệm Phật đã tới mức rồi thì cái miệng mình mới có nước miếng tốt, nó gọi là cam lộ đề hồ. Cái niềng răng của thầy thì niềng cho răng nó thẳng đó, thầy nói chuyện với người ta, thầy cầm thầy bỏ ra ngoài, thầy nói chuyện. Nói chuyện xong xuôi hết rồi, thầy cầm cái niềng răng lên thầy hửi, thơm ngào ngạt. Môn đệ không bao giờ nghĩ ra, ngậm trong miệng mấy tiếng hồ bỏ ra, ngậm bỏ trở lại vẫn thơm ngào ngạt. Từ đâu? Từ do công năng tu luyện của mình mà có, từ nó cái niệm Phật miên mật mà có, từ cái tâm từ bi bác ái hỷ xả bỏ qua quên lãng mà có. Cái miệng thành Phật khẩu rồi, tự nhiên nước miếng sẽ thơm và ngọt. Lúc đó quyền lợi tâm linh là của mình chứ không phải của thầy. Bây giờ huynh đệ có muốn có quyền lợi tâm linh đó lớn đó không? Muốn có không? Xuống ngồi xuống tu miên mật đi, để làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh. Phải rải cái tâm đại từ đại bi cho bá tánh chúng sanh, phải nói những lời đại từ đại bi cho bá tánh chúng sanh, có cái miệng mình mới thơm và ngọt được. Ăn cái gì cũng ngon, nói cái gì cũng vui, nói cái gì cũng lợi. Mà muốn nói lời ẩu nói không được, vì lúc đó mình muốn nghĩ một điều xấu cũng nghĩ không được nữa. Bởi cái đầu này nó không phải là phàm trí nữa, cho nên không thể nào nghĩ những điều của thế gian được. Cái đầu mình nó thành thánh trí rồi, cho nên chỉ nghĩ những điều lợi lạc cho bá tánh chúng sanh không thôi. Người tu kinh cũng chưa, nó đạt tới cái mức mà miệng thành Phật khẩu, cái đầu mình thành thánh trí, Phật trí rồi, cho nên không nghĩ xấu được, không nói xấu được. Lúc đó mình là ai chư Phật đã biết rồi. Chư Phật, ông Phật không có nghĩa là cái ông đó phải ngồi chễm chệ một nơi rồi ánh sáng phát khắp nơi. Ánh sáng huynh đệ chỉ thấy ánh sáng của ông này khi nào cái tâm huynh đệ đạt tới mức đó an tịnh rồi, huynh mới nhìn thấy được ánh sáng của những huynh đệ của mình. Cái đầu mình, cái thân của mình, cái trí của mình đạt tới mức đó, mình nhìn mình thấy được ánh sáng của huynh đệ trên đầu màu gì, ánh sáng gì, màu xanh, màu sáng, màu trắng hay màu trắng lợt, hay màu trắng xanh hay là màu tím, màu hồng, mình thấy hết á. Vì con mắt mình trong sạch tinh khiết, mình thấy tất cả mọi thứ. Không khí có màu không? Không khí có màu không? Có không? Trả lớn lên. Có hay không? Hả? Không khí bảy màu đó huynh đệ, cho nên mới tạo ra cái cầu vồng đó. Cầu vồng bảy màu là bởi vì nó qua ánh cái hơi nước á, ánh nắng mà qua cái hơi nước á, mình thấy không khí nó bảy màu luôn á. Chúng ta luyện đạo niệm Phật đến độ cái đầu mình á, ngũ sắc ngũ quang á, bạch sắc bạch quang, huỳnh sắc huỳnh quang là màu vàng nè, thanh sắc thanh quang là màu xanh nè, xích sắc xích quang là màu đỏ, có hết đó trong A Di Đà, thấy chưa? Mình luyện đạo là có đủ, nhưng mà làm sao để đạt tới cái mức đó? Khi mà mình niệm Phật đúng mức rồi, cái hà đầu thành cái đầu mình nó tròn lên, nó độn lên, nó mở ra, mở cái hà đầu thành, nó mở cái bát hội ra, lúc đó nó nhịp xong rồi, cái bắt đầu mình tụng niệm nhiều, bắt đầu mình tiếp nhận được luồng năng lượng mà thế gian gọi là vô lượng quang đó. Lúc nào mình cũng khỏe, lúc nào mình cũng trẻ, lúc nào mình cũng khoan khoái, lúc nào cũng an nhàn tự tại, chuyện gì xảy ra mặt vẫn bình thường, không nhăn nhó không gì đó. Lúc đó mình đọc cái câu gọi là an lạc thường trụ á, lúc nào mình cũng vui vẻ. Người ta nói vậy mình cũng không có nổi điên, thực sự là người tu á không có nổi điên, cái điên nó không còn. Nếu huynh đệ tu niệm Phật đúng mức rồi đó thì cái giận nó không còn tồn tại, cái buồn nó không còn tồn tại, không có nghĩa là mình vô cảm, không phải vậy. Mình biết luôn á, mình hiểu luôn á, nhưng mà mình vẫn an lạc. Cho nên cái câu là tâm biết bất biến giữa dòng đời vạn biến đó là bởi vì mình đã tu tới rồi, hiểu không? Tâm mới bất loạn chứ, nhất tâm bất loạn thì vãng sanh viên mãn. Cho nên huynh đệ lắng nghe hơi thở, một hai tuần ba tuần đi quen rồi, bắt đầu huynh đệ tập lắng nghe nhịp tim đi. Hay nhất là cái chỗ này nè, khi huynh đệ nghe nhịp tim của mình nó lớn, một cái nhịp bụp 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 bụp, nó hai tiếng lận, nó
gần nhau, cái tâm thức tâm nhĩ nó nhịp với nhau. Mình nghe nó lớn dần, mà mình ngồi mình nghe nó lớn quá rồi đó. Nghe nó quá lớn trong cái đầu này rồi, thì tự nhiên tiếng động bên ngoài không còn tồn tại. Lúc đó mới thực sự là lục căn thanh tịnh. Ngũ uẩn dai không thì độ nhất thiết khổ ách. Nhớ không? Lục căn thanh tịnh rồi thì chiên lục ngũ uẩn sẽ dai không. Mà ngũ uẩn dai không rồi mình sẽ độ nhất thiết khổ ách. Đó. Niệm nghe tiếng tim đi sẽ thấy được cái kết quả. Mà huynh đệ đã nghe tiếng tim rồi, tự động tiếng xe bên ngoài cũng mất, tiếng nhạc mở rầm rầm cũng mất luôn. Lúc đó mới thực sự là lục căn đại thanh tịnh. À, lục căn đại thanh tịnh rồi niệm Phật sẽ nhất tâm. Niệm Phật nhất tâm chắc chắn vãng sanh theo như ý đó. Ngồi xuống mỉm cười rồi đi, gọi là tịch. Đúng nghĩa tịch. Lúc đó nụ cười huynh đệ hả, nó sáng rực rỡ. Nụ cười rất là sáng rỡ hả, giọng cười mở miệng ra cười là người ta cảm thấy vui, thấy an lạc liền. Vậy lúc đó ai cười? Không phải mình cười đâu. Cái đầu nành Phật trí, cái miệng thành Phật khẩu, cái giọng là Phật âm. Con mắt nhìn là từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng, là Phật tánh. Thấy chưa? Cái miệng thơm ngọt là Phật vị. Lúc đó là ai? Chư Phật làm hết, không phải là mình. Cho nên cái phàm này, phàm phu đã biến mất. Người tu mục đích chính là giết chết cái phàm phu tục tử của mình để đạt đến thánh trí. Nếu mà phàm phu tục tử bản ngã tôi thấp hèn mình còn dứt khoát, mình không lại gần thánh trí được, mà vẫn còn phàm trí. Hả? Phàm trí là phàm khẩu. Hả? Phàm khẩu là phàm nhân là phàm tục, phàm phu tục tử, đừng có hòng đi tới đâu hết á. Rõ chưa? Dễ hiểu không? Cái gì đập Phật? Rõ không? Từng mắt một nó ăn liền với nhau ha. Cho nên người tu niệm Phật á, đầu tiên chúng ta phải làm sao? Rời phàm, rời cái phàm phu tục tử, rời cái phàm nhân, phàm tánh của mình đi, phàm trí của mình đi. Mình tu mình chuyển phàm qua thánh. Trung đạo không nói thành thánh, mà chuyển phàm qua thánh. Từ một cái phàm trí, phàm khẩu, phàm phu tục tử, mình chuyển thành thần. Đó là mình phàm nhân thành thiện nhân, thần nhân, thánh nhân, rồi Phật. Phải chuyển như vậy đó, chứ không phải đụng cái là qua Phật đâu. Không đụng cái là qua thánh nhân đâu. Phải nhớ không? Chuyển phàm qua thánh. Từ phàm nhân thành thần nhân, thành thánh nhân rồi mới là Phật. Cho nên một người phàm phu tục tử sống trong cái phàm tánh của thế gian, của thế gian tánh, trần gian tánh, mình chuyển thành thiện nhân trước cái đã. Thiện nhân một thời gian dài mà thành thần nhân rồi thánh nhân, lúc đó mới tính chuyện Phật. Rõ không? Mình chuyển phàm qua thánh là vậy. Từ phàm khẩu trở thành thần khẩu, thánh khẩu rồi Phật khẩu. Từ phàm phu tục tử, phàm nhân trở thành thần nhân, thánh nhân mới thành Phật. Đó là người tu chân chính. Phải biết từng giai đoạn. Lúc đó cái mặt mình sẽ rạng rỡ, nụ cười sẽ rạng rỡ, cái đầu mình sáng suốt, cái tâm mình an lành thiện lương. Lúc đó mình mới có danh sách trong cái đạo. Cái sách đạo nó có tên mình rồi. Còn mình sống trôi lăn á, còn có sách đời. Cho nên từ đời chuyển qua đạo. Đồng thời mình phải nương cái đời của thế gian để mình luyện đạo. Mình thấy những cái tánh phàm phu tục tử thế gian mình không tập. Mình vượt qua tất cả những cái tánh phàm phu tục tử để mình trở thành một cái bậc thánh nhân, thần nhân nào đó. Mình chuyển, mình tự chuyển, mình tự tu, mình tự giáo hóa mình. Cho nên mình phải phán xét mình chứ không được phán xét huynh đệ. Người có trí á, thầy viết câu là kẻ đại ngu. Hãy nhớ câu nè. Kẻ đại ngu tụng tu để phụng sự cái bản ngã tôi, phàm phu tục tử thấp hèn, ngu mô xảo trá, lừa gạt, xấu xa, đê tiện. Đó là bản chất phàm phu tục tử xấu xa nhất. Nó gọi là tận cùng của cõi dục giới. Người nào tu mà sống trong cái cảnh giới này, nó gọi là phàm phu tục tử thấp hèn. Người tu phải rời bỏ những đức xấu, xấu tính xấu đó đi. Gọi là kẻ đại ngu là sống trong cái tôi phàm phu tục tử. Bây giờ chúng ta không thèm sống trong cái tánh của kẻ đại ngu nữa. Chúng ta sống người đại trí. Người đại trí sống trong cái tình yêu thương rộng lượng từ bi bác, luôn luôn quán xét và phê bình chỉ trích chính bản thân mình. Và quán xét cái bản ngã tôi thấp hèn của mình. Và không được lặp đi lặp lại những cái tánh xấu. Phải tập cho mình những đức tính tốt và biết khiêm nhường, biết kính trọng, biết yêu thương, biết giúp đỡ, bỏ qua, quên lãng, tha thứ cho huynh đệ ba tánh chúng sanh. Và luôn phán xét mình chứ không được phán xét huynh đệ. Đó là người đại trí. Rõ chưa? Huynh đệ làm
họ, họ lặp đi lặp lại là cái huân tập của thế gian thôi. Mình không được nhảy vào, mình nhảy vào là mình thọ, mình thọ là mình sanh phiền não. Mà người tu không cần phải thọ thế gian pháp để sanh phiền não. Mình thấy cái chuyện tầm bậy, mình nghĩ trong đầu mình sanh phiền não. Mình nghe cái điều tầm bậy, mình nghĩ lộn xộn mình lại sanh phiền não. Phải không? Chính mình tạo phiền não chứ không ai tạo phiền não cho mình. Cho nên người tu phải học cái chữ kệ. Kệ nó, để mình không bị thọ những cái không cần thiết. Người tu là bỏ rác rưởi ra ngoài, đem những điều tốt lành cho người tu. Những gì rác rưởi cho cuộc đời là phải bỏ liền, đừng có ôm ấp nó để sanh phiền não. Hát còn phiền não dứt khoát lục căn không thanh tịnh. Mà lục căn không thanh tịnh, niệm Phật sẽ bị tạp niệm vọng niệm. Mà lục căn không thanh tịnh mà cứ tiếp tục có tà niệm, tạp niệm vọng niệm hoài hoài, nó trở thành tà niệm và ác niệm. Rõ chưa? Rõ không? Cho nên cố gắng làm sao không thèm thọ thế gian pháp để sanh phiền não cho chính mình. Chẳng hạn như cô đây nè, giận thầy cái chuyện mà thầy chưa bao giờ biết, một cái giận âm thầm giận hoài, ai phiền trước? Cô là người mà thầy giận trơ trơ, bây giờ thầy đâu có làm gì đâu mà bị phiền. Người ta nói một câu thầy không cần nghe tới, họ giận giận đấy, tại sao mà tôi muốn vậy mà ông không làm vậy đấy? Cái chuyện cô muốn là chuyện của cô, chuyện giận chuyện của cô đâu phải chuyện của tôi đâu. Sống của tôi là vậy mà, ai kêu cô phiền chi? Hả, mình nổi điên lên, việc đầu tiên mình bị trước rồi người ta chưa bị. Đó không? Là chúng ta người tu phải cố gắng làm sao niệm Phật để giữ chánh niệm, không sanh tạp niệm vọng niệm. Để cái tạp niệm vọng niệm này lâu đời quá nó thành tà niệm và ác niệm. Giữ lòng thanh tịnh, người tu mục đích chính là giữ lòng thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc. Cái thân này sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh thì trở thành chánh điện của các ông gọi là thế gian, gọi là Phật ở trong này. Đó là con đường đi của chúng ta. Bây giờ chúng ta lặp lại, lắng nghe hơi thở ra vào, niệm Phật theo hơi thở ra vào. Bước thứ hai là lắng nghe hơi thở ra vào cộng thêm nhịp tim của mình. Cứ thử nghe đi. 1997 á, Trung Đạo nằm trên giường sau khi ngồi thiền niệm Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật á, nằm trên cái giường này nè. Đây là cái chứng nghiệm nha, chứ không phải ai cũng có. Mình lắng nghe tiếng tim mình nó bự đến cái độ là Nam nè, cái người mình cảm giác nó vậy nè. Lúc đó mình huynh đệ thấy tại sao mà núi lửa phun lửa ra không? Cái núi mà nó phun lửa ra không? Ở trong bụng trái đất mình toàn là nham thạch, chất lỏng nóng không à? Nó luân chuyển. Cái trái đất nó có cái nhịp đập của nó là làm. Nó vừa xoay chuyển mà nó vừa bóp. Có biết vậy không? Không. Người thế gian không thể nào biết được. Chỉ có những người tu lâu họ mới hiểu. Tại sao mà núi lửa nó phun được? Nếu mà nó không ép vậy làm sao nó phun được? Giống như tim mình nó không bớt làm sao máu lưu thông? Có phải vậy không? Cái tim mình á, chính là cái nhịp của trái đất. Cho nên chúng ta người tu á, là mình là tiểu vũ trụ. Cái tiểu vũ trụ này có bổn phận trở về đại vũ trụ. Hay nói đại khái là cái bản ngã phàm phu tục tử, tu một thời gian dài sẽ thấy được thánh ngã, rồi trở thành Phật ngã. Phật ngã này có quyền trở về với đại ngã là Như Lai. Bây giờ nói theo thế gian đi. Con tim mình nó đập như vậy á, thì máu huyết lưu thông. Trái đất nó bóp như vậy á, thì chất lỏng nóng nó chẳng khắp nơi. Nó phun ra ngoài được là nhờ sự bóp. Cho nên cái tim mình nó bóp giống như trái đất vậy đó. Khi mình lắng nghe được tiếng tim của mình hòa nhịp với cái nhịp của trái đất, thì mình là tiểu vũ trụ trở về với vũ trụ, mình cùng nhịp với trái đất. Lúc đó hả, mình đi đâu á, mình biết. Mình an tịnh cỡ nào, mình có gì mình an tịnh trong tiếng tim của mình. Bên ngoài tiếng động không còn tồn tại. Đối với thực sự là đại an tịnh, đại thanh tịnh, gọi là tịnh độ hiện tiền đó. Tịnh độ hiện tiền là cực lạc của thế gian. Thấy chưa, nào giờ đâu có ai giảng nói tới đây đâu đúng không? Chỉ cho mình đọc sách rồi nói niệm Phật vậy thôi. Chứ còn đạt tới cảnh giới đã đường hồng mà có vãng còn chưa được, nó đi tới đó. Đó, nói thì niệm Phật mà Trung Đạo chỉ nói tới đây thôi nha. Còn nói nữa con đề không biết đi đâu á. Còn bước thứ ba sẽ làm gì, ghê chưa? Mỗi một cái nhịp, một cái niệm thôi, cái cơ thể mới nó nhịp, nó rung động. Một cái nhịp nó rung động, nó thực sự là lúc đó mình tiếp nhận luồng năng lượng của Phật Tổ á, lúc nào cũng có trong cơ thể, mới gọi là vô lượng quang thường trụ trong cơ thể mình. Ánh sáng mình sát ra nhiều màu. Nếu mình để tu đi, nhìn kỹ đi, mình để sẽ thấy được Trung Đạo không phải là cái người mà mới tới vô cổng đâu. Hiện tại cái mặt ổng nó khác đó, nó khác đó. Nó vậy luôn đó. Tức là khi mà mình đi vào cái pháp mình nói chuyện rồi đó, thì thực sự
cái vị mà được nói như vậy á, trung đạo chỉ là trung gian cho cái vị được nói thôi. Quý đệ sẽ thấy được cái pháp quý đệ luyện không phải là bình thường như chúng ta nghĩ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di, rồi rống cho to lên, rống cho to là hết hơi, cái mặt xanh lè, cái môi thâm xì. Niệm Phật to đâu có giải quyết được sinh tử đâu. Niệm Phật nhẹ nhàng, an lạc, đều đặn, tâm mình an tịnh, an tịnh, an tịnh, an tịnh. Ngày an tịnh, tuần an tịnh, tháng an tịnh, năm an tịnh, trọn đời an tịnh, mới thực sự là người đang sống trong cảnh giới cực lạc. Đi tới đâu cũng hỷ lạc, đi đâu cũng an lạc, đâu cũng thanh tịnh, mới thực sự gọi là tịnh độ hiện tiền. Hỏi tịnh độ chính là mình chính là tịnh độ. Lúc đó mới thực sự gọi là vãng sanh viên mãn. Chưa đi mà đã được hòa nhập rồi, thấy chưa? Chưa có bỏ nhà mà đã được hòa nhập rồi, còn gì nữa? Mình là ai? Đó là mình niệm Phật để thành Phật tại thế gian luôn, đó gọi là đại thừa. Đó. Trung đạo nói như vậy, huynh đệ có tiếp nhận dễ không? Có dễ tiếp nhận không? Hay cần phải nhắc lại? Cho nên chúng nữa huynh đệ phải hỏi những gì mà trung đạo giảng để huynh đệ mở rộng vấn đề hơn, chúng ta dễ dàng hiểu hơn, để việc tu tập mình tiến hóa hơn, việc niệm Phật mình có kết quả như mong muốn. Chúng ta phải hỏi nha. Hai bước thôi, niệm Phật theo thở ra vào, niệm Phật theo nhịp tim. Sau khi 2-3 tuần đó, khi quen hơi thở ra vào, vừa lắng nghe hơi thở, vừa lắng nghe nhịp tim, lúc đó mình mới đi đâu, mình biết mình đang làm gì, mình biết là mình đang hòa nhập với sự sống trong chính bản thể của mình. Mà sự sống chính là sự thiêng liêng. Sự thiêng liêng chính là Như Lai đang ngự trị trong bản thể này, mà 24/24 không ngừng nghỉ. Bản thể này không ngừng nghỉ, sự sống không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta mới ngồi đây, mới có cơ hội ngồi đây tu luyện nè. Huynh đệ có tiếp nhận được không? A Di Đà Phật, chúc huynh đệ tu tinh tấn miên mật để nhìn lại bản thể thiêng liêng của mình là Phật, để mình có cơ hội trở về với cha mẹ của mình là Như Lai. Luôn là cầu xin chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát mười phương luôn luôn dạy dỗ dìu dắt huynh đệ đến nơi thế chốn, để chúng ta cùng có cơ hội trở về với cha mẹ của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ phần sau chúng ta đàm đạo với nhau. Trung đạo chỉ đi tới đây thôi, nhưng nếu có cái duyên lần sau trước khi về Mỹ, trung đạo mong rằng sẽ ghé lại đây. Trung đạo sẽ chỉ huynh đệ cái bước thứ ba, huynh đệ niệm một chữ cái người mình nó rung động, niệm chỗ nào cho đó nó rung động chỗ đó. Lúc đó mình đang hòa nhập vào cái năng lượng thì mới có sự rung động. Năng lượng chính là sự rung động. Sự rung động này chính là luồng năng lượng ngự trị trong bản thể của mình, mà thế gian gọi là sự sống. Nó hơi đi xa quá ha. Đi vậy huynh đệ bắt đầu nó thấy hơi bắt đầu chướng chướng chút rồi, nó không có tiêu thụ nổi. Trong một tiếng đồng hồ nói không có đủ từ ngữ để mà diễn đạt cho huynh đệ thấu đáo được sự việc. Cho nên chúng ta phải hỏi để đàm đạo với nhau, để chúng ta mở rộng vấn đề hơn, để chúng ta cùng tiến hóa với nhau. Gọi là tu, tu sửa, tu chỉnh, tu bổ. Cái gì thiếu thì bổ, cái gì trật thì chỉnh, cái gì sai thì sửa. Đầu tiên là tu học, kế bên là tu tập. Bắt đầu về nhà tập hít thở đi, hít sâu tới dài, rồi tập nghe tiếng tim. Tập xong bắt đầu tu sửa, là bắt đầu tu hành. Hành cái tánh hạnh của mình cho ba tánh chúng sanh, hành cái lòng từ bi cho mọi người, mà không được hành hạ bạc đãi bản thân mình, hoặc là hành hạ bạc đãi những người bên cạnh mình. Nếu mình bạc đãi những người bên cạnh, hành hạ người ta bằng trí tuệ hoặc là hành động, thì mình đang bạc đãi chính bản thân mình đó. Bởi vì chúng ta là con cùng cha mẹ, mình bạc đãi người bên cạnh là mình đang bạc đãi chính bản thân mình đó. Mình sống không có đạo đức, mình sống không đạo đức mình sẽ tổn đức, tổn đức sanh bệnh tật. Nói vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Trung đạo nói cái gì nó cũng có dính mắc với nhau, từng chữ này qua chữ nọ chữ kia, mình thấy thấu đáo rõ biết sự việc hơn. Cho nên mình hành đạo nó rõ ràng, nó mạch lạc hơn là vậy. Bây giờ huynh đệ là những người trung đạo nhìn thấy mặt rất là sáng, có nghĩa là huynh đệ tu rất là tốt, cho nên mặt không có bị đen thù lùi, hoặc môi thâm, hoặc là mặt mày xanh nám á. Tu mà niệm Phật nhiều mà mặt mày xanh nám mà thâm là bởi vì người đi lộn đường rồi. Nhưng mà mình không biết mình đi lộn, bởi vì mình lạc, mình biết mình lạc. Rồi huynh đệ bắt đầu hỏi chuyện nha, chúng ta đàm đạo với nhau để mình đào sâu vào sự việc. Mấy huynh bên nè, mấy huynh bên này nè, mấy huynh nam hỏi nhiều vô. Thầy mở lòng ra đi chia sẻ, huynh đệ mở lòng ra tiếp nhận, chúng ta cùng tiến tu mà. Chứ trung đạo đâu có giỏi huynh đệ gì đâu.
huynh đệ nào cũng có trình độ hết trơn á, chứ phải là không. Rồi mấy cô, mấy bác, mấy chú hỏi, để chúng hỏi những gì trong đạo mới giảng đó, mới chia sẻ đó, để chúng ta cùng đào sâu vấn đề để tu học. Vậy là hiểu hết rồi phải không? Vậy có làm được không? Thì còn nếu mình niệm Phật ở đây á, chúng ta niệm Phật ở trong chùa này nè, là mình niệm theo cái nghi thức của chùa thôi ha. Niệm xong rồi đi kinh hành, niệm xong đi kinh hành, đúng vậy không? Và chúng ta chỉ niệm theo nghi thôi. Chúng ta về nhà cho mình có cơ hội ngồi xuống để niệm Phật theo thở ra vào và lắng nghe tiếng tim của mình. Khi mà mình đã nghe rõ tiếng tim nó lớn trong cái đầu, nó lớn quá rồi, tự nhiên tiếng động bên ngoài sẽ không còn tồn tại. Lúc đó mình rất an tịnh trong tiếng tim hơi thở ra vào, vẫn nghe tiếng tim, vẫn biết hơi thở ra vào, vẫn nghe tiếng niệm Phật của chính mình. Lúc đó thực sự là gọi là chánh niệm đó, chánh niệm đó. Rõ chưa? Có dễ hiểu không? Có làm được không? A Di Đà Phật. Làm dễ lắm, không có khó đâu, chỉ cần quyết tâm là được rồi. A Di Đà Phật thưa cô. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con thành tâm biết ơn thầy nhiều cách đã chỉ dạy tụi con, chúng con cách niệm Phật. Nhưng để hiểu rõ hơn, xin thầy quan hỷ chỉ cho con cách hơi thở như thế nào để được cái bụng rồi cái từ từ nó được lên thầy, tới thầy, đầu. Thầy xuống dưới này. Dạ. A Di Đà Phật. Thấy cái bụng nó rõ hơn. Dạ. Và nghe được cái bụng rồi nghe được tiếng tim à. Khi mình thở ha, đúng ra chúng ta không có ai chỉ cho huynh đệ thở đúng không? Nếu có biết chẳng qua người khác chỉ thôi, trong chùa đâu chỉ đâu. Phụ huynh đệ đâu có chỉ nhau đâu đúng không? Đúng không? Chứ niệm cho to lên là được rồi, niệm to mới linh nha. Niệm to linh. Khi mình thở á, ngồi xuống hít dài hơi ba hơi á, thở cho mạnh ra. Khi tụng kinh niệm Phật xong, ngồi yên lại đó, hít vài hơi cho cái phổi mình nó căng ra. Cái lưỡi đưa lên trên cái hàm răng trên á, cái nú á, ngậm lại, bắt đầu hít. Thì đầu tiên là hít cho đầy cái bụng. Khi cái bụng đầy thì động sẽ đầy cái ngực. Cái ngực đầy rồi cái mặt mình sẽ, chân mày nó sẽ kéo, lỗ tai sẽ kéo lên. Khi trung đạo chỉ cái bụng, huynh đệ nhìn cái bụng. Chỉ cái ngực, huynh đệ nhìn cái nhực. Chỉ cái lỗ tai, huynh đệ nhìn lỗ tai. Thì thấy cái da đầu trung đạo nó sẽ kéo lên như vậy. Bắt đầu. Thấy rõ chưa? Thấy không? Thấy. Chỉ là cái hơi thở mình sâu dài đến độ vậy. Mà hay cái chỗ là khi hơi thở mình sâu dài đó, thì cái não mình nhận được rất nhiều sự sống. Hơi thở mình sâu dài có nghĩa là cái oxy á, mình cái oxy đó nó sẽ vô trong cái phổi của mình, là nó đen chùi lùi, máu đen về đây thôi. Máu đen nó về phổi nó đen lắm. Thì mình hít sâu vô á, thì hơi thở này á, cái phổi mình nó có công năng là lọc máu đen thành máu đỏ. Mà cái đấu, cái máu mà đỏ tươi rồi á, thì cái phổi mình mới gửi qua cái tim, mà gửi tim, tim mới bơm lên đầu. Mà cái máu đỏ càng đỏ đó thì chứng tỏ trong máu có nhiều oxy, thì nó bơm lên cái đầu của mình. Cái đầu mình có nhiều oxy á, thì cái tế bào máu, tế bào mạ não được nuôi dưỡng đầy đủ, tế bào não sẽ mạnh mẽ hơn. Càng mạnh chừng nào thì nở to, nó phát ánh sáng, bởi trong nó có nhiều oxy. Cho nên cái não được nuôi dưỡng đầy đủ thì não sẽ phát ánh sáng. Cái đầu mình phát ánh sáng là do hơi thở sâu dài và cái tâm đại từ đại bi. Nếu huynh đệ hít hơi thở cạn quá thì máu đen nó về phổi, trong phổi không đủ oxy, cho nên nó không lọc máu đen thành máu đỏ đủ như ý muốn, như là cái tuần hoàn của nó, thì nó vẫn còn đen. Mà nó đưa về tim, tim lại bơm lên não, não nhận máu đen mỗi ngày mỗi chút, mỗi ngày một chút. Nó không có, cái tế bào não không đủ dưỡng khí để sống, bởi vì máu đen thì không có dưỡng khí, còn máu đỏ mới có dưỡng khí. Mà cái tế bào não không nhận dưỡng khí nhiều, chúng ta sẽ bị tai biến đột quỵ, tê liệt một bên, là do cái não mình nhận máu đen nhiều quá chứ không máu đỏ, với là không có nhận dưỡng khí nên bị tai biến là do nó đó. Cho nên người tu hít sâu thở dài, những người mà tu mà bị tai biến mạch máu não là do bởi vì hơi thở không sâu dài.
lo âu phiền tối quá quên thở, hả, quên thở rồi não sẽ thiếu dưỡng khí, não thiếu dưỡng khí cái đầu nó lộn xộn thì tim mạch sẽ bị lộn xộn, các cơ quan trong cơ thể mình sẽ bị lộn xộn, bởi vì cái não mình nó không được bình thường cho nên nó không điều khiển được những cái này bình thường, sanh bệnh tật, nó gọi là bất ổn. Cho nên tướng tự tâm sanh, tại sao mình tu niệm Phật 20 năm sau mà nằm tê liệt chỗ là hỏi lại tại sao đi, vì cái não mình không đủ dưỡng khí, rõ không? Thì nó phải hít sâu thở dài là lý do đó. Nên phải ý thức thở, thở nó có hai cái, thở ngắn ngắn cho đủ sống gọi là thở vô thức, còn mình đốc thúc nó thở theo ý muốn của mình là thở ý thức. Cho nên cái người mà ý thức thở thì mặt rất là, da rất là mịn, rất là sáng, rất là căng, rất là bóng, bởi vì hơi thở đầy đủ. Cho nên cái đầu nó bóng, vì lý do là tại sao một hơi thở vô cái đầu nó kéo lên, có phải vậy không? Một hơi thở thôi nè, thấy chưa, cái chân mày nó kéo lên, lỗ tai nó kéo lên thì nó căng lên thôi, thì cái mặt căng chứng tỏ là cái não này có đủ dưỡng khí. Mà não đủ dưỡng khí rồi thân rất là khỏe, khỏe lắm, đi đứng nhanh nhẹn nhẹ nhàng, không bao giờ nhức tay nhức chân nhức lưng mệt mỏi. Tức dậy là tụng kinh ngồi thiền rồi, không phải là ẹo qua ẹo lại một hồi mới ngồi dậy được, là chưa, hả, thân mà còn ẹo tới ẹo lui là chưa, người tu chưa tới đâu hết, rõ không? Cho nên là hơi thở sâu dài tự nhiên mình sẽ khỏe, có vậy thôi. Hơi thở là sự sống, phải biết như vậy. Anh nằm một chỗ mà không nhúc nhích không thở gọi là ngổm, A Di Đà Phật. Bây giờ rõ chữ ngụm chưa? Ngụm mình làm biến thở. Hả, làm biến thở là tự nhiên ngụm, có vậy thôi. Mà trước khi ngụm là bệnh tật ghê lắm, vì mình thở không đầy đủ. Cho nên các ngài dạy cho mình thở. A Di Đà Phật. Hỏi đi cô, hỏi để mở rộng cái sự hiểu biết chúng ta tu nó dễ hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thường khi á, là người tu á, thì phải đủ phước huệ xong tu á thầy, mà trong cái năng lượng niệm Phật của cái tâm thanh tịnh nó có cái phước ở trong trọng, hay là cái nhằm khi mình làm phước là mình phải đi tìm kiếm, hay là mình chuyên tu nó có sanh phước không thầy? Chúng ta niệm Phật tụng kinh, niệm Phật xong hồi hướng công đức, tụng niệm là một, phước huệ song tu. Cho nên chúng ta mở mắt ra nghĩ thiện làm lành là tạo phước, tụng kinh trì chú niệm Phật là âm đức, là huệ. Cho nên chúng ta ngồi xuống tụng kinh, chúng ta độ rất là nhiều âm linh, vong linh, hương linh chung quanh mình rất nhiều mỗi ngày. Chúng ta tạo âm đức, âm đức đó chính là trí tuệ, nó gọi là phước vô lậu. Để người chưa siêu được siêu, không no được no, của Huyền Thất Tổ được siêu, âm siêu dương mấy thới. Thế là chúng ta ngồi xuống tụng cái niệm Phật là mình độ rất nhiều vong linh, hương linh chung quanh, họ được siêu sanh tịnh độ và nó đủ. Còn có nghĩa là mình đang tạo âm đức cho chính bản thân mình, nó gọi là phước vô lậu. Còn chúng ta nghĩ thiện làm lành, đi làm việc giúp đỡ bố thí người nghèo, giúp đỡ người nghèo có ăn có mặc này kia nọ, làm những việc để tạo phước. Cái phước của thế gian, phước vật chất, nó gọi là phước hữu lậu, nó gọi là dương đức. Những gì mình làm ta thấy, mình cho đồ, cho đạt, giúp đỡ người này, người nọ kia là những gì thấy gọi là dương đức. Còn độ cho âm linh, những người chung quanh, hương vong linh, hương linh này kia nọ được siêu gọi là âm đức, những việc không thấy. Cho nên làm công đức, phước đức phải đủ dương đức và âm đức, thì công đức, phước đức mới tròn đủ. Cho nên người tu nó có hai mặt, nghĩ thiền làm lành, tụng kinh trì chú, có 8 chữ thôi. Nếu huynh đệ không thực hiện được thì cái chuyện tu mình nó không đi tới đâu hết. Không nghĩa là chúng ta phải có tiền mới làm phước được, không phải vậy. Chúng ta nói một lời giúp đỡ người ta, khuyên nhủ người ta, giúp người ta đỡ bớt đau buồn cũng là phước rồi, cũng là làm việc thiện rồi, rõ không? Mình nói một điều lợi lạc, mình nghĩ lợi lạc cho bá tánh, mình làm điều lạc cho bá tánh là phước rồi. Chứ đừng nói chung là mình nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là bao trùm tất cả việc làm của người tu là phước huệ có đủ, rõ không? Mà người tu là phải thế này nè, muốn có công, muốn có của, cái của là của tâm linh của chư Phật ban cho, tiếp nhận được vô lượng quang của chư Phật, là phải biết công phu, phải ngồi xuống hạ thủ công phu cho giỏi vô. Thì cái công phu này sẽ giúp cho thân xác mình có nhiều năng lượng, hoặc cái công lực, sức khỏe, sức mạnh gọi là công lực. Mà công lực đầy đủ mạnh mẽ thì cái năng lượng sống trong cơ thể rất là mạnh, cho nên mình mới khỏe,
mới sáng, trí tuệ mới sáng suốt được. Hả, công lực đầy đủ thì năng lượng mạnh mẽ, năng lượng mạnh mẽ thì mới có đủ phương tiện làm việc cho bá tánh chúng sanh chứ. Sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng suốt mới làm việc cho bá tánh chúng sanh, mới tạo công đức phước đức được. Cho nên người tu phải công phu. Hả, có công phu đầy đủ thì có công lực. Hả, có công lực đầy đủ thì đầy đủ năng lượng làm phương tiện độ chúng sanh thì mới có đủ công đức phước đức, là vậy đó. Cho nên chúng ta phải công phu, chứ đừng có nói cái miệng không rồi xin của, không có đâu. Có công mới có của. Cái của đây là của chư Phật ban cho mình, là cái của tâm linh, của đời sống tâm hồn của mình đó, hiểu không? Rõ chưa? Có nghĩa là không phải không có tiền là làm phước không được, không phải vậy. Một việc nhỏ cũng được mà, đang ăn nửa một chén cơm, chia sẻ nửa chén cơm cũng phước rồi. Mà có dám hy sinh không mới là quan trọng. Mà hy sinh một sự an lạc, hạnh phúc, hoan hỷ để được hy sinh là quan trọng. Cho một cách vui vẻ hạnh phúc, mà người nhận cũng vui vẻ hạnh phúc, không bị gọi là cảm thấy bị sỉ nhục hay là bị cảm thấy bị coi thường mà cho. Cái cho nó rất là quan trọng. Mình cho người ta an lạc hạnh phúc là phước, còn mình thái độ cho của mình làm người ta đau khổ khinh miệt là mình tổn phước đó, nhớ không? Một chút xíu thôi cũng tổn phước rồi đó. Người tu dễ bị tổn phước lắm. Còn cái người vô minh thì nó đâu biết phước là gì, kệ bà nó, làm sao nó làm. Người tu mình phải cẩn thận đó. Cẩn thận trong sự suy nghĩ, cẩn thận rồi là ăn tiếng nói, cẩn thận trong hành động. Cho nên người tu muốn đạt đến cảnh giới cao trong của người tu, không phải để mà xưng ông xưng bà với người ta, phải biết làm sao tạo phước trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng sự suy nghĩ, trong từng hành động của mình. À, nói là lời lạc, nghĩ là lời lạc, làm là lời lạc. Người này thực sự là một người chuyên tu, là Phật tử thuận thành đó. Không biết nghĩ xấu luôn á. Trung đạo bây giờ kêu nghĩ giận ra, biết gì đâu giận, mắc chứng gì phải giận. Nó nói tầm bậy chuyện của nó, được nhân quả chứ Phật lo, mắc chứng nhiều tới mình phải không? Mắc chứng mình nghe vô làm nổi điên thì lòng từ bi đâu còn. Người tu mà không biết buông bỏ, buông xả, nghe một lời khó chịu lỗ tai quay lại cắn người ta thì lòng từ bi không có. Phải biết buông xả, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ thì mới có cơ hội biểu lộ được cái tánh từ bi. Có phải vậy không? Thì Trung đạo nói sóc một tiếng đi. Trung đạo sóc huynh đệ một câu thôi, huynh đệ nổi điên quay lại cắn Trung đạo rồi thì tánh từ bi huynh đệ làm gì có. Tha thứ còn chưa được nữa. Hả, tha thứ được rồi thì mới có thể biểu lộ được cái tánh từ bi, thương người ta được. Nó vậy đó. Thử tha thứ người ta đi. Mình tha thứ cho người ta thì mình cũng được thứ tha. Mình cho người ta cơ hội, mình cũng có cơ hội đó. Thấy chưa? Hả, có cho là giúp người, giúp người, người giúp ta. Sống theo nhân quả cõi ta bà. Cho đi người cho lại. Luân hồi quả báo thật không sai. Tuyệt vời vô cùng. A Di Đà Phật. Trung đạo tặng cho huynh đệ một bài thơ mà gọi là, nếu mình đọc thơ gọi là bài thơ Trung đạo, còn nếu mà là ca thì gọi là bài ca Trung đạo. A Di Đà Phật. Cái bài này làm ở bên Nhật, cô đệ tử ngồi thiền thì làm được 10 câu thơ, thì Trung đạo lấy câu thơ 10 câu thơ làm thành một bài nhạc, bài thơ. Bài này nói về nhân quả, nhân quả của chính mình. Chúng ta sống trong cõi ta bà, luật nhân quả cai quản cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta ra đời cũng trần truồng, khi chết rồi thì cũng bàn tay trắng. Chúng ta không đem gì theo ngoài cái tài sản duy nhất, nó gọi là thức nghiệp. Cái nghiệp xấu và tốt nó đeo đẳng với mình, để đem qua bên kia tiếp tục trở lại hưởng hoặc trả. Chúng ta là chủ nhân của xấu và tốt, thiện và ác. Chúng ta là chủ nhân, là người sản xuất ra nghiệp quả. Cho nên nó tới với mình phải vui vẻ trả. Cái đẹp đến với mình phải vui vẻ hưởng. Không có giãy nảy. À, thuận cảnh mà vui, mà nghịch cảnh là buồn, là mình không chấp nhận, là con đẻ của mình. Xấu tốt đều là mình đẻ ra nó hết. Cho nên vì luật nhân quả sẽ đem lại tất cả những gì chúng ta đã tạo tác, từ lời ăn tiếng nói đến hành động việc làm của mình. Cho nên phải biết luật. Hả, biết luật rồi sống theo luật thì tự nhiên an lành hạnh phúc. Đó không? Dễ vô cùng luôn. Rất là dễ thiệt mà. Trung đạo thấy dễ lắm, không có khó. Mà buồn không biết buồn, giận không biết giận, làm việc xong rồi phủi đích hết chuyện, ăn cơm xong buông đũa. Thì đi qua Đài Loan xong về tới Việt Nam không biết ồn, mình làm gì bên đó rồi mình làm cho ai, mọi chuyện nó cũng là con số không á. Xong rồi hết chuyện. Thấy chưa? Cái người mà tu đúng á là cái chuyện gì xong rồi thôi buông bỏ. Làm phước cho người ta cũng xong rồi buông bỏ, không cần phải tính toán. Luật nó tính là mất chứng gì mày phải tính. Cho nên các ngài nói hãy để cho luật nhân quả xét xử, chư Phật lo, con không cần phải lo.
Vì tất cả đời sống chúng ta đều bị luật nhân quả cai quản, nhưng mình không cần phải no để chúng no. Thế thôi. Chúng ta tặng với huynh đệ bài thơ trung đạo này. Để có luật nhân quả, giúp người, giúp người, người giúp ta, sống trong nhân quả cõi ta bà. Cho đi người cho lại, luân hồi quả báo thật không sai. Vui buồn, buồn vui của kiếp người, buồn trong phút chốc lại vui tươi. Buồn vui, vui buồn theo nghiệp báo, khóc cười, cười khóc đời khổ thay. Vay nghiệp, trả nghiệp, đời tạo nghiệp. Nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Vô minh nghiệp lực xoay vần mãi, sinh tử luân hồi luật không sai. Hỡi ai ngoài kia trong đêm tối, hãy mau thức tỉnh dậy đi thôi. Quay về bờ giác xa tâm tối, ta bà chuyển kiếp thôi luân hồi. Người tu đến nơi đến chốn thì đâu còn luân hồi sinh tử nữa. Cái câu kế là giúp người, người giúp người, người giúp tâm không tưởng. Buồn vui, vui buồn trí không vương. Người cho người thôi mắc vướng. Khóc cười, cười khóc đời ghét thương. Hôm nay sạch nghiệp không quá khứ, niết bàn rộng mở đón chân ta. Hôm nay sạch nghiệp không quá khứ, niết bàn chẳng một niệm vị lai. Cái người mà đã an lạc hạnh phúc tuyệt đối rồi thì quá khứ không còn, vị lai chưa tới, tất cả là hiện tiền. Chư Phật luôn luôn dạy mình chánh niệm. Trong chánh niệm con người ta nghiệp ác không khởi, nghiệp thiện không dứt. Lúc nào cũng nghe tiếng niệm của chính bản thể mình, nó gọi là chánh niệm. Mà trong chánh niệm rồi con người ta rất là hạnh phúc, an lạc tuyệt đối, nó gọi là đại định. Trong đại định con người ta không còn phiền não bởi thế gian pháp, nó gọi là lục trần. Lúc mà lục căn đại thanh tịnh rồi thì chắc chắn niệm Phật sẽ được nhất tâm. Mà đã niệm Phật nhất tâm rồi chắc chắn sẽ là giải thoát viên mãn đó. Nam mô A Di Đà Phật. Rõ không? Dạ. Huynh đệ nhắm mắt lại, hít sâu thở dài. Hít sâu thở dài. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại tĩnh tâm. Nhắm mắt lại tĩnh tâm. Hít sâu thở dài. Hít từ từ thôi. Hít từ từ thôi. Nhắm mắt lại, không được mở mắt. Không mở mắt là ăn gian đó. Nhắm mắt lại. Giúp người, người giúp ta, sống trong nhân quả cõi ta bà. Cho đi người cho lại, luân hồi quả báo luật không sai. Vui buồn, buồn vui của kiếp người, buồn trong phút chốc lại vui tươi. Buồn vui, vui buồn theo nghiệp báo, không cười, cười khóc đời khổ thay. Vay nghiệp, trả nghiệp, đời tạo nghiệp. Nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Vô minh nghiệp lực xoay vận mãi, luân hồi sinh tử luật không sai. Hỡi ai ngoài kia trong đêm tối, hãy mau thức tỉnh dậy đi thôi. Quay về bờ giác xa tâm tối, ta bà chuyển kiếp thôi luân hồi. Giúp người, người giúp tâm không tưởng. Buồn vui, vui buồn trí không vương. Người cho người thôi mắc vương. Không cười, cười khóc đời ghét thương. Bụi trần dứt sạch ta dạo bước, niết bàn rộng mở đón chân ta. Hôm nay sạch nghiệp không quá khứ, niết bàn chẳng một
niệm vị lai. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức huynh đệ đã lắng nghe sự chia sẻ bài ca trung đạo nhắc nhở chúng ta sống trong luật nhân quả cõi ta bà. Cho đi người cho lại, cho rồi nổi chứng lại không cho. Người ta hứa rồi ta không cho, hứa là cho cái nóc chùa, nhưng mà ra đường nghe nói gì ở tầm bậy tầm bạ, rồi nghe tầm bậy tầm bạ xong nổi điên, không cho. Cho nên thầy viết câu là giúp người, giúp người, người giúp ta, sống theo nhân quả cõi ta bà. Cho đi người cho lại, cho rồi nổi chứng lại không cho. Nó hứa nó cho, nhưng mà ra kia nghe tầm bậy, cái nổi chứng không cho. Làm ông thầy chờ thấy bà nội mua vật liệu rồi không có tiền trả. Thiệt đó, mua vật liệu nó hứa nó cho, cái đầu kêu vật liệu kêu là xong cái nổi chứng nó không cho rồi nợ. Ông thầy mắc nợ, nên thầy viết thêm câu là cho đi người cho lại, cho rồi nổi chứng lại không cho là vậy đó. Hả, hứa với tâm bảo là phải đưa, nghe chưa? Hứa không đưa là coi chừng đó, đừng có giỡn mặt á. Hỏi hay gì cô hỏi hả? Dạ, khi con nghe thầy giảng thì có một cái thắc mắc là tại vì trong cuộc sống của con đó, nó còn phải làm kinh tế để sống, có nghĩa là phải làm sao để có cơm ăn áo mặc. Thì trong cái con chỉ có hai thời, tức là vào con tối và sáng để niệm Phật. Khoan, ngừng. Dạ dạ. Người tu của cô mấy thời cũng được, nhưng cái thời dạ, dạ, tại nó quan trọng nhất là gì? Một thời cũng được, mà trong cái thời đó mình sống trong thời đó luôn mới là quan trọng. Cô không cần biết bao nhiêu thời, nhưng mà nghe nè, cuộc sống ai cũng có cuộc sống. Thầy cũng đi làm bên Mỹ, thầy đi làm mà thầy đâu có đi xin đâu. Thầy cũng đi làm, nhưng mà đặc biệt cái là ngồi xuống cho mình cơ hội, mình quyết định cái thời nào cho mình cơ hội. Cho dù cô cực cỡ nào đi, buông việc làm ra, không lẽ ôm trong bụng về tới nhà ngồi cái việc làm trong bụng của mình sao? Ngồi xuống để ông Phật trong bụng đi. Chúng ta phải tập nè, làm cực khổ cỡ nào, xong việc rồi buông đũa ra, ngồi xuống cho mình với ông Phật mình có cơ hội tu chung với nhau. Đó là người hiểu biết. Còn nếu đem cái chuyện mà làm cả ngày rồi còn về tới nhà ôm cả trong đầu mình cả ngày là sao? Là làm cho mình phiền não à. Bỏ hết đi, hôm nay làm xong việc rồi, ngồi xuống tụng tu cho mình. Trung đạo tập như vậy là mấy chục năm, chứ là đi làm cực khổ, chưa bao giờ bàn tới chuyện làm. Ra khỏi chiếc tàu du lịch đó, là người bạn của thầy không bao giờ nghe thầy nói tới chiếc tàu. Còn bạn của thầy ngồi trong bàn ăn là nói chiếc tàu đó không mà. Còn riêng thầy không bao giờ mở miệng. Bởi vì làm cho cuộc sống, để phương tiện sống, có phương tiện để tu. Cho nên lấy phương tiện sống đó làm phương tiện tu, thầy gạt cái rột, phương tiện sống biến mất, chỉ còn mình với ông Phật thôi. Cho nên thầy rất là an nhàn, thầy không bị khổ ảo gì nó, không có khổ não gì nó. Bây giờ thầy bỏ nó, thầy chỉ lấy làm phương tiện sống thôi. Bây giờ cô cực cỡ nào đi, bây giờ tập giống như thầy nè. Về tới nhà công việc làm xong hết rồi, ngồi xuống mình với ông Phật, nhớ không? Tập, nếu không tập là không vượt qua được. Không có rên rỉ cái chuyện làm. Làm, sống là phải làm để ăn để sống. Ở hoàn cảnh nào cũng phải làm để sống. Cho nên không vì chỗ đó mà mình bỏ công phu, hoặc là không cho mình cơ hội. Thì chúng ta phải tập, chứ không có rên rỉ chuyện cuộc sống của mình. Bỏ hết, ngồi xuống. Không nghĩa là mình bỏ nghề làm hay bỏ cái gì, bỏ cái việc làm hôm nay, ngồi xuống một tiếng đồng hồ mình với ông Phật là đủ. Sáng mai dậy đi làm nữa, chiều về tắm rửa sạch sẽ, ngồi xuống, việc làm ngày đã mất rồi, mình với ông Phật. Đây là cách tập cho người tu tại gia, phải biết xử sự. Việc của mình làm là đang làm với ông Phật, còn đi ra đường là sống với bá tánh, về tới nhà mình với ông Phật. Đó là người đại trí, biết tu cho chính mình. Đó không? Dạ, thầy, thầy cho con nói tiếp không thầy? Nói đi. Dạ. Cô, thầy nói gì cô không chấp nhận nữa hả? Cô nói gì nữa? Dạ dạ. À, thưa thầy, như vậy thì con thấy là khi niệm Phật để cho cái tâm mình nó không còn giấy niệm một cái gì tạp hết, thì con nghĩ rằng cái đó khó. Để khi mà chúng ta niệm Phật để trở về với giảng sanh cực lạc, và thầy nói đến cuối cùng là chúng ta thành Phật, cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà con thấy khó sau khi mà con nghe thầy nói là thầy không có buồn ai, cái gì thầy bỏ bỏ hết. Như vậy thì trong cuộc sống chúng ta cũng không có cần nhiều cái thời để mà niệm Phật, mà chúng ta chỉ cần không cho sáu căn dính mắc với sáu trần, thì lúc đó con có được giải thoát chứ, được không thầy? Dạ được, sao không được? À,
vậy mà phiền não không còn thì là thanh tịnh rồi. Phiền não không còn thì thanh tịnh, mà thanh tịnh cực độ là gọi là gì? Là cực lạc đó. Dạ. Như là Phật. Bồ Phật. Con còn mình công phu là gì? Cái công phu của mình á, mình càng nhiều công phu chừng nào trí tuệ mình nó càng sáng để lấy làm phương tiện độ sinh. Nếu mà cô tu an lành hạnh phúc tà chơi cũng được, cũng tới nơi, nhưng mà đi chậm hơn người ta một chút. Bây giờ thì cô đi xe đạp, thầy đi xe bus, và thầy đi xe bus thì cô đi xe đi cái tàu ngầm, tàu cánh ngầm, cô đi tàu cánh, thầy đi máy bay phản lực, cô đi hỏa tiễn. Thế là chúng ta tu nó có cấp bậc khác nhau. Bây giờ cô ít công phu, cô công phu cô sống an lành hạnh phúc là được. Nhưng cái chứng của mình ở cái bậc nào đó, mỗi chúng ta đều có tu chứng, ai cũng được chứng cả, hiểu không? Mình chứng ở đây, chứng ở đây, chứng ở đây vậy đó. Tùy theo công phu của mình mà nó chứng. Còn nếu mà mình không công phu mình muốn chứng á, thì còn là mình nổi chứng rồi đó, như là Phật à. Thế là tu cái gì cũng có chứng hết cô à. Cho nên cô ít công phu, cô cũng được chứng trong cảnh giới an lành hạnh phúc đó. Có công phu miên mật nhiều vô, cũng cái chứng khác, mỗi cái chứng mỗi khác, cô hiểu không? Tức là nó tới hằng hà sa số, một cái chứng chút. Có người ngộ chút xíu, người ngộ nhiều hơn chút nữa. Là như thế đó. Hả, có tu là có chứng. Cô muốn đạt tới cái cảnh giới như mong muốn, cô phải hạ thủ công phu, với là có công mới có của. Thầy mới nói hồi nãy đó. Thì bây giờ cô đi làm cực khổ đi, một ngày cho cô cho hai thời là quá quý rồi. Nhưng trong cái hai thời đó, cô sống trong hai thời đó luôn, thì nó còn quý cỡ nào. Nhưng đặc biệt khi ra đi làm, làm sao làm như cô nói, đừng bị lục trần lôi kéo, lục căn sẽ được thanh tịnh. Là cô phải là chủ nhân của quyết định buông xả hay không buông xả. Nếu cô buông xả được thì cô thanh tịnh, cô không buông xả là cô rối loạn. Cho nên cô là chủ nhân của rối loạn hay thanh tịnh, cô quyết định. Chúc cô may mắn trong cuộc sống và học đạo tới nơi tới chốn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, muốn thanh tịnh được thanh tịnh, chính xác. Chính xác như vậy. Mấy huynh này nè, mấy huynh nam nè, hỏi nhiều vô. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con là Phật tử Tiện Phong, xin bà thầy con có hai câu hỏi ngoài đề tài hôm nay một chút. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, câu hỏi thứ nhất là như con không có trường trai được, mà ăn một tháng 10 ngày vậy, như vậy rồi có niệm Phật có được quảng Tây Phương hay không? Dạ, câu thứ hai là con có nghe đồ tể nó làm súc sanh đó, nó nói mày có đòi mạng á, thì mày đòi mấy thằng ăn thịt á, mấy thằng ăn thịt á, đòi mạng nó. Và như vậy con xin hỏi bạch thầy là đó tội đó là tội của người làm hay ngồi ăn? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xưa trung đạo không có quyết định huynh đệ bị đòi mạng không đòi mạng, hoặc là quyết định tu chứng hay không tu chứng. Trung đạo chỉ chia sẻ kinh nghiệm thôi. Nhớ cái hỏi là phải nhớ là trung đạo không có quyết định tu chứng hoặc không tu chứng, hoặc là đòi mạng hay không đòi mạng. Trung đạo chỉ nói theo cái kinh nghiệm. Thầy mới nói nãy á, muốn có của là phải có công. Mình đã biết thân mạng mình chính là chánh điện của Phật, có phải vậy không? Mà người tu bây giờ huynh gián tiếp hay trực tiếp sát sanh, thầy cũng không cần phải biết. Chúng ta tự quyết định muốn tiến hóa hay không tiến hóa. Muốn tiến hóa là phải hy sinh thế gian pháp. Cái miệng mình muốn thành Phật khẩu là phải như thế nào mới là Phật khẩu. Còn nếu tiếp tục dùng chúng sanh thì nó vẫn nhai nghiền nát cái thân thể của chúng sanh, thì nó vẫn là phàm khẩu. Cho nên huynh muốn có của, nhưng huynh không hy sinh thế gian pháp, thì huynh không có của linh, của tâm linh được. Cho nên chúng ta, mỗi cá nhân chúng ta phải tự quyết định mình tiến hóa hay không tiến hóa, mình tiến hóa xa hay tiến hóa gần là mình quyết định. Hả, mình còn vay mượn, hả, vay là trả, mượn là bị đòi, đó là luật. Chúng ta thấy rồi, nhiều người niệm Phật nhiều năm mà khi chết dậy đạch la hét ầm ầm, bởi vì vẫn còn mượn, vẫn còn vay, họ tới vào đòi là cái chuyện bình thường, đó là oan gia trái chủ. Mà người biết tôi chúng ta rồi rất là dễ bị đeo. Khi chúng ta biết niệm Phật tụng kinh thì ít ra người mình cũng phát ánh sáng. Những phần âm linh kia nó rất là yếu đuối mỏng mảnh, nó thấy ánh sáng nó chạy theo, nó nương vào để được tồn tại trước cái đã. Họ cần sự tồn tại, rồi bên cạnh đó họ cần sự giúp đỡ, sự tu luyện của mình để họ được mạnh mẽ hơn, có cơ hội siêu. Cho nên họ rất là cần chúng ta. Thì huynh đệ chưa đến cái mức mà nhìn thấy được cái sự
mong cầu được giúp đỡ của các huynh đệ đối với mình, nhất là của Huyền Thất Tổ huynh đệ như vậy. Họ rất cần con cái họ quay trở lại nhìn, giúp đỡ cho họ siêu, cho nên các ngài nhắc nhở nhất nhân chứng đắc của Huyền Thăng là thế. Nếu huynh đệ là người hiểu luật, việc đầu tiên là mình phải cầu cho của Huyền Thất Tổ của mình được siêu sanh tịnh độ bằng cách là cúng chay, ăn chay, tụng kinh cho giỏi vô để giúp các ngài siêu. Các ngài quay trở lại, một là sẽ trả lại những gì mình giúp đỡ các ngài, đồng thời các ngài sẽ trở lại làm huynh đệ tu học với mình. Mình tu càng giỏi mấy ông càng trở về với mình, mà không cần phải đi đâu, theo mình để cùng hộ trì mình, giúp đỡ mình tiến hóa thì ông tiến hóa, mình tu tệ thì ông trì trệ. Cho nên phải cái luật là mình càng trong sạch tinh khiết thì cái miệng mình từ phàm khẩu, ăn nói vớ vẩn này kia nọ, khi trở thành thần khẩu, thánh khẩu, Phật khẩu thì lợi lạc biết bao nhiêu, của mình biết bao nhiêu mà nói. Bởi vì mình quyết định hy sinh thế gian pháp để đạt được Phật pháp, cho nên mình phải chấp nhận hy sinh. Bây giờ huynh vì hoàn cảnh với lý do gì huynh không ăn là chuyện của huynh, thầy cũng không có trách, không có nói không gì, cái chuyện đó của huynh quyết định. Người tu ngộ lắm, phát tâm tu, tự tu, mà bên Phật giáo mình ngộ là tự phát tu, tự nguyện tu. Tự phát tự nguyện là được hạnh phúc an lạc để được tu, chứ không phải vì một cái áp lực nào tu cho nên đau khổ mà tu. Tu mà phiền não đau khổ là nó phản tác dụng, bệnh tật sẽ sanh ra nhiều. Càng tu càng phản tác dụng. Mắc nợ một mà cầu để mà trả nợ thì nó nợ nhiều hơn nữa, bởi vì mình đã không đúng, tu không đúng. Nên cứ để hết lòng tu đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả xử. Mình càng tu mình càng chuyển nghiệp, thì cái giảng gì ấy, tu chuyển nghiệp ở đây mà, đúng không? Bên ở Cần Thơ, mình tu mình chuyển nghiệp. Có tu là có chuyển, có tu là có chứng, đó là luật. Nhiều ít, chuyển lẹ, chuyển chậm là do chính mình, bởi vì mình là chủ nhân của thiện nghiệp và ác nghiệp, cho nó quay trở lại với mình. Bây giờ mình ngồi xuống tu để mình chuyển những cái xấu thành cái tốt, mình tự chuyển hết. Mình có quyền đem cái tên tuổi mình từ sổ đời đem qua sổ đạo là do chính mình. Mình muốn chuyển hộ khẩu từ đời chuyển qua đạo là mình phải quyết tâm ngồi xuống và là công phu năng nổ, miên mật tinh tấn, thì mình mới hy vọng chuyển được nghiệp lực của mình. Mình không vay mượn thì không còn trả, không còn đòi, đó là luật. Luật nhân quả xử hết mọi thứ, cho dù vay mượn trực tiếp hay gián tiếp cũng là vay mượn, nhiều hay ít, đó là thế. Cho nên mình, thầy thấy nhiều cái cảnh mà nó đòi kinh lắm. Hồi giết nó sao thì khi chết á, cái mặt như nó vậy đó, mà nó mà nằm liệt giường 10 năm rồi đó, mà tay chân nó co rút như con gà mà nấu rồi tréo giò lại. Ông chết, ông tréo cái giò lại giống như ông tréo con gà mà ông cúng á. Ông học máu làm sao, nó nghiến răng chết sao, ông y vậy luôn á. Mà nó hành hạ rồi không biết bao nhiêu ngày trời. Con gái dâu của ông mới ngồi xuống, con dâu của ông ngồi xuống tụng kim cang xong á, ông mới chết an lành á. Nó đòi ghê lắm, mà người biết tu á đòi lẹ lắm. Đã biết lực rồi thì nó tới rất là mau. Cho nên câu nói là ngày xưa quả báo thì chạy, chạy là chậm, là bởi vì mình chưa biết luật. Nó đến từ từ bởi vì mình không có năng lượng. Thành ra cái nó ra từ từ, nó về từ từ. Mà bây giờ biết luật, biết tụng kinh rồi là ngày nay quả báo một giây nhãn tiền nó về rất là mau, về lẹ lắm. Cho nên huynh muốn tiến hóa thì huynh phải chấp nhận hy sinh thế gian pháp, như thầy đã nói, trung đạo đã nói đó, là chúng ta muốn tiến hóa trong Phật pháp, chúng ta phải hy sinh thế gian pháp và sửa đổi trần gian tánh, lúc đó mình mới có cơ hội tiến hóa được, đó không? Cho nên huynh đệ ăn mặn là chuyện của huynh đệ. Huynh đệ lắng nghe trung đạo chia sẻ, không có nghĩa là huynh đệ phải làm theo ý của trung đạo, nó không phải vậy. Chúng ta tự nguyện làm hay không làm, tu hay không tu, tiến hóa hay không tiến hóa là chuyện của huynh đệ. Nhưng chia sẻ, trung đạo chia sẻ bằng cả tấm lòng con tim trí tuệ để chúng ta cùng tiến tu với nhau là thế. Trung đạo cũng mong rằng huynh đệ tu tiến hóa nhiều hơn trong cảnh giới của huynh đệ, mong cầu cho huynh đệ học đạo tinh tấn rồi có cơ hội gần gũi chư Phật, là huynh phải tự quyết định. Chúc huynh đệ may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Phải nhớ sự chia sẻ cho tất cả, không có một cái ngần mé nào hết, không có hạn lượng, nhưng mà mình tiếp nhận nhiều hay ít là do sự quyết tâm của mình làm hay không làm. Còn trung đạo chỉ là chia sẻ thôi. Ví dụ như tạt nước ra, đứa nào đứng gần trúng nhiều, đứa nào đứng xa trúng ít, phải không? Mưa xuống thì cây nhỏ hấp nhỏ, cây lớn hấp lớn, cây to hấp to, cây khổng lồ hấp khổng lồ, có vậy thôi. Tùy huynh đệ quyết định. Muốn gần Phật quyết định đi, muốn xa Phật quyết định đi, có vậy thôi. Nhưng phải nhớ, cho dù ăn mặn hay ăn chay cũng phải ráng cố gắng giữ gìn cái thiện tâm, rồi phải biểu lộ cái tánh từ bi dành cho ba tánh chúng sanh. Cái đó là nhiều điểm lắm đó. Cho dù mình ăn mặn mình chứng cũng cỡ đó, nhưng mà cái thiện tâm mình lớn, từ bi mình lớn á, mình nhiều điểm lắm đó.
đỡ lắm á. Cho dù trong hoàn cảnh nào cũng cố gắng giữ gìn thiện tâm và lòng đại từ đại bi của mình dành cho ba tánh chúng sanh. Đây là một cái cơ hội lớn nhất mà người tu cần phải biểu lộ đó. Nhớ không? Thả mình có thiện tâm cho dù nhiều ít thì vẫn có thiện thần bên cạnh mình đó. Mà cố gắng giúp cho Huyền Thất Tổ siêu đi. Mấy ổng siêu rồi mình đỡ lắm. Con cháu hơn thịnh ghê lắm. Huynh đệ cứ tưởng tượng mình đi. Mình là một cái cây, thân cây đúng không? Mình là thân cây, còn của Huyền Thất Tổ là rễ cây, còn con cháu của mình là nhánh cây lá. Mà cái thân cây muốn sống tốt, cành lá tốt quá thì cái rễ phải được nuôi dưỡng đầy đủ thì thân mới tốt, lá mới tốt chứ. Nên chúng ta muốn được cái thân tốt, thân lá tốt, mình phải biết nuôi dưỡng cái rễ cây đó, là mình biết giúp đỡ của Huyền Thất Tổ mình siêu, gọi là âm siêu dương mới thới, âm không siêu dương không thảnh thơi đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy hiểu không? Chúng đạo cầu xin cha mẹ Như Lai, chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát luôn dạy dỗ dìu dắt huynh đệ học tới nơi tới chốn, làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh trong lời nói, trong sự suy nghĩ, trong hành động của mình, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú. Mong rằng huynh đệ tiếp nhận chia sẻ của trung đạo cùng tiến hóa với nhau. Trung đạo xin nhắc lại một phần nhỏ, muốn mà tu niệm Phật chuyên sâu để đạt tới cảnh giới như mình mong muốn thì mình ngồi xuống hít sâu niệm Phật theo hơi thở ra vào. Nhưng mà khi quen rồi thì vài tuần sau lắng nghe cái nhịp đập của tim của mình, thì mình nghe được hơi thở ra vào và nhịp đập của tim mình rõ ràng rồi, thì tự nhiên mình sẽ được an lành trong cái niệm của mình đó. Lúc đó mới gọi là thanh tịnh. Nhớ không? Mà mình nghe được tiếng tim lớn rồi đó, tự nhiên ngộ cái là bên ngoài không còn tiếng động nữa, nó mất hết à. Mình để có nhớ câu chuyện mà trong cuốn sách để lại vớ vẩn nào đó, nhiều chuyện vớ vẩn lắm, nhưng mà ta ghi thành một cuốn sách để chúng ta nhắc nhở người tu. Cái ông thiền sư bên Ấn Độ á, ổng ngồi bên lề đường, ổng ngồi thiền, thì 500 cỗ xe bò chạy qua mà ổng vẫn không nghe tiếng động đó. Ấn Độ làm gì có 500 cỗ, trong cái làng nghèo đó có dài ba chiếc đi lọc cọc, chứ 500 cỗ xe bò. Chuyện vậy thôi, nhắc nhở mình tu an tịnh, ngồi ở đâu cũng an tịnh mà. Nhưng mà mình không hiểu, nghĩ đi, cái làng nhỏ xíu có ba chiếc xe bò là nhiều lắm, làm gì có 500 cỗ xe bò chạy qua ồn ào mà ổng ngồi vẫn yên tĩnh. Ông ngồi yên tĩnh là bởi vì lục căn ông thanh tịnh, cho nên tiếng động gì cũng thanh tịnh. Vì ông đang nghe tiếng tim của ông, mới gọi là nhĩ căn viên thông đó. Mình chỉ nghe tiếng tim của mình thôi thì tự nhiên bên ngoài biến mất. Trung đạo ngồi trên tàu du lịch, ban nhạc nó chơi rầm 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 á, làm việc xong lên nó ngồi, mấy phút sau không nghe tiếng nhạc luôn. Nói chuyện không nghe tiếng nhạc luôn. Nó hay đến độ trong phòng làm việc người ta hút thuốc, khách hút thuốc đầy nhóc, người tu mà đúng mức á, vô trong phòng nghe tiếng mùi thuốc ra, mất chút xíu sau là mùi thuốc biến mất luôn, cái lỗ mũi nó tự động đóng, nó thở bằng lỗ chân lông. Đặc biệt là trên tàu đó 5 năm sau, những công nhân trong đó đều cái phổi đều đen và trong nước tiểu có thuốc lá. Riêng trung đạo đi khám bệnh là trong phổi không đen mà nước tiểu không có mùi thuốc lá đó, nó thở bằng lỗ chân lông. Mà mình tu đúng mức rồi á, tự động nó giúp mình à, lỗ tai mình không cần phải nghe là tự động nó biến mất. Mình nghe, mình có quyền chọn lựa nghe cái gì. Tiếng xấu không cần nghe, tiếng tốt lắng nghe. Cho nên người ta nói xấu không có nghe, người ta vừa mở miệng nói xấu là Di Đà Phật tôi bận chút xíu nha, rồi hết cơ hội nói. Còn mình đứng lại á, là nó nói nữa đó, tức là mình cho nó cơ hội nói xấu. Mình nghe xấu lỗ tai mình sẽ thúi, cái miệng nó sẽ thúi. Mà hai đứa cùng bàn xấu với nhau là đời sẽ thúi, rồi Bồ Đề Tâm thúi luôn. Thấy chưa, nó thúi rồi làm sao mà tu. Xung đạo không dùng chữ thối, thối là mình dùng từ ngữ thối chuyển thôi, nói thối luôn cho rồi đi, còn gì tu nữa. Thành ra đừng có để bạn mình có cơ hội nói xấu người khác, nhớ không? Nhớ chưa? Năm đứa mà xuống lại nói xấu một đứa thôi, năm đứa là chuẩn bị xuống địa ngục rồi đó, mà đứa kia chưa xuống đó. Nói vậy luôn đó cho huynh đệ biết luôn đi. Hả, mở miệng ra thối là lỗ tai thối, hả, miệng thối rồi đời sẽ thối, Bồ Tâm thối luôn. Cố gắng đi, làm sao nó làm địa ngục chờ mình đó. Tôi mà hơn thôi huynh đệ, muốn hơn thua, muốn xưng ông xưng bà, xình lên xẹp xuống á, mà xấu xa đê tiện á, thì chắc chắn cửa địa ngục mở cửa chờ đón mình á. Còn tu mà giết cái phàm phôi tục tử của mình, làm việc lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, thì cửa niết bàn mở chờ đón mình. Nhớ không? Niết bàn hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Niết bàn có cửa nhưng không ai tới á, còn địa ngục thì không cửa mà ráng tới gõ cho được mới chịu. Không hiểu tại sao nữa. Mới gọi là vô minh, đại vô minh. Bây giờ huynh đệ tự chọn đi, niết bàn hay địa ngục. A-di-đà-phật, chúc huynh đệ học đạo tinh tấn được như ý, chư Phật luôn luôn gia hộ. Cho những người thiện tâm, hả, có thiện tâm thì có thiện thần gia hộ. Càng tu giỏi chừng nào
thì những vị trở thành những thiên tướng gọi là hộ pháp chư thiên, rồi khi tu nữa rồi thì chư Phật đó, chung quanh mình chư Phật không thì mình là ai, chư Phật đã biết rồi, không cần thế gian biết. Nếu mình tu cho thế gian biết, mình tu giỏi, mình tu danh tu lợi tu lũ đạn á, thì mới cần thế gian biết, nhớ không? Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc mọi sự hạnh phúc. Mời tất cả huynh đệ đồ hữu chúng ta cùng đứng lên để niệm Phật cầu gia vị, cầu nội hồi hướng cho bá tánh chúng sanh, cho mười phương chư Phật, và cảm niệm công đức của chư Phật đã cho trung đạo cùng huynh đệ cùng bày pháp để cùng tiến tu với nhau. Mong rằng huynh đệ đồ hữu Phật tử chúng ta tiếp nhận sự chia sẻ này để có một cái hành trang, để kỳ sau trung đạo quay trở lại sẽ chỉ thêm một bước nữa để chúng ta cùng nhìn thấy hào quang của chư Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng đạo chia sẻ làm cách nào niệm Phật có kết quả được như ý. Làm cách nào? Chúng ta việc đầu tiên là mình chấp nhận ngồi xuống đây tu học. Không những một ngày an lạc, một tuần an lạc, một tháng an lạc, một năm an lạc, trọn đời an lạc, đó là người niệm Phật, chuyên sâu về niệm Phật. Và phải sống như thế nào để chúng ta có cơ hội gần gũi chư Phật và tiếp nhận được vô lượng quang của chư Phật? Đó là người tu mà chuyên về niệm Phật. Là chúng ta đạt tới cảnh giới như mong muốn luôn đó. Không nghĩa là mình làm ông này bà nọ sau 2-3 năm mình niệm Phật, hoặc 10 năm, 20 năm, không phải vậy. Việc đầu tiên mà chúng đạo nhắc nhở huynh đệ nhiều dĩa nhắc nhở, chư Phật mười phương luôn luôn muốn chúng ta sống biểu lộ cái tánh khiêm nhường. Cái tánh này rất là hay, các ngài nói tự cao tự đại sẽ không học được điều gì hết. Chỉ có cái lòng khiêm nhường tuyệt đối mới tiếp nhận được chân lý mà thôi. Bây giờ huynh đệ muốn tiếp nhận được chân lý của sự niệm Phật thì trong đạo sẽ hướng dẫn huynh đệ tu như thế nào để tiếp nhận được chân lý và sống trong chân lý đó. Chân lý sống để biểu lộ chứ không có lý luận suông. Chân lý không có lý luận suông bằng cái miệng hay là nói cho hơn thua với người ta. Chân lý sống để biểu lộ. Và nhớ câu này, chân lý sống để biểu lộ chứ không có lý luận suông. Hả, lý luận nhiều quá đâm ra lộng ngôn lộng ngữ, hí ngôn ý ngữ sẽ đi vào ma đạo. Người tu niệm Phật chỉ có một câu thôi, Nam Di Đà Phật, đúng không? Nam Mô A Di Đà Phật, cái niệm A Di Đà Phật. Niệm lục tự hay tứ tự? Hả? Tứ tự hả? Không giải quyết được sinh tử. Đó là lục tự. Niệm lục tự hay tứ tự? Nói lại coi, lục tự hay tứ tự? Thì Nam Mô A Di Đà Phật là lục tự nè, mà sách vở ngàn xưa để lại là lục tự Di Đà chứ không có tứ tự Di Đà. Ngàn xưa tới giờ là lục tự Di Đà chứ không có tứ tự. Bởi vì lục tự Di Đà, trung đạo chia sẻ cái phương pháp hành thiền trong lục tự Di Đà. Nếu huynh đệ chấp nhận tu sâu, trung đạo mới chia sẻ cái này được, còn không thì thôi, nói chuyện khác. Bây giờ muốn niệm Phật thì tiến hóa hay không là chúng ta tự quyết định nha. Mà chỉ là phải làm, mà làm với cái tâm từ bi bác ái và khiêm nhường kính trọng, chứ phải làm rồi bắt đầu được cái này được cái nọ kia, bắt đầu là mình quên quang tự đắc là mình sẽ đi vào ma đạo tức thì. Nó chờ sẵn à, nó chờ sẵn huynh đệ chỉ khởi cái tâm một niệm tự cao tự đại thôi là nó dẫn huynh đệ đi tức thì đó. Bây giờ có chấp nhận hay không? Cảm ơn huynh đệ. Trung đạo trong khi mà hướng dẫn huynh đệ tu niệm lục tự Di Đà, bên cạnh đó hướng dẫn huynh đệ cách nào đi diệt được cái bản ngã tôi phàm phu tục tử của mình. Tu là phải chấp nhận hy sinh thế gian pháp và sửa đổi trần gian tánh. Nếu huynh đệ không hy sinh thế gian pháp, không sửa đổi trần gian tánh là dứt khoát chúng ta không thể tu chuyên sâu vào Phật pháp được. Muốn đạt được một điều gì đó vi diệu cho cuộc sống hiện tiền, cho đời sống tâm linh của mình phải biết hy sinh mà bỏ một cách vui vẻ hoan hỷ để được bỏ những tánh hư tật xấu. Tu là sửa mà, đúng không? Nếu mình không sửa thì dứt khoát mình không đạt được những điều tốt lành. Tu là phải buông bỏ, và nếu không buông bỏ thì dứt khoát mình không biểu lộ được cái tánh từ bi. Những điều kiện cần thiết bên cạnh sự tu niệm Phật, lục tự Di Đà, chúng đạo xin nhắc lại, trước khi Phật Tổ nhập diệt, ngài nói là khi ta nhập diệt 100 năm sau pháp của ta chỉ còn có phân nửa mà thôi. Thì một vị đệ tử hỏi là tại sao chỉ còn phân nửa, ngài mới nói rằng là Nam Mô A Di Đà Phật chỉ còn có A Di Đà Phật.
và 200 năm sau pháp của ta sẽ tận diệt. Thì một vị đệ tử hỏi tại sao mà pháp ngài tận diệt? Bởi vì lục tự di đà nó mô di đà Phật chỉ còn có hai chữ thôi, mô Phật, thành ra không còn nữa. Cái gì cũng mô Phật hết á, lấy cái đầu lấy cái đích, bỏ cái ruột, cái ruột quan trọng nhất mà nó không lấy, nó lấy cái đầu lấy cái đích, rồi xài đích với đầu thôi. Cho nên còn có mông cổ, là mông cổ á, xài cái đầu với cái cổ thôi. Người Mông Cổ có cái đầu với cái cổ à? À, không dám nói vậy. Thành ra lấy cái chữ mô Phật, thành ra cái ruột mất rồi, thành ra không có chánh pháp. Thấy chưa? Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm như thế nào để mở được lục tự di đà, mở được lục thông đó. Mà dùng đạo đi sâu vấn đề là nếu niệm đúng thì mình sẽ mở được những quyệt đạo bí mật trong cơ thể của mình. Mình thông được 12 kinh mạch. Trong cơ thể mình nó có 12 kinh mạch, mà hai mạch chính là nhâm và đốc. Mà mình niệm Phật đúng mức á, thì mạch nhâm đốc này sẽ mở, thì luồng năng lượng cơ thể mình luôn chuyển mạnh mẽ lắm, nó mở được những nguyệt đạo khác. Nhất là cái đầu của mình nè, nó mở luôn cái hà đầu thành, nó mở luôn nê hường cung, nó mở cái bách hội đây á, thì lúc đó mình mới có cơ hội nhận được luồng vô lượng quang của Phật A Di Đà. Còn nếu cái này mà không mở á, thì niệm 10 năm 20 năm cũng vậy à. Khi mở rồi á thì con mắt huynh đệ sáng long lanh, cái mặt hồng hào, cái đầu lúc nào cũng nhẹ nhàng thư thái, tâm mình lúc nào cũng an tịnh, ở cảnh nào cũng an tịnh, hoàn cảnh nào cũng an tịnh. Đó, lúc đó mới thực sự gọi là mình đã mở được 12 kinh mạch trong cơ thể của mình đó. Mình niệm Phật mà không có ai hướng dẫn mình, mình cứ niệm thôi, niệm mà không biết nó mở cái gì, niệm một thời gian bao lâu sẽ được cái gì cũng không biết luôn, chỉ biết niệm. Nhưng mà niệm nó có cái luật của cái niệm, nếu mình la cho to lên á, mình sẽ tổn hại khí lực. Người tu niệm Phật nó có bốn điều cấm kỵ, trong đầu lặp đi lặp lại rất nhiều trong dĩa. Thứ nhất, ngồi lâu hại thịt, ngồi lâu quá thì bắp cơ mình sẽ teo. Đứng lâu hại xương, nằm lâu hại gân, nói to hại khí. Nhớ điều này ha, làm lại. Người tu niệm Phật phải nhớ bốn điều này nè, cấm kỵ. Ngồi mà không có bồ đoàn, đây là chuyện bên ngoài, lâu năm sẽ bị trĩ, không có đồ lót đít á, sẽ bị trĩ, bởi vì cái hậu môn mình sẽ hút những đồ dơ dưới đất. Rồi mình ngồi lâu quá nó bị bế tắc, máu huyết không lưu thông, nó sẽ tụ ở mông đít mình sẽ tiểu ra máu, mình đi cầu ra máu. Rồi hai cái đầu gối sẽ bế tắc, đau nhức đầu gối, rồi đau lưng. Đó là ngồi không có bồ đoàn và ngồi không thẳng. Và ngồi rồi không xả, sẽ bị những cái bệnh sau, gọi là bệnh hậu. Bị chướng duyên trong việc tu tập khi mình bệnh. Đó không? Khi giảng xong chúng ta sẽ chỉ cho mình để cách ngồi như thế nào để không bị đau lưng, đau đầu gối và bị đi cầu ra máu, bị trĩ, đau nhức. Ngồi lâu hại thịt, ngồi lâu quá, ngồi 5-6 tiếng một ngày mà ngồi hoài, không uống đầy đủ thì bắt đầu bắp cơ nó teo, cái chân nó nhỏ lại, người nó teo hết. Đứng lâu thì hại xương, mình đứng nhiều quá thì đau nhức xương của mình. Nằm lâu sẽ hại gân, nằm lâu sẽ nên lười biếng, ngủ, người tu mà ngủ nhiều quá nó mất dấu hỏi thành chữ ngu. Người tu không được ngủ, mà ngủ mê nữa. Niệm Phật mà lọt vào mê nữa, hang niệm Phật cái ngủ mê là bị lọt vào cái mê đó đó. Mình sẽ bị ngu, trí tuệ mình sẽ bị tàn lụi. Cho nên mình nằm lâu hại gân, sanh ra lười biếng. Lười biếng là chủ nhân của bệnh tật. Hả, người tu mà lười là sanh ra bệnh, bệnh trì trệ, ăn không tiêu, nghĩ không thông, nói không rành, mặt lúc nào cũng đừ đội, đen thù lùi. Đó là người bị mê rồi đó. Mà nói to, nếu mà niệm Phật la cho to vô mà không có điều tức, tức là hít sâu thở dài đó, sẽ hại khí, tổn khí lực. Đó không? Bốn điều phải nhớ: ngồi lâu hại thịt, nằm lâu hại gân, đứng lâu hại xương, nói to hại khí. Bốn điều này phải điều độ. Nhớ chưa? Đó là việc làm đầu tiên của một người tu về niệm Phật lục tự di đà nha. Rồi nhớ chưa? Đây là phần đầu tiên chúng ta phải nhớ. Tại đây chúng ta niệm Phật vừa đủ nghe thôi. Mà khi niệm phải lắng nghe tiếng niệm của mình, miệng niệm, tai lắng nghe, tâm tưởng nhớ, lúc nào cũng phải lắng nghe và tưởng nhớ. Để chi? Để không sanh ra tạp niệm, vọng niệm. Lúc nào có chữ Nam Mô Di Đà Phật mà chậm rãi, không nhanh, không chậm, đều đặn. Đó là cái tâm an tịnh mới niệm đều. À, cái tâm mình an tịnh rồi, cái niệm Phật nó nhẹ nhàng lắm, hơi thở sâu dài. Người niệm Phật phải để ý là hít một hơi dài, niệm theo hơi thở. Bắt đầu hít vào thì niệm Nam, cái chữ cái hơi cuối cùng tới cái bụng rồi đó là nó chữ Phật.
mà khi bắt đầu thở ra là chữ Nam, chữ cuối cùng là chữ Phật. Nhưng mà niệm đều, 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 đó là bước đầu tiên. Nói một chút xíu nữa Trung Đạo sẽ chỉ cái bước thứ hai cho huynh đệ làm như thế nào, cái bước thứ hai sau khi niệm Phật và hít thở. Cái bước thứ hai sau khi niệm Phật hít thở là cái gì, Trung Đạo sẽ nhắc lại phần sau. Bây giờ nào nhắc lại, việc đầu tiên chúng ta là ngồi lâu hại thịt, đứng lâu hại xương, nằm lâu hại gân, nói to hại khí, bốn điều tối kỵ. Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Rồi, bước kế. Niệm Phật không có hấp tấp, niệm Phật không có vội vã. Tại vì niệm Phật để được an tịnh mà, có phải vậy không? À, muốn an tịnh á, là phải lắng lòng niệm. Cái người tu niệm Phật, cái mục đích tối thượng là được nằm trong cõi tịnh độ, an lạc hạnh phúc miên viễn của chính mình. Sách vở nó gọi là cực lạc. Lạc là đại hạnh phúc, là đại hoan hỷ. Mà cực độ, tuyệt đỉnh là đại hạnh phúc, đại an lạc, gọi là cực lạc. Lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng an lành, nó gọi là cực lạc. Nhưng mà cái cõi cực lạc kia lên có vàng vòng tưởng thức thôi, cho mình thấy cảnh giới đẹp để mình mong cầu, rồi cái tâm mình mong muốn mình sẽ đạt được cái cảnh giới mình muốn, gọi là tưởng thức. Còn bây giờ chúng ta đi vào cái thực thể là niệm Phật để được cảnh giới cực lạc tịnh độ hiện tiền ngay trong cái tâm cảm của mình luôn. Nếu tâm hồn mình lúc nào cũng an lạc hạnh phúc tột đỉnh thì gọi là gì? Cuộc sống thần tiên đó. Thần tiên chính là hạnh phúc đó. Rõ không? Thế nên niệm Phật an lành, niệm đều đặn, không nhanh không chậm. Bây giờ để được đạt tới cái mục đích an tịnh, lắng nghe cho thiệt là kỹ, Trung Đạo hôm nay hướng dẫn huynh đệ tu niệm Phật để đạt kết quả mong muốn. Cho nên huynh đệ lắng nghe cho kỹ, với chứ hồi nãy là có hứa là chúng ta tu niệm Phật mà, đã tu niệm Phật phải tới nơi tới chốn, chứ đừng có nửa chừng. Nửa chừng rồi không biết đi đâu, đi đâu cũng chẳng biết đi đâu. Mà người tu không biết đi đâu là đi đâu? Là không biết đi đâu hết. Nói thấy không? Thấy người ta niệm Phật niệm theo mà không biết đi về đâu, mới là tu mù, tu mò, tu mà mê muội thì ngu suốt đời đó. Cho nên bây giờ lắng nghe kỹ, cái sâu thở dài niệm Phật, một hơi vô là niệm từ từ, rồi một hơi ra cũng niệm từ từ, đều đặn, không nhanh không chậm. Ví dụ để có thể tập trung niệm Phật ở đây cũng được, tập trung ở đây cũng được, tùy. Ví dụ mình bị nghĩ bậy nhiều quá, tập trung ngay cái rúng, niệm Phật ngay cái rúng thì tự nhiên bao nhiêu tạp niệm vọng niệm sẽ biến mất. Còn nếu mà niệm Phật ngồi ngủ gục đó, thì niệm ngay cái đầu mũi, niệm ngay cái đầu này luôn nè, sẽ hết ngủ gục. Khi bị tạp niệm vọng niệm nghĩ vớ vẩn nhiều quá, tập trung tư tưởng vào rúng, về nhà tập thử đi, niệm ngay cái rúng chừng vài niệm thôi, tự nhiên tư tưởng tạp niệm vọng niệm nó không còn. Bắt đầu tiếp tục niệm Phật, hít sâu thở dài niệm Phật. Phải tập trung tư tưởng cao độ trong tiếng niệm Phật và lắng nghe tiếng niệm Phật cho mình, cho dù niệm trong đầu, cái tâm mình cũng phải lắng nghe cái niệm đó để mới thực sự là niệm Phật. Rồi, cái bước thứ nhất qua chưa? Bây giờ rõ là niệm Phật theo hơi thở ra vào chưa? Rõ chưa? Rõ không? Mình về nhà tập chừng một tháng đi, bắt đầu mình hít vô mình niệm Phật, thở ra niệm Phật. Trong nào đứng lên cho huynh đệ coi. Niệm Phật đúng mức là có 3 tầng. Cái phổi mình nó có cái công năng nở thành 7 lần, cái phổi mình sẽ nở thành 7 lần nha. Khi niệm Phật á, huynh đệ để ý cái bụng của Trung Đạo, khi chúng ta thở là chúng ta hoát sát vô. Khi thở thì Trung Đạo chỉ cái bụng, huynh đệ nhìn cái bụng. Trung Đạo chỉ cái ngực, huynh đệ nhìn cái ngực. Rồi Trung Đạo chỉ chân mày với cái lỗ tai nè. Ngó cho kỹ nha. Cái bụng nó đầy rồi thì tự động nó lên cái ngực đầy rồi thì nó lên cái mặt. Cho nên cái da mặt mình căng, cái đầu mình bóng là lý do đó đó. Ngó cho kỹ ha, bắt đầu thì cách niệm Phật nè, bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm chậm rãi. Khi bắt đầu hít vào thì mình sẽ niệm, bây giờ mình thở một hơi 3 lần. Rồi giúp cho mình an tịnh đi. Rồi bắt đầu khi Trung Đạo thở hết hơi ra là cái bụng mình hót vào. Rồi bắt đầu nhìn cái bụng.
thấy chân mày nhích lên không? Có thấy chân mày nhích lên không? Phải nhìn cái lỗ tai cho nó rõ. Bây giờ khi mà cái bụng đầy, cái ngực đầy thì lỗ tai, cái mặt mình đầy thì cái lỗ tai nó sẽ nhích lên. Ngó cho kỹ nha không? Lỗ tai nhích lên không? Con mắt nhích lên không? Nó sẽ kéo cái mặt mình căng. Cho nên huynh đệ, nếu tu đúng 6-70 tuổi cũng không có nếp nhăn. Vì lúc nào cũng luồng năng lượng nó cũng đưa lên đầu, lên mặt. Thì nó mở được cái hà đầu thành hoặc là bách hội, cái nê hừng cung của mình. Cho nên cái nhục đảnh nó sẽ bự. Thấy cái này nó bự không? Bự mà tròn không? Thấy cái này bự mà tròn không? Đàn ông đàn bà vậy hả? Tu đúng là nó nở to ra. Thế ra mình hít làm sao về nhà tập từ từ. Bụng đầy, ngực đầy, mặt đầy. Là tự động cái chân mày mình nó sẽ kéo lên. Thấy chưa? Mỗi một hơi là cái mặt mình nó kéo lên. Mỗi hơi là mặt mình kéo lên như vậy á, da mặt mình mới căng, cái đầu mình mới bóng. Hơi thở đầy đủ thì cái đầu, cái não của mình á, nó mới nhận được nhiều luồng năng lượng trong hơi thở. Khi cái não mình nhận được nhiều luồng năng lượng này, có nghĩa là được nuôi dưỡng đầy đủ, thì tế bào não rất là mạnh mẽ, cho nên trí tuệ mình sáng suốt. Niệm Phật đúng là phát triển trí tuệ tột đỉnh. Cái não mình được nuôi dưỡng, cái tế bào não được nuôi dưỡng, nó sẽ phát ánh sáng, nó gọi là hào quang. Mà khi cái này, khi huynh đệ ngồi mà cái đầu mình nó giống như có ai rờ, cho dù không có tóc, vẫn giống như có người rờ, thì cái luồng năng lượng trên đầu mình nó phát triển tới đây nè. Thì lúc đó các ngài phóng quang vô, thì hai bên nó tiếp xúc nhau. Cái luồng năng lượng này mình xài cho hoài không bao giờ hết. Làm hoài không hết. Làm từ sáng tới chiều cho người ta không hết. Hả? Đổ ra đầy lại. Tiếp nhận không ngừng nghỉ. Cho nên mình xài năng lượng hoài hoài không hết là lý do đó. Bây giờ huynh đệ hiểu được cái cách thở đầu tiên là thở sâu thở dài chưa? Niệm Phật theo hơi thở ha. Giờ cái bước thứ hai. Đây là cái đầu tràng đầu tiên trung đạo dạy hướng dẫn tu niệm Phật mà theo phương pháp niệm Phật. Đi sâu vào cái niệm để đạt được sự tịnh độ cho chính bản thân mình. Rồi mình mở được những huyệt đạo cần thiết trong cái đầu này. Lúc đó mình mới học được nhiều thứ trong âm thầm, gọi là tri kiến Phật. Mình ngồi, mình nghe được những điều rất là dễ chịu. Mình nghe được tiếng niệm Phật của những người xung quanh, nó gọi là Phật âm. Mình niệm đúng mức á, mình sẽ nghe được nhiều điều hay lắm, vi diệu lắm, nó gọi là tri kiến Phật. Có biết chữ này không? Sự dạy dỗ âm thầm mà chỉ có cá nhân mình biết thôi. Nếu mình nói ra huynh đệ mình không biết đâu. Cho nên những gì mình nghe được, mà mình hiểu được, mà mình làm được, mà lợi lạc được đó, mình lấy cái đó mình mới chia sẻ lại cho huynh đệ mình. Chứ còn mình nói những người chưa tu, họ không có biết, họ nói bậy. Họ nói bậy họ mang nghiệp, là lỗi của mình, bởi vì mình cho họ phương tiện nói bậy. Cho nên không được nói những cái chứng nghiệm mình cho người ta nghe. Rõ chưa? Thấy cái gì cũng vậy đó, kể đó hả? Mình thấy cái chuyện tự đến rồi tự đi. Người tu niệm Phật thấy nhiều điều lạ lắm, nhưng kệ đó, nó tới rồi nó đi. Chứ đừng có dính vô nó. Hả? Dính vô nó là cái hình ảnh nó dính hoài đó, là mình kẹt, mình không đi xa được. Nhớ không? Tuyệt đối không được dính vào những linh ảnh mà mình thấy. Nếu dính vào đó, mình sẽ bị kẹt và không tiến hóa được. Bước thứ nhất là hít sâu thở dài, niệm Phật hơi thở ra vào. Bước thứ hai, hôm nay trung đạo chỉ bước thứ hai thôi, còn khi có lần sau có gặp sẽ chỉ bước thứ ba. Hơi phức tạp một chút. Hay cái chỗ là nếu chúng ta chấp nhận niệm Phật để được vãng sanh, là ở cái tâm thức thấp, cái mong muốn thấp, cái cầu xin của mình thấp, mình có quyền. Bởi vì Phật ở đâu? Trả lời một câu thôi. Phật ở đâu? Phật ở đâu? Tại tâm. Thì mình biết là Phật ngự trị luôn luôn ở đây, mà mình lại cái tâm thức mình thấp quá, thì nó mình xin vãng sanh. Bởi vì tâm thức mình chưa có đủ hiểu biết. Bây giờ thay vì chúng ta xin vãng sanh để chết rồi được về cái cảnh giới an lành hơn, không, bây giờ mình nâng cao tâm thức một chút xíu nữa. Bởi vì mình biết Phật ngự trị trong tâm, tâm tức Phật, Phật tức tâm. Mình đã biết được điều này, có nghĩa là mình ý thức được là trong cái thân này có cái tâm, trong cái tâm này có ông Phật. Tâm tức là Phật, đúng không? Bây giờ mình nâng cao tâm thức một chút xíu nữa. Niệm Phật chết thành Phật, chứ không có vãng sanh nữa, thành Phật luôn. Là cái tâm thức mình ở cái bậc trung thừa, gọi là trung căn đó. Bây giờ chúng ta
đi, không thèm cái trung căn này nữa. Chúng ta là người niệm Phật có ý thức và hiểu biết khoa học, chúng ta nâng cao tâm thức mình một bậc cao hơn nữa, nó gọi là đại thừa đó. Nâng cao tâm thức lên, niệm Phật, hít sâu thở dài, lắng nghe hơi thở ra vào, lắng nghe nhịp tim mỗi một nhịp, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật. Cái tim đập một cái mình niệm một chữ, cái tim đập một cái mình niệm một chữ, rõ không? Mình niệm theo tiếng tim. Tại sao vậy? Chúng ta muốn đạt được cảnh giới cao trong cái niệm Phật, chúng ta phải lắng nghe con tim của mình, bởi vì tim chính là nơi ở trú ngụ của ông Phật. Mình lắng nghe tiếng tim, mình lắng nghe hơi thở ra vào, mình lắng nghe tiếng niệm Phật, thì tạp niệm vọng niệm không có thời giờ chen vào. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Tại vì mình bận rộn mà, mình bận rộn cái hơi thở, mình bận rộn tiếng tim của mình bận rộn tiếng niệm Phật. Nhưng ba cái này nó kết hợp lại thì rất là bận rộn, cho nên mình không có một cái khoảng cách nhỏ nào để cho tạp niệm vọng vào, thì nó gọi là chánh niệm. Tại sao chúng ta phải lắng nghe hơi thở ra vào, lắng nghe tiếng tim của mình đập và niệm Phật theo? Tại sao? Bởi vì mình biết rằng là trong này có một ông Phật luôn luôn ở với mình. Nếu không có cái thân thì tâm không có chỗ trú ngụ, có phải vậy không? Có phải vậy không? Mà cái tâm không có chỗ trú ngụ cũng như là ông Phật không có cái nhà để ở. Tóm lại, thân chính là cái nhà của ông Phật của chúng ta. Bây giờ mình lắng nghe tiếng thở, lắng nghe tiếng tim, còn có nghĩa là gì? Là mình lắng nghe sự sống. Hơi thở ra vào là sự sống, có phải vậy không? Khi nằm thẳng cẳng không chết người ta gọi là gì? Gọi là gì? Cái nằm thẳng cẳng luôn mà lạnh ngắt gọi là gì? Ngõm. Thẳng cẳng không thở là chết, mà hơi thở chính là sự sống, có phải vậy không? Mà người niệm Phật phải biết thở sâu thở dài để cho cái thân này nó có cơ hội sống dài sống khỏe. Cái thân này chính là một phương tiện duy nhất cho cái ông Phật ở trong này nè. Nhờ có cái thân này cho nên ông mới ngồi lại đây, ông vô đây ông ngồi, ông học Phật, ông tu theo Phật. Nhờ có cái thân này chúng ta mới lết tới chùa, mở đạo tràng để ngồi tu. Nhờ cái thân, nương vào thân để làm phương tiện. Ông Phật mình ổng nương vào cái thân mình ổng làm phương tiện. Chứ mình cố gắng làm sao mình giúp cho cái thân mình khỏe, mạnh, sạch, đẹp. Để chi? Để phương tiện tu học của ông Phật mình nó mạnh, nó sáng, nó đẹp, nó khỏe. Thành ra cái đường tu học mình nó dài hơn người khác. Bây giờ hiểu rõ cái thân mình là gì chưa? Là chánh điện của cái ông Phật đang ở trong này. Cho nên mình phải có bổn phận chăm sóc giữ gìn cái nhà này lúc còn sống. Nhưng mà tuyệt đối không được dung dưỡng nó quá độ, sinh ra nó hư, cũng không bạc đãi nó quá độ, nó sinh ra nó tàn lụi. Rõ chưa? Rõ không? Tất cả mọi cái là không quá đáng, cũng không quá tệ. Để chi? Để cái thân mình nó không bị chiều chuộng quá mức, đâm ra hư hỏng, hoặc là bạc đãi nó quá độ để sinh ra hư tàn lụi. Nhớ chưa? Bây giờ ý thức được cái thân mình là chánh điện của Phật. Bây giờ tại sao chúng ta phải lắng nghe hơi thở và nhịp tim? Trung đạo nhắc lại, hơi thở là sự sống, có phải vậy không? Rõ chưa? Cỏ cây còn thở mà, nhờ nó thở cho nên nó xanh nó đẹp đó. Cái mặt lá cây nó có những cái lỗ nhỏ, rất là nhỏ, mình không nhìn được. Nhưng qua cái kính hiển vi phóng to, mình sẽ nhìn được cái lá nhỏ, lỗ. Những cái lỗ đó nó có bổn phận là hút được cái tinh chất dĩ thái của không khí để nó nuôi cho nó xanh. Bên cạnh nó, cái chân nó hút âm chất của đất, cái rễ nó hút âm chất của đất, cái lá cây nó hút dương chất của mặt trời. Chúng ta có khác gì đâu. Chân mình đội trời, đầu đội mình đội trời, chân đập đất, chân hút âm khí của mẹ, đầu hút dương khí của cha, có phải vậy không? Cha trời mẹ đất mà, gọi là Như Lai. Như Lai không phải là một vị, Như Lai là một cái tính chất lớn lao thiêng liêng của vũ trụ, gọi là Như Lai, là pháp giới, là càn khôn, là vũ trụ, nó gọi chung là Như Lai. Cái tên thôi, nhưng mà không phải là một vị, một người như mình nghĩ. Như Lai là sự thiêng liêng có trong vũ trụ. Sự thiêng liêng này ngự trị trong vạn vật, cho nên người ta mới nói là Phật tánh có trong bá tánh chúng sanh, Phật tánh có trong mọi hình thể, có đúng vậy không? Đúng không?
xác nhận đúng không? Thì Phật tánh ngự trong ta, ngự trong lá cây, mọi hình thể đều có Phật ngự trị. Nói chung, tánh thiêng liêng ngự trị trong chúng ta, ngự trị trong con này, con nọ, con kia, trong vạn vật. Tánh thiêng liêng trường tồn là do hơi thở sâu dài. Cỏ cây cũng có hơi thở ra vào cho nó xanh, nó đẹp, nó trẻ. Cái cây có biết nó sống bao nhiêu năm không? Có biết không? Không. Mà chúng ta trồng nó lên, chúng ta nói tôi trồng nó được 30 năm. Bản thân đâu biết 30 năm đâu. Nó chỉ biết tươi đẹp. Nếu mà chăm sóc đúng thì nó sẽ tươi đẹp. Chúng ta cũng vậy. Thực sự con người ta không có tuổi, nhưng mà mình cứ tự đặt mình bao nhiêu tuổi, cứ năm tính tuổi. Thực sự sự sống trong cơ thể mình không có tuổi, sự thiêng liêng không có tuổi. Hơi thở ra vào, nhịp tim của mình là sự sống. Khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lắng nghe hơi thở ra vào, lắng nghe nhịp tim, cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong bản thể của mình, trong chánh điện của Phật. Đó không? Mình đang ý thức, đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong cơ thể của mình, cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự thiêng liêng đang luân chuyển trong bản thể này. Mà sự thiêng liêng chính là Như Lai đang ngự trị trong bản thể này. Vậy là chúng ta niệm Phật, lắng nghe sự sống, còn có nghĩa là lắng nghe sự thiêng liêng luân chuyển trong bản thể của mình, trong bản thể của vạn vật, cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe Như Lai đang ngự trị trong chánh điện này. Cho nên mình ý thức rằng là niệm Phật theo thở ra vào, theo nhịp tim đập, cũng còn nghĩa là mình đang lắng nghe Như Lai đang sống trong chính bản thể này. Cho nên cái câu nói mình là Phật, Phật là mình, Phật là ta, ta cũng là Phật, ta là Phật, Phật cũng là ta, tìm chi cho tận chốn non xa, ngay trong tâm khảm ta ngài ngự, đâu cần lặn lội chốn trời xa. Có phải vậy không? Đúng không? A Di Đà Phật. Chúng ta nói tỉ mỉ hơn, khi lắng nghe hơi thở ra vào và nhịp tim của mình, cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong bản thể này, trong chánh điện này, cũng còn nghĩa là mình đang lắng nghe sự thiêng liêng đang ngự trị trong bản thể này. Sự thiêng liêng mà thế gian gọi là Phật tánh đó, mà Phật tánh ở khắp mọi nơi. Có nghĩa là chúng ta đang lắng nghe Như Lai đang ngự trị trong bản thể này đó. Tóm lại, thân xác mình chính là chánh điện của Như Lai, một chánh điện tinh khiết hoàn hảo. Vì hoàn hảo cho nên nó không sanh bệnh, vì hoàn hảo cho nên nó đẹp, nó sáng, vì hoàn hảo cho nên nó sáng suốt, nó trí tuệ khôn lanh. Còn nếu mà không hoàn hảo sẽ sanh bệnh, có phải vậy không? Nếu huynh đệ mà bạc đãi mình có bệnh không? Bệnh bởi vì mình làm cho nó khiếm khuyết. Cho nên khi mình ý thức rằng bản thể này chính là chánh điện của Phật, mình phải biết chăm sóc như thế nào để chánh điện này được trong sáng, thanh tịnh, tinh khiết, mới là thực sự một người biết tu. Tu cho nó nơi tới chốn, tu cho ra hồn, tu để được gần gũi chư Phật, tu để làm bản thể này trở thành chánh điện của Như Lai, mới thực sự là người Phật tử thuận thành chân chính. Nam Mô A Di Đà Phật. Trung đạo giảng rất là nghiêm trọng trong vấn đề này, để vấn đề chúng ta cùng ý thức với nhau, chúng ta đang đi sâu vào niệm Phật để được có kết quả như ý. Thật ra chúng ta phải biết chăm sóc cái bản thể này, không được ăn tầm bậy, không được nói tầm bậy, không được làm tầm bậy để làm tổn phước. Mình thiếu phước rồi thân thể mình đâm ra bệnh tật, thiếu phước rồi chuyện xui tới hoài mình, bởi vì mình tổn phước cho nên cơ thể mình sanh bệnh tật, bị tai nạn, bị họa này họa nọ kia, là do mình tổn phước đó. Cho nên người tu là mình bòn phước, không phải cầu cạnh cái phước, mà ráng cố gắng nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, để chúng ta tự tạo phước cho bản thân mình mà tu học. Có phải vậy không? Đúng không? Cho chúng ta phải tự bòn phước để cho thân xác mình được mạnh khỏe, trí tuệ sáng suốt. Tu là phước huệ phải song tu, phải nghĩ thiện làm lành, phải tụng kinh trì chú, phải biết yêu thương bá tánh chúng sanh, thì cái tiếng niệm Phật mình nó trở thành Phật lực. Cái miệng mình là phàm khẩu, là phàm khẩu, muốn ăn bậy, muốn nói bậy, muốn làm bậy là nó hết. Ăn bậy nó bậy là chết, ăn bậy nó bậy là tổn phước, cho nên gọi là ác khẩu. Niệm Phật tụng kinh thời gian, cái miệng mình trở thành thần khẩu, nói phải cẩn thận. Niệm Phật thời gian 10 năm, 20 năm, cái miệng thành thánh khẩu. Niệm Phật trọn đời tu học, làm việc cho bá tánh sanh bằng cái miệng này thiện lương,
giúp đỡ huynh đệ ba tánh bằng cái miệng, bằng cả tâm hồn trí tuệ con tim, bằng cái miệng trở thành Phật khẩu. Ghê chưa? Mà nước miếng lúc đó nó ngọt và thơm rồi, gọi là cam lộ đề hồ là đó đó. Mình niệm Phật đến mức nước miếng mình thơm và ngọt thì cái miệng mình đó cam lộ đề hồ rồi. Ở đây có ai đạt được tới mức đó chưa? Giơ tay lên. À, mình bắt cái tay liếm đi, bị có ghẻ đúng không? Lấy cái nước miếng chà chà vô, ngày mai người ta lành đó, ngày mốt người ta lành hẳn luôn. Cam lộ đề hồ là thuốc đó. Nó chính là món thuốc trường sinh, món thuốc trường sinh cho người niệm Phật tụng kinh. Nước miếng mình thơm và ngọt. Một người Mỹ á, mình lấy tay mình chấm nước miếng á, nó không bao giờ dám đụng tới cái tay mình á. Mà đệ tử của thầy nó là một khoa học gia, thầy chấm nước miếng thầy sức phỏng cho người ta xong á, thầy để cho nó hửi coi, không có mùi, có một mùi gì nước miếng hết á. Cái miệng mình nó có hai cái loại gọi là vi khuẩn, một vi khuẩn xấu và vi khuẩn tốt. Vi khuẩn xấu thì rất là hôi, nó hôi vô cùng và thúi nữa. Còn vi khuẩn tốt nó thơm, không có một cái mùi nào hết, như nước mưa vậy đó. Là mình niệm Phật đã tới mức rồi thì cái miệng mình mới có nước miếng tốt, nó gọi là cam lộ đề hồ. Cái niềng răng của thầy thì niềng cho răng nó thẳng đó. Thầy nói chuyện với người ta, thầy cầm thầy bỏ ra ngoài, thầy nói chuyện. Nói chuyện xong xuôi hết rồi, thầy cầm cái niềng răng lên thầy hửi, thơm ngào ngạt. Huynh đệ không bao giờ nghĩ ra, ngậm trong miệng mấy tiếng hồ bỏ ra, ngậm bỏ trở lại vẫn thơm ngào ngạt. Từ đâu? Từ do công năng tu luyện của mình mà có. Từ nó cái niệm Phật miên mật mà có. Từ cái tâm từ bi bác ái hỷ xả bỏ qua quên lãng mà có. Cái miệng thành Phật khẩu rồi, tự nhiên nước miếng sẽ thơm mà ngọt. Lúc đó quyền lợi tâm linh là của mình chứ không phải của thầy. Bây giờ huynh đệ có muốn có quyền lợi tâm linh đó lớn đó không? Muốn có không? Xuống ngồi xuống tu miên mật đi, để làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh. Phải rải cái tâm đại từ đại bi cho bá tánh chúng sanh. Phải nói những lời đại từ đại bi cho bá tánh chúng sanh. Có cái miệng mình mới thơm và ngọt được. Ăn cái gì cũng ngon, nói cái gì cũng vui, nói cái gì cũng lợi. Mà muốn nói lời ẩu nói không được, vì lúc đó mình muốn nghĩ một điều xấu cũng nghĩ không được nữa. Bởi cái đầu này nó không phải là phàm trí nữa, cho nên không thể nào nghĩ những điều của thế gian được. Cái đầu mình trở thành thánh trí rồi, cho nên chỉ nghĩ những điều lợi lạc cho bá tánh chúng sanh không thôi. Người tu kinh cũng chưa, nó đạt tới cái mức mà miệng thành Phật khẩu, cái đầu mình thành thánh trí, Phật trí rồi, cho nên không nghĩ xấu được, không nói xấu được. Lúc đó mình là ai chư Phật đã biết rồi. Chư Phật, ông Phật không có nghĩa là cái ông đó phải ngồi chễm chệ một nơi rồi ánh sáng phát khắp nơi. Ánh sáng huynh đệ chỉ thấy ánh sáng của ông này khi nào cái tâm huynh đệ đạt tới mức đó an tịnh rồi, huynh mới nhìn thấy được ánh sáng của những huynh đệ của mình. Cái đầu mình, cái thân của mình, cái trí của mình đạt tới mức đó, mình nhìn mình thấy được ánh sáng huynh đệ trên đầu màu gì, ánh sáng gì, màu xanh, màu sáng, màu trắng hay màu trắng lợt, hay màu trắng xanh hay là màu tím, màu hồng, mình thấy hết á. Vì con mắt mình trong sạch tinh khiết, mình thấy tất cả mọi thứ. Không khí có màu không? Không khí có màu không? Có không? Trả lớn lên. Có hay không? Hả? Không khí bảy màu đó huynh đệ. Cho nên mới tạo ra cái cầu vồng đó. Cầu vồng bảy màu là bởi vì nó qua ánh cái hơi nước á, ánh nắng mà qua cái hơi nước á, mình thấy không khí nó bảy màu luôn. Chúng ta luyện đạo niệm Phật đến độ cái đầu mình á, ngũ sắc ngũ quang á, bạch sắc bạch quang, huỳnh sắc huỳnh quang là màu vàng nè, thanh sắc thanh quang là màu xanh nè, xích sắc xích quang là màu đỏ, có hết đó trong A Di Đà, thấy chưa? Mình luyện đạo là có đủ, nhưng mà làm sao để đạt tới cái mức đó? Khi mà mình niệm Phật đúng mức rồi, cái hà đầu thành cái đầu mình nó tròn lên, nó độn lên, nó mở ra, mở cái hà đầu thành, nó mở cái bát hội ra, lúc đó nó nhịp xong rồi, cái bắt đầu mình tụng niệm nhiều, cái bắt đầu mình tiếp nhận được luồng năng lượng mà thế gian gọi là vô lượng quang đó. Lúc nào mình cũng khỏe, lúc nào mình cũng trẻ, lúc nào mình cũng khoan khoái, lúc nào cũng an nhàn tự tại, chuyện gì xảy ra mặt vẫn bình thường, không nhăn nhó không gì đó. Lúc đó mình đọc cái câu gọi là an lạc thường trụ, lúc nào mình cũng vui vẻ, người ta nói vậy mình cũng không có nổi điên. Thực sự là người tu á, nổi điên, cái điên nó không còn. Nếu huynh đệ tu niệm Phật đúng mức rồi đó thì cái giận nó không còn tồn tại, cái buồn nó không còn tồn tại. Không có nghĩa là mình vô cảm, không phải vậy, mình biết luôn á, mình hiểu luôn á, nhưng mà mình vẫn an lạc. Cho nên cái câu là tâm biết bất biến giữa dòng đời vạn biến đó là bởi vì mình đã tu tới rồi, hiểu
Cho nên huynh đệ lắng nghe hơi thở. Một hai tuần, ba tuần đi quen rồi bắt đầu huynh đệ tập lắng nghe nhịp tim đi. Hay nhất là cái chỗ này nè. Khi huynh đệ nghe nhịp tim của mình nó lớn, mỗi cái nhịp nó hai tiếng lận, nó gần nhau, cái tâm thức tâm nhĩ nó nhịp với nhau, mình nghe nó lớn dần, mà mình ngồi mình nghe nó lớn quá rồi đó, nghe nó quá lớn trong cái đầu này rồi, thì tự nhiên tiếng động bên ngoài không còn tồn tại. Lúc đó mới thực sự là lục căn thanh tịnh, ngũ uẩn dai không thì độ nhất thiết khổ ách, nhớ không? Lục căn thanh tịnh rồi thì nhiên lục ngũ uẩn sẽ dai không, mà ngũ uẩn dai không rồi mình sẽ độ nhất thiết khổ ách đó. Niệm nghe tiếng tim đi sẽ thấy được cái kết quả. Mà huynh đệ đã nghe tiếng tim rồi, tự động tiếng xe bên ngoài cũng mất, tiếng nhạc mở rầm rầm cũng mất luôn. Lúc đó mới thực sự là lục căn đại thanh tịnh. À, lục căn đại thanh tịnh rồi niệm Phật sẽ nhất tâm. Niệm Phật nhất tâm chắc chắn vãng sanh theo như ý đó. Ngồi xuống mỉm cười rồi đi, gọi là tịch. Đúng nghĩa tịch. Lúc đó nụ cười huynh đệ nó sáng rực rỡ. Nụ cười rất là sáng rỡ hả? Giọng cười mở miệng ra cười là người ta cảm thấy vui, thấy an lạc liền. Vậy lúc đó ai cười? Không phải mình cười đâu. Cái đầu nành Phật trí, cái miệng thành Phật khẩu, cái giọng là Phật âm. Con mắt nhìn là từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng, là Phật tánh. Thấy chưa? Cái miệng thơm ngọt là Phật vị. Lúc đó là ai? Chư Phật làm hết, không phải là mình. Cho nên cái phàm này, phàm phu đã biến mất. Người tu mục đích chính là giết chết cái phàm phu tục tử của mình để đạt đến thánh trí. Nếu mà phàm phu tục tử bản ngã tôi thấp hèn mình còn dứt khoát, mình không lại gần thánh trí được mà vẫn còn phàm trí. Hả? Phàm trí là phàm khẩu. Hả? Phàm khẩu là phàm nhân là phàm tục, phàm phu tục tử, đừng có hòng đi tới đâu hết á. Rõ chưa? Dễ hiểu không? Cái gì là Phật? Rõ không? Từng mắt một nó ăn liền với nhau ha. Cho nên người tu niệm Phật á, đầu tiên chúng ta phải làm sao? Rời phàm, rời cái phàm phu tục tử, rời cái phàm nhân, phàm tánh của mình đi, phàm trí của mình đi. Mình tu mình chuyển phàm qua thánh. Trung đạo không nói thành thánh, mà chuyển phàm qua thánh. Từ một cái phàm trí, phàm khẩu, phàm phu tục tử, mình chuyển thành thành thần. Đó là mình phàm nhân thành thiện nhân, thần nhân, thánh nhân, rồi Phật. Phải chuyển như vậy đó, chứ không phải đụng cái là qua Phật đâu, không đụng cái là qua thánh nhân đâu. Phải nhớ không? Chuyển phàm qua thánh, từ phàm nhân thành thần nhân, thành thánh nhân rồi mới là Phật. Cho nên một người phàm phu tục tử sống trong cái phàm tánh của thế gian, của thế gian tánh, trần gian tánh, mình chuyển thành thiện nhân trước cái đã. Thiện nhân một thời gian dài mà thành thần nhân rồi thánh nhân, lúc đó mới tính chuyện Phật. Rõ không? Mình chuyển phàm qua thánh là vậy. Từ phàm khẩu trở thành thần khẩu, thánh khẩu rồi Phật khẩu. Từ phàm phu tục tử, phàm nhân trở thành thần nhân, thánh nhân mới thành Phật. Đó là người tu chân chính. Phải biết từng giai đoạn. Lúc đó cái mặt mình sẽ rạng rỡ, nụ cười sẽ rạng rỡ, cái đầu mình sáng suốt, cái tâm mình an lành thiện lương. Lúc đó mình mới có danh sách trong cái đạo. Cái sách đạo nó có tên mình rồi. Còn mình sống trôi lăn á, còn sách đời. Cho nên từ đời chuyển qua đạo. Đồng thời mình phải nương cái đời của thế gian để mình luyện đạo. Mình thấy những cái tánh phàm phu tục tử thế gian mình không tập. Mình vượt qua tất cả những cái tánh phàm phu tục tử để mình trở thành một cái bậc thánh nhân, thần nhân nào đó. Mình chuyển, mình tự chuyển, mình tự tu, mình tự giáo hóa mình. Cho nên mình phải phán xét mình chứ không được phán xét huynh đệ. Người có trí á, thầy viết câu là kẻ đại ngu. Hãy nhớ câu nè, kẻ đại ngu tụng tu để phụng sự cái bản ngã tôi, phàm phu tục tử thấp hèn, mưu mô xảo trá, lừa gạt, xấu xa, đê tiện. Đó là bản chất phàm phu tục tử xấu xa nhất. Nó gọi là tận cùng của cõi dục giới. Người nào tu mà sống trong cái cảnh giới này, nó gọi là phàm phu tục tử thấp hèn. Người tu phải rời bỏ những đức xấu, xấu tính xấu đó đi. Gọi là kẻ đại ngu là sống trong cái tôi phàm phu tục tử. Bây giờ chúng ta không thèm sống trong cái tánh của kẻ đại ngu nữa. Chúng ta sống người đại trí. Người đại trí sống trong cái tình yêu thương rộng lượng từ bi bác, luôn luôn quán xét và phê bình chỉ trích chính bản thân mình. Và quán xét cái bản ngã tôi thấp hèn của mình. Và không
không được lặp đi lặp lại những cái tánh xấu. Phải tập cho mình những cái tính tốt mà biết khiêm nhường, biết kính trọng, biết yêu thương, biết giúp đỡ, bỏ qua, quên lãng, tha thứ cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, và luôn phán xét mình chứ không được phán xét huynh đệ. Đó là người đại trí. Rõ chưa? Huynh đệ làm gì cái chuyện của họ, mà lặp đi lặp lại là cái huân tập của thế gian thôi. Mình không được nhảy vào. Mình nhảy vào là mình thọ. Mình thọ là mình sanh phiền não. Mà người tu không cần phải thọ thế gian pháp để sanh phiền não. Mình thấy cái chuyện tầm bậy, mình nghĩ trong đầu mình sanh phiền não. Mình nghe cái điều tầm bậy, mình nghĩ lộn xộn, mình lại sanh phiền não. Phải không? Chính mình tạo phiền não chứ không ai tạo phiền não cho mình. Cho nên người tu phải học cái chữ kệ. Kệ nó. Để mình không bị thọ những cái không cần thiết. Người tu là bỏ rác rưởi ra ngoài, đem những điều tốt lành cho người tu. Những gì rác rưởi cho cuộc đời là phải bỏ liền, đừng có ôm ấp nó để sanh phiền não. Còn phiền não dứt khoát, lục căn không thanh tịnh. Mà lục căn không thanh tịnh, niệm Phật sẽ bị tạp niệm vọng niệm. Mà lục căn không thanh tịnh mà cứ tiếp tục có tà niệm, tạp niệm vọng niệm hoài hoài, nó trở thành tà niệm và ác niệm. Rõ chưa? Rõ không? Cho nên cố gắng làm sao không thèm thọ thế gian pháp để sanh phiền não cho chính mình. Chẳng hạn như cô đây nè, giận thầy cái chuyện mà thầy chưa bao giờ biết, một cái giận âm thầm giận hoài, ai phiền trước? Cô là người mà thầy giận trơ trơ, bây giờ thầy đâu có làm gì đâu mà bị phiền. Người ta nói một câu thầy không cần nghe tới, họ giận giận đấy, tại sao mà tôi muốn vậy mà ông không làm vậy đấy? Cái chuyện cô muốn là chuyện của cô, chuyện giận chuyện của cô đâu phải chuyện của tôi đâu. Sống của tôi là vậy mà, ai kêu cô phiền chi? Mình nổi điên lên, việc đầu tiên mình bị trước rồi người ta chưa bị. Đó không? Là chúng ta người tu phải cố gắng làm sao niệm Phật để giữ chánh niệm, không sanh tạp niệm vọng niệm, để cái tạp niệm vọng niệm này lâu đời quá nó thành tà niệm và ác niệm. Giữ lòng thanh tịnh, người tu mục đích chính là giữ lòng thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc. Cái thân này sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh thì trở thành chánh điện của các ông gọi là thế gian gọi là Phật ở trong này. Đó là con đường đi của chúng ta. Bây giờ chúng ta lặp lại, lắng nghe hơi thở ra vào, niệm Phật theo hơi thở ra vào. Bước thứ hai là lắng nghe hơi thở ra vào cộng thêm nhịp tim của mình. Cứ thử nghe đi. 1997 á, Trung Đạo nằm trên giường sau khi ngồi thiền niệm Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật á, nằm trên cái giường này nè. Đây là cái chứng nghiệm nha, chứ không phải ai cũng có. Mình lắng nghe tiếng tim mình nó bự đến cái độ là Nam nè, cái người mình cảm giác nó vậy nè. Lúc đó mình huynh đệ thấy tại sao mà núi lửa phun lửa ra không? Cái núi mà nó phun lửa ra không? Ở trong bụng trái đất mình toàn là nham thạch, chất lỏng nóng không à? Nó luân chuyển. Cái trái đất nó có cái nhịp đập của nó là làm. Nó vừa xoay chuyển mà nó vừa bóp. Có biết vậy không? Không. Người thế gian không thể nào biết được. Chỉ có những người tu lâu họ mới hiểu. Tại sao mà núi lửa nó phun được? Nếu mà nó không ép vậy làm sao nó phun được? Giống như tim mình nó không bớt làm sao máu lưu thông? Có phải vậy không? Cái tim mình á chính là cái nhịp của trái đất. Cho nên chúng ta người tu á là mình là tiểu vũ trụ. Cái tiểu vũ trụ này có bổn phận trở về đại vũ trụ. Hay nói đại khái là cái bản ngã phàm phu tục tử, tu một thời gian dài sẽ thấy được thánh ngã rồi trở thành Phật ngã. Phật ngã này có quyền trở về với đại ngã là Như Lai. Bây giờ nói theo thế gian đi. Con tim mình nó đập như vậy á, thì máu huyết lưu thông. Trái đất nó bóp như vậy á, thì chất lỏng nóng nó chẳng khắp nơi. Nó phun ra ngoài được là nhờ sự bóp. Cho nên cái tim mình nó bóp giống như trái đất vậy đó. Khi mình lắng nghe được tiếng tim của mình hòa nhịp với cái nhịp của trái đất, thì mình là tiểu vũ trụ trở về với vũ trụ. Mình cùng nhịp với trái đất. Lúc đó hả, mình đi đâu á, mình biết. Mình an tịnh cỡ nào, mình có gì mình an tịnh trong tiếng tim của mình. Bên ngoài tiếng động không còn tồn tại. Đối với thực sự là đại an tịnh, đại thanh tịnh, gọi là tịnh độ hiện tiền. Tịnh độ hiện tiền là cực lạc của thế gian. Thấy chưa, nào giờ đâu có ai giảng nói tới đây đâu, đúng không? Chỉ cho mình đọc sách rồi nói niệm Phật vậy thôi. Chứ còn đạt tới cảnh giới đường hồng mà có vãng còn chưa được, nó đi tới đó. Có nói thì niệm Phật mà Trung Đạo chỉ nói tới đây thôi nha. Còn nói nữa huynh đệ không biết đi đâu á. Còn bước thứ ba sẽ làm gì, ghê chưa? Mỗi một cái nhịp, một cái niệm thôi, cái cơ thể mới nó nhịp, nó rung động. Một cái nhịp nó rung động, nó thực sự là lúc đó mình tiếp nhận luồng năng lượng của Phật Tổ á, lúc nào cũng có trong cơ thể, mới gọi là vô lượng quang thường trụ trong cơ thể mình. Ánh sáng mình sát ra nhiều màu.
Nếu mà để tu đi, nhìn kỹ đi, mà để sẽ thấy được trung đạo không phải là cái người mà mới tới vô cổng đâu. Hiện tại cái mặt ổng nó khác đó, nó khác đó, nó vậy luôn đó. Tức là khi mà mình đi vào cái pháp mà mình nói chuyện rồi đó, thì thực sự cái vị mà được nói như vậy á, trung đạo chỉ là trung gian cho cái vị được nói thôi. Quý đệ sẽ thấy được cái pháp quý đệ luyện không phải là bình thường như chúng ta nghĩ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di, rồi rống cho to lên, rống cho to là hết hơi, cái mặt xanh lè, cái môi thâm xì. Niệm Phật to đâu có giải quyết được sinh tử đâu. Niệm Phật nhẹ nhàng, an lạc, đều đặn, tâm mình an tịnh, an tịnh, an tịnh, an tịnh, ngày an tịnh, tuần an tịnh, tháng an tịnh, năm an tịnh, trọn đời an tịnh, mới thực sự là người đang sống trong cảnh giới cực lạc. Đi tới đâu cũng hỷ lạc, đi đâu cũng an lạc, đâu cũng thanh tịnh, mới thực sự gọi là tịnh độ hiện tiền. Hỏi tịnh độ chính là mình chính là tịnh độ. Lúc đó mới thực sự gọi là vãng sanh viên mãn. Chưa đi mà đã được hòa nhập rồi, thấy chưa? Chưa có bỏ nhà mà đã được hòa nhập rồi còn gì nữa. Mình là ai? Đó là mình niệm Phật để thành Phật tại thế gian luôn, đó gọi là đại thừa. Đó, trung đạo nói như vậy, huynh đệ có tiếp nhận dễ không? Có dễ tiếp nhận không? Phải cần phải nhắc lại. Cho nên chúng nữa huynh đệ phải hỏi những gì mà trung đạo giảng, để huynh đệ mở rộng vấn đề hơn, chúng ta dễ dàng hiểu hơn, để việc tu tập mình tiến hóa hơn, việc niệm Phật mình có kết quả như mong muốn. Chúng ta phải hỏi nha. Hai bước thôi, niệm Phật theo hơi thở ra vào, niệm Phật theo nhịp tim. Sau khi 2-3 tuần đó, khi quen hơi thở ra vào, vừa lắng nghe hơi thở, vừa lắng nghe nhịp tim, lúc đó mình mới đi đâu, mình biết mình đang làm gì. Mình biết là mình đang hòa nhập với sự sống trong chính bản thể của mình, mà sự sống chính là sự thiêng liêng. Sự thiêng liêng chính là Như Lai đang ngự trị trong bản thể này, mà 24/24 không ngừng nghỉ. Bản thể này không ngừng nghỉ, sự sống không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta mới ngồi đây, mới có cơ hội ngồi đây tu luyện nè. Huynh đệ có tiếp nhận được không? A Di Đà Phật, chúc huynh đệ tu tinh tấn, miên mật, để nhìn lại bản thể thiêng liêng của mình là Phật, để mình có cơ hội trở về với cha mẹ của mình là Như Lai. Luôn là cầu xin chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, mười phương luôn luôn dạy dỗ dìu dắt huynh đệ đến nơi tới chốn, để chúng ta cùng có cơ hội trở về với cha mẹ của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ phần sau chúng ta đàm đạo với nhau. Trung đạo chỉ đi tới đây thôi, nhưng nếu có cái duyên lần sau trước khi về Mỹ, trung đạo mong rằng sẽ ghé lại đây. Trung đạo sẽ chỉ vấn đề cái bước thứ ba của đề niệm một chữ, cái người mình nó rung động, niệm chỗ nào cho nó rung động chỗ đó. Lúc đó mình đang hòa nhập vào cái năng lượng thì mới có sự rung động. Năng lượng chính là sự rung động. Sự rung động này chính là luồng năng lượng ngự trị trong bản thể của mình, mà thế gian gọi là sự sống. Hơi đi xa quá ha. Đi vậy huynh đệ bắt đầu nó thấy hơi bắt đầu chướng chướng chút rồi, nó không có tiêu thụ nổi á. Trong một tiếng đồng hồ nói không có đủ từ ngữ để mà diễn đạt cho huynh đệ thấu đáo được sự việc. Cho nên chúng ta phải hỏi để đàm đạo với nhau, để chúng ta mở rộng vấn đề hơn, để chúng ta cùng tiến hóa với nhau. Gọi là tu, tu sửa, tu chỉnh, tu bổ. Cái gì thiếu thì bổ, cái gì trật thì chỉnh, cái gì sai thì sửa. Đầu tiên là tu học, kế bên là tu tập. Bắt đầu về nhà tập hít thở đi, hít sâu tới dài, rồi tập nghe tiếng tim. Tập xong bắt đầu tu sửa, rồi bắt đầu tu hành. Hành cái tánh hạnh của mình cho ba tánh chúng sanh, hành cái lòng từ bi cho mọi người. Mà không được hành hạ bạc đãi bản thân mình, hoặc là hành hạ bạc đãi những người bên cạnh mình. Nếu mình bạc đãi những người bên cạnh, hành hạ người ta bằng trí tuệ hoặc là hành động, thì mình đang bạc đãi chính bản thân mình đó. Bởi vì chúng ta là con cùng cha mẹ, mình bạc đãi người bên cạnh là mình đang bạc đãi chính bản thân mình đó. Mình sống không có đạo đức, mình sống không đạo đức mình sẽ tổn đức, tổn đức sanh bệnh tật. Nói vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật. Trung đạo nói cái gì nó cũng có dính mắc với nhau, từng chữ này qua chữ nọ chữ kia, mình thấy thấu đáo rõ biết sự việc hơn. Cho nên mình hành đạo nó rõ ràng, nó mạch lạc hơn là vậy. Bây giờ huynh đệ là những người trung đạo nhìn thấy mặt rất là sáng, có nghĩa là huynh đệ tu rất là tốt, cho nên mặt không có bị đen thù lùi, hoặc môi thâm, hoặc là mặt mày xanh nám á. Tu mà niệm Phật nhiều mà mặt mày xanh nám mà thâm là bởi vì người đi lộn đường rồi. Nhưng mà mình không biết mình đi lộn, bởi vì mình lạc, mình không biết mình lạc.
Rồi huynh đệ bắt đầu hỏi chuyện nha, chúng ta đàm đạo với nhau để mình đào sâu vào sự việc. Mấy huynh bên này nè, mấy huynh nam hỏi nhiều vô, thầy mở lòng ra chia sẻ, huynh đệ mở lòng ra tiếp nhận, chúng ta cùng tiến tu mà, chứ trong đầu đâu có giỏi huynh đệ gì đâu. Huynh đệ nào cũng có trình độ hết trơn á, chứ phải là không. Rồi mấy cô, mấy bác, mấy chú hỏi, để chúng hỏi những gì trong đạo mới giảng đó, mới chia sẻ đó, để chúng ta cùng đào sâu vấn đề để tu học. Vậy là hiểu hết rồi phải không? Vậy có làm được không? Đây, còn nếu mình niệm Phật ở đây á, chúng ta niệm Phật ở trong chùa này nè, là mình niệm theo cái nghi thức của chùa thôi. Ha? Niệm xong rồi đi kinh hành, niệm xong đi kinh hành, đúng vậy không? Và chúng ta chỉ niệm theo nghi thôi, chúng ta về nhà cho mình có cơ hội ngồi xuống để niệm Phật theo thở ra vào và lắng nghe tiếng tim của mình. Khi mà mình đã nghe rõ tiếng tim nó lớn trong cái đầu, nó lớn quá rồi, tự nhiên tiếng động bên ngoài sẽ không còn tồn tại. Lúc đó mình rất an tịnh trong tiếng tim hơi thở ra vào, vẫn nghe tiếng tim, vẫn biết hơi thở ra vào, vẫn nghe tiếng niệm Phật của chính mình, lúc đó thực sự là gọi là chánh niệm đó. Chánh niệm đó. Rõ chưa? Có dễ hiểu không? Có làm được không? A Di Đà Phật. Làm dễ lắm, không có khó đâu, chỉ cần quyết tâm là được rồi. A Di Đà Phật thưa cô. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con thành tâm biết ơn thầy nhiều cách đã chỉ dạy tụi con, chúng con cách niệm Phật. Nhưng để hiểu rõ hơn, xin thầy quan hỷ chỉ cho con cách hơi thở như thế nào để được cái bụng rồi cái từ từ nó được lên thầy, tới thầy, đầu. Thầy xuống dưới này. Dạ. A Di Đà Phật. Thấy cái dạ. Bụng nó rõ hơn. Dạ. Dạ nghe được cái bụng rồi nghe được tiếng tim à. Khi mình thở ha, đúng ra chúng ta không có ai chỉ với huynh đệ thở đúng không? Nếu có biết chẳng qua người khác chỉ thôi, trong chùa đâu chỉ đâu. Huynh đệ đâu có chỉ nhau đâu đúng không? Đúng không? Chứ niệm cho to lên là được rồi, niệm to mới linh nha. Niệm to linh. Khi mình thở á, ngồi xuống, hít dài hơi ba hơi á, thở cho mạnh ra. Khi tụng kinh niệm Phật xong, ngồi yên lại đó, hít vài hơi cho cái phổi mình nó căng ra. Cái lưỡi đưa lên trên cái hàm răng trên á, cái nú á, ngậm lại, bắt đầu hít. Thì đầu tiên là hít cho đầy cái bụng, khi cái bụng đầy thì động sẽ đầy cái ngực đầy rồi cái mặt mình sẽ, chân mày nó sẽ kéo, lỗ tai sẽ kéo lên. Khi trung đạo chỉ cái bụng, huynh đệ nhìn cái bụng, chỉ cái ngực, huynh đệ nhìn cái nhực, chỉ cái lỗ tai, huynh đệ nhìn lỗ tai, thì thấy cái da đầu trung đạo nó sẽ kéo lên như vậy. Bắt đầu. Rõ chưa? Thấy không? Thấy. Chỉ là cái hơi thở mình sâu dài đến độ vậy. Mà hay cái chỗ là khi hơi thở mình sâu dài đó, thì cái não mình nhận được rất nhiều sự sống. Hơi thở mình sâu dài có nghĩa là cái oxy á, mình cái oxy đó nó sẽ vô trong cái phổi của mình, là nó đen tùi lùi, máu đen về đây thôi, máu đen nó về phổi nó đen lắm. Khi mình hít sâu vô á, thì hơi thở này cái phổi mình nó có công năng là lọc máu đen thành máu đỏ. Mà cái đó